Cái thứ nhất viên thần ma nguyên thần năng lượng thực mau bị luyện hóa, nhưng lại xuất hiện một cái làm hắn kinh ngạc tình huống, cho rằng cắn nuốt một viên đều cảm giác muốn nổ mạnh, nhưng hiện tại còn lại là cắn nuốt luyện hóa rất một viên sau, cư nhiên không nhiều lắm cảm thụ, trong cơ thể thần lực tựa hồ chi gắt gao dài quá một chút. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Ngay sau đó ngẫm lại liền biết sao lại thế này, trước kia cắn nuốt luyện hóa là tu vi thấp, mà hiện tại còn lại là thần chủ tu vi, tu luyện càng là đến hậu kỳ liền càng là khó khăn đại, tương ứng trong cơ thể đạo chủng chi hải cũng là càng lớn cục diện, cho nên thần lực viên mãn lượng tự nhiên cũng liền mở rộng. Không tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều yêu cầu rộng lượng thần lực chống đỡ. Huống chi hắn thể chất cơ sở bản thân cùng người bình thường bất đồng, thập toàn thập mỹ thể chất. Làm hắn tu vi tăng lên khó khăn siêu người khác gấp 10 lần, bất quá uy lực cũng cường đại gấp 10 lần. Trước mắt tình huống đúng là đạo lý này. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, hắn không chỉ có không uể oải ngược lại trong lòng đại hỉ, liền sợ nứt vỡ thân thể, mà không sợ không năng lượng cung cấp. 3.000 thần ma nguyên thần năng lượng, dùng hết không đủ một thành, còn có 2.000 hơn 700 viên ở Càn Khôn Hồ Nội, cũng đủ hắn lăn lộn. Lại đến, đệ nhị viên tiếp tục cắn nuốt. Vẫn là không đủ. Tiếp tục. Liên tiếp nuốt vào 36 viên thần ma nguyên thần năng lượng sau, rốt cuộc. Oanh. Trong cơ thể phát ra một tiếng nặng nề, hắn đột phá nói chung vị thần chủ. Ở đột phá trong nháy mắt, trong thân thể hắn đạo chủng chi hải, nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, nói cách khác muốn đột phá đến thượng vị thần chủ cảnh giới, yêu cầu năng lượng càng thêm nhiều, mỗi một lần tăng lên đều là một lần đạo chủng chi hải tiến hóa. Đương nhiên đối Dương Nghị Vân tới nói đây là chuyện tốt, hắn sầu chính là trong cơ thể dung không dưới 2.700 viên thần ma nguyên thần năng lượng, không phải sợ không có. Kế tiếp càng thêm điên cuồng. Hắn dứt khoát hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đồng thời vận chuyển thân thể rèn luyện, hơn nữa hoàn toàn điều động hiểu rõ đạo chủng thần hạch nội 10 đại đạo thụ vận chuyển. Như thế dưới tình huống, sở yêu cầu năng lượng liền lớn hơn nữa. Dù sao hắn 10 đại đạo thụ ở đạo chủng thần hạch trong vòng như cũ vẫn là cây non trạng thái, liền tính là lần trước trường tới rồi một thước nhiều, cũng như cũ là cây non. Suy đoán công pháp thời điểm, hắn liền biết 10 đại đạo thụ, chung quy muốn trưởng thành che trời đại thụ, mới là chân chính hình thái. Hiện tại 10 đại đạo thụ, hợp nhất lúc sau chỉ có thể hóa thành hư ảnh che trời đại thụ, chờ 10 đạo nói thụ ở đạo chủng thần hạch xưng là che trời đại thụ, khi đó hắn tin tưởng nói thụ uy lực mới là chân chính uy lực. Một viên có một viên thần ma nguyên thần năng lượng bị Dương Nghị Vân nuốt vào, tam quản tề hạ ở vận chuyển, trong cơ thể thần lực, thân thể, đạo chủng nói thụ, đồng thời hấp thu luyện hóa này đó thần ma nguyên thần năng lượng. Trước kia là không dám hấp thụ nhiều, hiện tại nếu buông ra, vậy điên cuồng một chút. Thực mau 100 viên thần ma nguyên thần năng lượng bị hấp thu luyện hóa. 200, 300. Biết đột phá 1.000 viên thời điểm, trong cơ thể lần thứ hai chấn động vang lên một tiếng nặng nề. Lần thứ hai đột phá, tu vi cảnh giới đạt tới thượng vị thần chủ cảnh giới. Nhưng, kế tiếp hắn biết càng ngày càng khó. Muốn đột phá đến pháp thần, hắn đều tìm không thấy dư lại 1.700 viên thần ma nguyên thần năng lượng có đủ hay không, nghĩ đến là đủ đi. Dù sao hắn thân thể cùng 10 đạo nói thụ cũng đều có một lần thoát biến. Nói thụ trường tới rồi 9 thước nông nỗi, rốt cuộc có cây cối lột xác hình thái, thoát ly cây non hình thái. Đang theo hướng tới đại thụ phương hướng mà đi. Tiếp tục cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng, Dương Nghị Vân biết còn chưa đủ, xa xa không đủ cùng thiên đạo cường giả chiến đấu. Ít nhất pháp thần trình tự mới là mục tiêu. Dương Nghị Vân giờ phút này chính mình cũng không biết hắn điên cuồng cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng ý nghĩa cái gì. Bất chi bất giác chung hai tròng mắt đều thành đỏ bừng chi sắc, tản ra yêu dị quang mang, huyền phù ở giữa không trung điên cuồng cắn nuốt chung. Nhưng là trong lòng chấp niệm chính là tăng lên tu vi, đi chiến đấu thiên đạo cường giả. Cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng là có tệ đoan, Dương Nghị Vân thiên đạo hiểu được nhưng càng không thược, ở yêu thần đạo cung thời điểm hùng có thiên mở ra yêu thần đạo cung thần lâu thứ 9 tầng yêu thần đạo cốt hiểu được, hắn ở cảnh giới thượng đạt tới trung vị thần chủ. Cho nên đến trung vị thần chủ cảnh giới thời điểm còn cảm thụ không đến cái gì, tới rồi thượng vị thần chủ thời điểm, liền có chút nguy hiểm. Tâm cảnh thượng theo không kịp pháp lực đi ở phía trước, đây là thực dễ dàng bị lạc đạo tâm. Hắn giờ phút này hai tròng mắt đỏ bừng chính là thực rõ ràng biểu hiện, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Tân mệt hắn ý chí lực còn kiểm định, nếu không chính là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Như thế đi xuống rất nguy hiểm, nhưng chấp niệm quá sâu đã dừng không được tới.
Ở đột phá tới rồi thượng vị thần chủ lúc sau, tiếp tục điên cuồng cắn nuốt thần ma nguyên thần năng lượng. Chấp niệm ở đẩy hắn đi tới, có nguy hiểm nhưng có thu hoạch. Nguy hiểm là chưa chừng sẽ bị lạc tự mình. Mà thu hoạch còn lại là hắn như cũ có thể đột phá. Còn dư lại 1.700 viên thần ma nguyên thần năng lượng, Dương Nghị Vân cuồng nuốt cuồng phệ luyện hóa. Từng viên luyện hóa cắn nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể thần lực cũng ở điên cuồng gia tăng chung, thân thể rèn luyện cũng tăng lên tăng cường, từ bên ngoài cơ thể xem, trên người hắn kim quang lấp lánh càng ngày càng sáng. Đạo chủng thần hạch trong vòng 10 đại đạo thụ cũng ở thần lực tưới hạ, một chút lớn lên chung. Dương Nghị Vân tu vi đạo hạnh đang không ngừng tăng lên. Cũng không biết đi qua bao lâu. Trong sân tình huống xuất hiện biến hóa. Cái này không gian thần quang bên trong, hoặc là nói là sinh trưởng kỷ nguyên thánh dược nơi. Giờ phút này, một gốc cây bảy màu lưu chuyển dáng màu lấp lánh hình người thánh dược bốn phía. Bốn tôn thiên đạo cường giả cầm trong tay pháp quyết từng đạo thần lực liên tiếp đang xem lên mơ hồ, chỉ có thể ở dáng màu hạ thấy được một người hình thánh dược bộ dáng thượng, bọn họ ở thu thượng thánh dược. Mà ở thánh dược bốn phía còn lại là từng đạo khắc văn chi lực, đây là dược vương điện thánh đạo trận pháp bảo hộ. Muốn thu thánh dược nhất định phải phá rớt thánh đạo trận pháp. Bốn tôn đại thần tự nhiên này đây thần ma nói cung đại cung chủ cầm đầu tứ đại cường giả. Ngạo Tinh, Ngạo Vân, trận này uy lực đã củng cố xuống dưới, các ngươi hai vị đi bên ngoài hỗ trợ, giải quyết Thạch Mộc đạo cung cùng Yêu Thần đạo cung những người đó, kế tiếp là thu thánh dược thời khắc mấu chốt, cũng đừng làm cho bọn họ chuyện xấu. Mở miệng nói chuyện chính là một người diện mạo thoạt nhìn tuổi chừng mạo điệt chi năm lão giả, hắn lời nói thanh không lớn, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm cùng chân thật đáng tin, chính là một bộ hạ lệnh khẩu khí. Người này đó là thần ma nói cung đại cung chủ, Lăng Thương. Một tôn thiên đạo tam trọng cường giả, toàn bộ vĩnh hằng thần giới công nhận đệ nhất cường giả. Mà ngay sau đó, hai gã diện mạo giống nhau như đúc trung niên nam tử còn lại là kính cẩn nói, là, Lăng cung chủ yên tâm. Chúng ta huynh đệ định không cho bọn họ lại đây quấy rầy. Này nhị vị có thể không phải tầm thường hạng người, chính là Hoang Hải đồ vật hai đại chuẩn thánh. Vĩnh hằng thần giới Hoang Hải có tứ hải phân chia, Nam Bắc nhị thánh cùng Thạch Mộc đạo cung cùng Yêu Thần đạo cung đi gần, hai vị này đó là đồ vật nhị hải hai đại chuẩn thánh, Đông Hải Ngạo Nắng Ấm Tây Hải Ngạo Vân, nguyên bản chính là một đôi sinh đôi huynh đệ, các trạm đồ vật nhị hải vì một phương bá chủ, lại là cùng thần ma nói cung thân thiết. Tu vi toàn ở thiên đạo quy tắc áo nghĩa nhị trọng trình tự. Này hai huynh đệ vẫn luôn liền cùng Nam Bắc nhị hải không đối phó, càng là hướng gồm thâu Nam Bắc nhị hải, cứ việc bọn họ tu vi thượng cường đại hơn Nam Bắc nhị còn hai đại chuẩn thánh, nhưng lại cũng không thể chân chính nuốt vào Nam Bắc nhị hải, cho nên muốn mượn dùng thần ma nói cung lực lượng. Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ sở dĩ đối thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương như thế tôn kính, thậm chí có điểm sợ hãi. Nhưng không đơn giản là muốn mượn dùng thần ma nói cung lực lượng nhất thống tứ hải, càng quan trọng là bọn họ rõ ràng vị này thần ma nói cung đại cung chủ tu vi thủ đoạn có bao nhiêu cường đại có bao nhiêu đáng sợ. Cứ việc Lăng Thương ở sắp phá nói trận thu kỷ nguyên thánh dược thời điểm, nhìn bọn họ rời đi, Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân trong lòng có điểm không cam lòng, nhưng lại là không dám nói cái gì. Chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, bất quá Lăng Thương có một chút cũng là nhiên huynh đệ hai yên tâm, đó chính là nhiều năm như vậy hợp tác xuống dưới. Thần ma nói cung ăn thịt, khá vậy sẽ lưu một ngụm canh cho bọn hắn, đây cũng là bọn họ có thể kính sợ Lăng Thương địa phương. Thánh đạo tế đàn thượng kỷ nguyên thánh dược tuy rằng gần có một gốc cây, nhưng ở kỷ nguyên thánh dược bốn phía, còn có 9 cây chỉ ở sau kỷ nguyên thánh dược cộng sinh thần dược, đồng dạng là hiếm có thần vật, chỉ ở sau kỷ nguyên thánh dược, này đó thần dược xong việc nhất định sẽ có một phần thuộc về bọn họ. Duy nhất làm huynh đệ hai người có điểm ghen ghét chính là, Lăng Thương làm người kia tộc để lại. Trong lòng có điểm thoáng bất bình, nhưng bọn họ biết cái kia kêu thời không chuẩn thánh nhân tộc, đích xác cũng là một vị nhân vật, ai làm nhân ra đến hiểu luyện đan chi đạo đâu. Rất nhiều năm qua thời không chuẩn thánh trợ giúp thần ma nói cung luyện chế không ít thần đan, nghe đồn Lăng Thương có thể bước vào thiên đạo tam trọng cũng có thời không chuẩn thánh luyện đan công lao, cho nên Lăng Thương thực coi trọng thời không chuẩn thánh. Hai huynh đệ trong lòng nghĩ này đó, rời khỏi tế đàn thần quang chung, tới rồi ngoại giới. Đối với Thạch Mộc đạo cung cùng Yêu Thần đạo cung người, bọn họ tự nhiên không nghĩ thật sự có thể chém giết, nhưng chặn lại bọn họ đuổi đi bọn họ vẫn là có tin tưởng. Rốt cuộc thần ma nói cung cầm đầu trận doanh, thực lực bản thân liền cường đại quá hai đại nói cung. Chỉ có cái kia Lăng Khiếu Thiên nói qua kẻ thần bí tộc làm cho bọn họ kiêng kỵ, nhưng phía trước bên ngoài đánh nhau trường hợp bọn họ tự nhiên cũng quan sát tới rồi,
lúc này liền biết cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu tử, lại là cái tiểu thần chủ, cũng không biết kia tiểu tử như thế nào đã lừa gạt Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên, cư nhiên đem hắn trở thành cường giả. Phía trước bị Lăng Khiếu Thiên một kích liền chấn nói vách đá chung, hiện tại xem ra cũng chính là giả mạo cường giả mà thôi, không đáng nhắc đến. Đi vào thần quang ở ngoài, ngạo nắng ấm ngạo vân vừa thấy, thần ma nói cung tám đại cường giả cư nhiên ở vào nhược thế, nhưng lại cũng khó trách, tới gần Thạch Mộc đạo cung cùng yêu thần đạo cung chiếm cứ nhân số ưu thế. Lão nhị đi trước xử lý Nam Bắc hai vị lại nói. Ngạo tình nói, là đại ca. Ngạo tình ngạo vân gia nhập chiến đấu, tức khắc làm Thần Mộc lão tổ đám người lâm vào thật lớn áp lực chung. Này hai tôn nhưng đều là thiên đạo nhị trọng, bọn họ một phương nhân số thượng ưu thế không có. Để cho Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên tâm khiếp sợ chính là, Dương Nghị Vân cư nhiên một kích dưới bị Lăng Khiếu Thiên cấp đánh bay. Tới rồi hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch cái gì, Dương Nghị Vân tiểu tử này vẫn luôn ở giả mạo cường giả, chính là cái tiểu thần chủ mà thôi, cẩn thận ngẫm lại bọn họ cũng không có chân chính đi chứng thực quá Dương Nghị Vân thực lực, có điểm dưới đèn đen. Đơn giản là Medusa cùng Sa Hồ bà xưng Dương Nghị Vân là chủ, bọn họ cũng là vào trước là chủ. Nhưng là về phương diện khác Thần Mộc lão tổ cũng nghi hoặc, ngày đó lần đầu tiên thấy Dương Nghị Vân, cùng Dương Nghị Vân hai mắt đối diện, hắn trong ánh mắt kia chờ cường đại lộng lẫy thần quang chính là trí cường giả ánh mắt, nhưng hiện tại, như thế nào sẽ bị Lăng Khiếu Thiên cấp một kích mà bay đâu? Thần Mộc lão tổ trong lòng không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, trong lòng chỉ còn lại có chua xót. Bởi vì ngạo tình ngạo vân gia nhập tạc chiến đấu, bọn họ những người này lâm vào áp lực cực lớn chung. Giữa sân mặt khác đại yêu thần đến còn hảo thuyết, kỳ thật thảm thiết liền thuộc Medusa cùng Sa Hồ bà hai cái. Các nàng hai cái đối thủ quá cường đại. Lăng Khiếu Thiên chính là thần ma nói cung nhị cung chủ, thiên đạo quy tắc áo nghĩa nhị trọng cường giả, đặt ở toàn bộ vĩnh hằng thần giới đều là nhất hào đại thần. Ngay từ đầu bởi vì Dương Nghị Vân lựa chọn Medusa cùng Sa Hồ bà trở thành Dương mẫu nhân phụ trợ, chủ động lựa chọn toàn bộ mạnh mẽ đối thủ, ai biết Dương Nghị Vân tính toán sai lầm, Lăng Khiếu Thiên thần ma chi khu bạo đi dưới, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Này liền đem áp lực hoàn toàn chuyển tiếp tới rồi Medusa cùng Sa Hồ bà trên người. Này kết quả có thể nghĩ, Medusa còn hơi chút hảo điểm, tốt xấu là bước vào thiên đạo quy tắc một trọng tu vi, nhiều ít có thể kháng. Nhưng Sa Hồ bà liền yếu đi, nàng chỉ là thiên đạo cảnh giới, không chạm đến quy tắc áo nghĩa lực lượng. Hai người đối mặt Lăng Khiếu Thiên đã không có Dương Nghị Vân hỗn độn chung, trực tiếp chính diện chém giết, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Tất cả đều hóa thành bản thể. Oanh! Ngao! Medusa bản thể xà khu, bị Lăng Khiếu Thiên đánh lân giáp tảng lớn bóc ra, bỗng nhiên một chân dẫm lên nàng trên đầu. Mà Sa Hồ bà còn lại là cửu thiên cái đuôi đừng đoạn đi sáu điều. Thương thế thê lương so với Medusa còn nghiêm trọng. Hai đại yêu thần đều mất đi sức chiến đấu, các nàng tận lực, cứ việc liều chết chiến đấu, nhưng ở Lăng Khiếu Thiên trước mặt thực lực tu vi quá lớn, căn bản là không có biện pháp. Sa Hồ bà trước hết ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu, lần này Medusa cũng bị Lăng Khiếu Thiên đánh bại một chân dẫm lên trên đầu. Hai cái ở liệt dương sa mạc đấu vô số năm đối đầu, ngã xuống tương tạo thành chữ thập mễ nơi, ánh mắt đối diện. Medusa nhìn về phía Sa Hồ bà, suy yếu nói, tao hồ ly ngươi ta chi gian ân oán kết, ta. Khụ khụ, ta đi trước một bước. Rắn độc, lão thân theo sau liền đến. Khụ khụ. Hai cái lão đối đầu, đều vô số năm, lại là không nghĩ tới đi ra liệt dương sa mạc lúc sau, sẽ là cái này tình huống. Bất quá đối với các nàng tới nói, cũng coi như là chuyện tốt. Ở vừa rồi trong chiến đấu. Trên thực tế hai bên đều ở lẫn nhau trợ giúp tới ngăn cản Lăng Khiếu Thiên công kích, từng người vì đối phương đương quá chí mạng công kích. Cho nên mới có hiện tại Medusa này một phen lời nói. Trước kia ân oán tiêu tan hiềm khích lúc trước, bởi vì các nàng đều biết các nàng muốn chết. Nói xong lúc sau, hai đại cường giả lại là đều cười. Đến nỗi Dương mẫu nhân. Sa Hồ bà nhìn thoáng qua cái này không gian sơn động đỉnh chóp, hoặc là nói phía chân trời. Lại là chỉ nhìn đến một mảnh sương mù, nàng có thể cảm nhận được Dương Nghị Vân không chết. Thiên Chúa hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo nha đầu. Sa Hồ bà ở trong lòng nói một câu. Lúc này Lăng Khiếu Thiên lên tiếng cuồng tiếu, chân dẫm lên Medusa, ha ha ha. Một cái mềm xà mà thôi, cũng dám giết ta nhi, hiện tại liền trước làm ngươi tâm thần đều diệt tế điện con ta. Lăng Khiếu Thiên thắng lợi, nhưng hắn trong lòng kỳ thật lại là cũng không có cao hứng cỡ nào.
bởi vì hắn cho rằng chính mình là cường giả, là thiên đạo nhị trọng chí cường giả, mà này dưới chân chi xà cùng hồ ly, một cái là thiên đạo một trọng, một cái một trọng đều không đến, nhưng lại làm hắn thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn mới bắt lấy các nàng. Hắn thắng nhưng một chút đều không thoải mái. Ngẫm lại phía trước xa hồ kia mị hoặc chi mắt, làm hắn mắc mưu, nửa cái mặt đều bị hồ ly chết mất một khối to thịt, nghĩ lại dưới chân rắn độc đôi mắt, liếc mắt một cái dưới cư nhiên làm hắn toàn thân chết lặng thạch hóa lên. Này đó nếu không phải hắn quyết đoán thi triển hao tổn mấy đại thần ma bí pháp, sợ là thật muốn bị này hai đáng chết rắn độc cùng hồ ly cấp bị thương nặng. Nghĩ lại phía trước Dương Nghị Vân kia tiểu tử trong tay kia khẩu cổ chung, một đám ních xác khó đối phó. Cũng may Dương Nghị Vân chân chính thực lực bị hắn tan rã ra tới, kia tiểu tử mới là một cái con kiến, nhưng cố tình lừa gạt mọi người. Kia tiểu tử bị hắn đánh bay sau khi ra ngoài, hiện tại cũng không biết chết không chết. Dù sao hắn hai cái thủ hạ phải bị hắn cấp diệt. Chết đi! Lăng Khiếu Thiên nâng lên nắm tay, thần ma ánh sáng đại tác phẩm, đối với Medusa đầu hung hăng ném tới. Lúc này Medusa nhắm lại hai mắt, chờ đợi tử vong đã đến. Không biết vì cái gì đương hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu đột nhiên liền toát ra cái kia tên là chủ nhân tiểu tử. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng buồn cười, nàng đường đường Medusa thiên đạo cường giả cư nhiên bị một nhân tộc cấp thu phục, trở thành một cái tiểu thần chủ yêu phó. Càng tốt cười chính là, kia tiểu tử cư nhiên đã lừa gạt một loại thiên đạo đại yêu, làm sở hữu đại yêu thần đều phải kêu một tiếng tiền bối. Quả thực không thể tưởng tượng. Không biết vì cái gì. Medusa giờ phút này bỗng nhiên ở trong lòng nghĩ đến, cái kia tên là chủ nhân tiểu tử, có lẽ. Thôi, đều phải đã chết, còn tưởng cái gì, kia tiểu tử chính mình giờ phút này chỉ sợ cũng là trọng thương đi. Hy vọng tiểu tử ngươi hảo hảo sống sót. Sa hồ bà nhìn đến lão đối đầu Medusa bị Lăng Khiếu Thiên một quyền nện xuống đi, không đành lòng lại xem, cũng là nhắm lại hai mắt, nàng bất lực, bởi vì cửu vĩ so Lăng Khiếu Thiên chặt đứt lục vĩ, nàng nguyên khí đại thương. Toàn thân xương cốt đều nát, cũng chỉ có thể nhìn, còn không bằng không xem hảo, dù sao tiếp theo cái liền đến phiên nàng. Bên kia hùng nữ hùng hoan cùng một tôn đại yêu giết được túi bụi, cuồng bạo trạng thái hạ hùng nữ thực đáng sợ, bộ mặt dữ tợn, nhưng là nàng đối thủ là thiên đạo nhị trọng, nàng huyết mạch cuồng hóa cũng chỉ là chém giết ngang tay, hơn nữa vẫn là hơi yếu nhược thế một ít. Dương Nghị Vân cho nàng truyền âm quá làm nàng đi giúp Medusa cùng Sa Hồ bà. Nhưng nàng bị đối thủ gắt gao quấn lấy trước sau đến không được Medusa cùng Sa Hồ bà bên người, lúc này khóe mắt thấy được Lăng Khiếu Thiên đối với Medusa giơ lên nắm tay, hùng nữ sốt ruột, giống. Thét dài dưới liên tục bạo kích đối thủ, đem đối thủ đẩy lui, lập tức hướng về phía Lăng Khiếu Thiên phóng đi, muốn cứu mỹ nhân Đỗ Toa. Nhưng là, liền tại đây một khắc, một đạo thần quang đột kích. Lại là Đông Hải Ngạo Tình tìm đúng cơ hội. Hung hăng một kích đánh vào hùng nữ trên người. Giống. Hùng nữ bị thương nặng, bị đối thủ một kích tới, tạp bay đi ra ngoài. Đến tận đây Dương Nghị Vân thủ hạ tam đại yêu thần tất cả đều lâm vào hiểm địa, Medusa càng là trực tiếp gặp phải sinh tử. Lăng Khiếu Thiên hai tròng mắt âm ngoan, dùng hết thần lực muốn đem Medusa đầu một quyền tạp thành thịt nát, chính như Medusa một cái tát đem con của hắn chụp thành thịt nát giống nhau. Nhưng mà liền ở giả trong nháy mắt. Lăng Khiếu Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cổ tử tim đập nhanh, hắn cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Cường đại chi giác nói cho hắn, nhanh chóng chân sau, không thể giết Medusa, nếu không hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không chút do dự Lăng Khiếu Thiên nhảy dựng lên, từ bỏ sát Medusa. Đã có thể ở hắn bay lên không mà lui ngay lập tức chi gian. Phốc, chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh. Dư quang nhìn thấy một đạo bảy màu xẹt qua. Hắn lui về phía sau dựng lên thời điểm nhìn xem rõ ràng, là một mảnh thật lớn bảy màu lân giáp. Tránh thoát sao? Chưa chắc. Bởi vì chợt lạnh lúc sau, Lăng Khiếu Thiên kêu thảm thiết lên. A! À, hắn tạp hướng Medusa toàn bộ cánh tay chặt đứt. Đúng là bị này một mảnh không biết do đó bay tới lân giáp cấp chặt đứt. Đông! Cùng thời gian, phía chân trời tiếng động truyền một tiếng du dương tang thương thanh. Theo bản năng Lăng Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Lại là trừng lớn ánh mắt. Phía chân trời giờ phút này vô cùng chói mắt, nhưng hắn như cũ thấy được một ngụm đại trung đối với hắn nện xuống, cũng thấy được một cái nhỏ yếu thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Đúng là phía trước bị hắn đánh bay đi ra ngoài nhân tộc tiểu tử Dương Nghị Vân. Giống. Lăng Khiếu Thiên chưa từng tới giống như bây giờ cảm nhận được quá nguy hiểm. Hắn cảm giác được tử vong ở hướng hắn vẫy tay.
đỉnh đầu phía trên đại trung, thật lớn che trời. Đúng là ngay từ đầu Dương Nghị Vân kia khẩu cổ xưa đại trung, trực tiếp đối hắn bao phủ xuống dưới. Hiện tại hắn phản ứng lại đây. Vừa mới chặt đứt hắn một tay lân giáp, tất nhiên là Dương Nghị Vân chí bảo. Thật không biết này nhân tộc tiểu tử trên người có bao nhiêu chí bảo tồn tại. Cổ xưa đại trung, hiện tại lại xuất hiện một mảnh bảy màu lân giáp, vô thanh vô tức hoa khai thời không giống nhau liền chặt đứt cánh tay hắn. Vốn dĩ cho rằng tiểu tử này bị hắn phía trước đánh bay đi ra ngoài liền tính là bất tử, cũng muốn trọng thương, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, hắn chẳng những không chết ngược lại càng cường đại rồi. Lúc này Lăng Khiếu Thiên cảm nhận được cuồng bạo vô cùng hơi thở, cư nhiên còn có huyết sát khí vị, không khí tràn ngập các loại thuộc tính hơi thở. Cảm giác thực loạn, tựa hồ đều là từ Dương Nghị Vân trên người truyền đến. Khá vậy đúng là như vậy cảm giác loạn, làm Lăng Khiếu Thiên khó có thể nắm lấy, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bởi vì này đó hơi thở nơi phát ra, hắn phát hiện tất cả đều là đến từ Dương Nghị Vân trên người. Rõ ràng phía trước là tiểu thần chủ tu vi hơi thở, Lăng Khiếu Thiên thực khẳng định, nhưng là hiện tại tiểu tử này thiết trên người hơi thở đổi thành một cái vô cùng phức tạp người. Giờ khắc này hắn trong lòng có chút kinh hoàng lên, đỉnh đầu phía trên đại trung bao phủ mà đến, cường đại hơi thở làm hắn cảm nhận được tim đập nhanh, nhưng cùng phía trước giao phong thời điểm không giống nhau. Bạo giống một tiếng Lăng Khiếu Thiên không chút do dự thúc giục thần ma bí pháp, cứ việc lúc này hắn biết lại lần nữa vận dụng thần ma bí pháp rất nguy hiểm, đối chính mình thương tổn rất lớn. Nhưng lại là không có bất luận cái gì biện pháp, hắn không lấy ra thần ma bí pháp tới, vô cùng có khả năng sẽ chết, tử vong hơi thở thực trọng, bao phủ hắn. Ầm vang, một tiếng thiên địa vang lớn. Lăng Khiếu Thiên thần ma chi khu đại tác phẩm, toàn thân thần ma chi khí bùng nổ lưu chuyển, lại một lần ngăn cản ở cổ xưa đại trung. Đỉnh thiên lập địa, một tay thần ma chi lực bùng nổ, trên đầu một đôi sừng châu thần quang lộng lẫy, là ngăn cản Dương Nghị Vân hỗn độn trung chủ lực. Bất quá lúc này đây Lăng Khiếu Thiên phát hiện bất đồng. Ngăn cản trụ là ngăn cản ở, nhưng hắn thật lớn thần ma chi khu lại là trực tiếp có hơn phân nửa tiệt bị áp vào đại địa chung. Chính xác không gian đại địa đều ở chấn động, xuất hiện mạng nhện giống nhau cái khe. Nhưng này Dương Nghị Vân dừng ở hỗn độn trung đỉnh. Hỗn độn chân áp, thổ lộ bốn chữ, một dậm chân, hỗn độn trung phát ra một tiếng nổ vang. Đông, a, à. Ngay sau đó Lăng Khiếu Thiên kêu thảm thiết. Hắn đang ở lần thứ hai giảm xuống dưới nền đất nửa thanh, tới rồi ngực vị trí. Ong ong ong. Hỗn độn trung khắc văn lưu chuyển không thôi, phát ra từng tiếng tiếng gầm rú. Dương mẫu nhân cường thế lên sân khấu. Nhất tâm hỉ kích động không gì hơn xa hồ bà bà. Nàng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng thiên chúa sẽ dùng như thế cường thế tư thái lại lần nữa trở về chiến trường, nguyện ý vì hắn bị trọng thương, hiện tại xem ra không chỉ có không bị thương. Ngược lại đạo hạnh đại trướng. Này cổ hơi thở tựa hồ là, pháp thần hơi thở, hơn nữa vẫn là cao giai pháp thần, không đối lập chi cao giai pháp thần còn cường đại, hơn nữa hỗn độn chung bùng nổ, quả thực. Sa hồ bà biết các nàng không chết được. Nhìn cái kia đứng ở hỗn độn chung đỉnh nhỏ yếu thân ảnh, giờ khắc này ở nàng trong mắt là như thế đỉnh thiên lập địa. Cái thứ hai còn lại là Medusa. Medusa đều nhắm lại hai mắt đang đợi chết trạng thái. Nhưng lại không nghĩ tới nghe được lại là Lăng Khiếu Thiên hét thảm một tiếng. Nàng mở hai mắt thấy được Dương Nghị Vân thao tác hỗn độn trung từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp Lăng Khiếu Thiên, trong lòng số không ra vui sướng. Dương Nghị Vân biến hóa đồng dạng làm Medusa tràn ngập khiếp sợ. Trong lòng có chút phức tạp, bởi vì nàng ở vừa rồi chờ chết thời điểm, trong đầu toát ra quá một ý niệm là, nếu là Dương Nghị Vân có thể xuất hiện nói, liền chân chính phụng hắn là chủ. Vốn dĩ chính là một cái ảo giác, ai biết hiện tại cư nhiên thực hiện. Trước kia đi nàng là bị Dương Nghị Vân liên hợp Sa Hồ bà mạnh mẽ thu phục, nội tâm tự nhiên là không chịu chịu phục, nhưng là hiện tại mặc kệ cái gì nguyên nhân, là Dương Nghị Vân cứu nàng mệnh. Cái này làm cho cao ngạo vô cùng Medusa nội tâm phức tạp lên. Hai mắt nhìn lại, chi gian lúc này Dương Nghị Vân tựa hồ có điểm không thích hợp, toàn thân cơ bắp bạo khởi. Thân cao cũng không phải nhân loại bình thường cái đầu đều đạt tới 3 mét nông nỗi. Nhìn thực cuồng bạo, trong ánh mắt là đỏ bừng, hắn một đầu tóc bạc thật dài, giờ phút này đầu bạc áo choàng ở trong gió phiêu tán. Hỗn độn trung lưu chuyển dưới đã hoàn toàn đem Lăng Khiếu Thiên cấp chân áp ở đại địa trung. Liền tính Lăng Khiếu Thiên phía trước cùng nàng cùng Sa Hồ bà chiến đấu chém giết tiêu hao rất nhiều, nhưng như cũ là thiên đạo nhị trọng cường giả, nhưng lại bị Dương Nghị Vân cấp hoàn toàn chân áp.
mà Dương Nghị Vân đâu? Medusa nhất rõ ràng bất quá, hắn là sơ cấp tiểu thần chủ tu vi. Nhưng giờ khắc này lại là có điểm nhìn không thấu Dương Nghị Vân tu vi trạng thái. Rất mạnh, chỉ có thể dùng rất mạnh hai chữ tới hình dung. Không nói đến Medusa cùng Sa Hồ bà khiếp sợ, toàn trường đại yêu thần đều bị Dương Nghị Vân cái này lên sân khấu cấp chấn động tới rồi. Trong lúc nhất thời tẫn nhiên không tự chủ được dừng chiến đấu, tất cả đều nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nhưng không chú ý đến những người khác trong ánh mắt biến hóa, hắn giờ phút này chỉ có thấy Medusa cùng Sa Hồ bà thê thảm bộ dáng. Trong lòng lửa giận bùng nổ. Ngươi cũng nên đã chết. Đứng ở hỗn độn trung đỉnh mở miệng nói như vậy một câu, nhưng là mọi người đều biết đây là đối Lăng Khiếu Thiên nói. Dứt lời chỉ thấy hắn vung tay lên. Bảy màu long lân vô thanh vô tức mà ra, hóa thành bảy màu cầu vồng giống nhau, lấy cắt qua không gian tốc độ ở Lăng Khiếu Thiên trên người vần quanh dựng lên. A, đại ca cứu ta! Lăng Khiếu Thiên phát ra kêu thảm thiết cùng cầu cứu. Nhưng thanh âm hoàn toàn tới. Bởi vì tất cả mọi người nhìn đến có bảy màu vầng sáng ở trên người hắn vần quanh một vòng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bay vọt mà rơi xuống ở trên mặt đất, vung tay lên hỗn độn trung thu nhỏ lại về tới hắn lòng bàn tay. Mà Lăng Khiếu Thiên khổng lồ vô cùng thần ma chi khu lại là hóa thành từng khối thịt nát, hoàn toàn xong đời, tâm thần đều diệt. Một tôn thiên đạo nhị trọng cường giả, cứ như vậy bị Dương Nghị Vân nhẹ nhàng bâng quơ cấp chém giết. Chúng yêu thần há to miệng, trừng lớn trong mắt. Ở bọn họ trong mắt nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế Dương Nghị Vân lại là mở ra hắn nhất đỉnh sát khí. Chém giết Lăng Khiếu Thiên ở trong dự liệu cũng ở đoán trước ở ngoài. Hồi tưởng khởi phía trước tu luyện hắn cũng là lòng còn sợ hãi, hắn điên cuồng cắn nuốt sở hữu thần ma nguyên thần năng lượng, tu vi thật là đạt tới trong lòng mong muốn đột phá tới rồi sơ cấp pháp thần cảnh giới. Khá vậy bởi vì cắn nuốt như vậy nhiều thần ma nguyên thần năng lượng, tâm cảnh không đuổi kịp làm hắn bất chi bất giác bị lạc tâm thần, thiếu chút nữa liền rơi vào thiên ma đạo, cũng may mấu chốt thời không càn khôn hồ nội hỗn nguyên một hơi xuất hiện, lại là cho hắn túm trở về, lúc này mới không có bị lạc tự mình, mất đi ý thức. Nếu không cũng là hậu quả không xem thiết tưởng. Ý thức thanh tỉnh lúc sau hắn mới phát hiện chính mình bước vào pháp thần cảnh giới, hơn nữa ra ngoài dự kiến, trong thân thể hắn đúc liền 10 đại thuộc tính lực lượng nói căn, làm hắn thành tựu 10 đạo pháp thần. Lực lượng pháp lực đã xa xa vượt qua pháp thần phạm vi. Hắn biết chính mình thành tựu đặc thù pháp thần chi đạo. Đã không thể dùng lẽ thường tới đối đãi. Nhưng tu vi cảnh giới lại là sơ cấp pháp thần, cũng chính là hắn ý thức thanh tỉnh thời điểm. Thấy được Medusa bị Lăng Khiếu Thiên một quyền muốn oanh giết trường hợp, vì cứu mỹ nhân Đỗ Toa, Dương Nghị Vân còn sợ chính mình cùng thiên đạo nhị trọng chi gian xe cự quá lớn, nghĩ tới hùng hoan cuồng bạo máu, không chút do dự ăn vào một giọt hùng hoan cuồng bạo hùng huyết, cho chính mình thêm vào lực lượng. Một giọt cuồng bạo hùng huyết đi xuống, trực tiếp làm trong cơ thể lực lượng lần thứ hai đại giải quá một mảng lớn. Nhưng hắn hơi thở cũng trở nên vô cùng cuồng bạo tố loạn cả lên, bất quá còn hảo hết thảy đều ở trong khống chế. Lập tức liền thúc giục bảy màu long lân đi cứu mỹ nhân Đỗ Toa. Không nghĩ tới thực lực tu vi tăng lên, có mà vượt quá hắn đoán trước, bảy màu long lân thao tác cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần, một kích dưới tuy rằng Lăng Khiếu Thiên nhạy bén khai trốn, nhưng như cũ chặt đứt hắn một tay. Tăng cường hắn thúc giục hỗn độn chung. Hỗn độn chung lần này đi thúc giục lại là phát hiện trong đó khắc văn biến hóa, chín đạo khắc văn xem đều không giống bình thường, tựa hồ theo hắn tu vi tăng lên mà giải khóa giống nhau. Chủ động liền mở ra hiểu biết khóa hình thức. Trong đó một cái khắc văn chính là trọng lực thêm vào, thúc dục dưới trọng lực thêm vào đâu chỉ gấp trăm lần, trực tiếp chấn áp Lăng Khiếu Thiên, đem hắn chấn áp tới rồi đại địa chung, liền tính là Lăng Khiếu Thiên bùng nổ bí pháp đều không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó thúc dục có thể phá không bảy màu long lân liền đem Lăng Khiếu Thiên cấp nháy mắt lăng trì. Này cũng coi như là cấp Medusa cùng Sa Hồ bà báo thù. Tiến giai cường giả tư vị thực hảo. Đây là giờ phút này Dương Mỗ Nhân trong lòng suy nghĩ. Chỉ có chính hắn biết hiện tại hắn cái này pháp thần là cái gì trạng thái. Hoặc là nói liền chính hắn cũng làm không rõ chính mình tu luyện trạng huống. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thực lực, chỉ cần cường đại là được. Đến tận đây hắn chân chính có thể ở thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên này đó đại yêu trước mặt yên tâm thoải mái bị kêu một tiếng tiền bối. Diệt Lăng Khiếu Thiên lúc sau, Dương Nghị Vân Phi rơi xuống. Tới rồi Sa Hồ bà và Medusa trước người, vung tay lên hai giọt sinh mệnh chi thủy phân biệt đưa đến các nàng bên miệng. Ăn vào trước khôi phục các ngươi thương thế.
hắn ánh mắt đảo qua liền biết này hai cái đại yêu thần thương thế đều thực trọng. Yêu cầu chữa thương khôi phục. Mà sinh mệnh chi thủy đối yêu tộc tới nói liền tốt nhất chữa thương thánh dược. Đa tạ thiên chúa Sa Hồ bà thật cao hứng một ngụm nuốt vào sinh mệnh chi thủy, ngay sau đó thần quang chợt lóe, nàng hóa thành hình người, khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa thương. Medusa ánh mắt có chút phức tạp nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, chung quy há mồm nuốt vào sinh mệnh chi thủy, đồng dạng hóa thành hình người, đối với Dương Nghị Vân nói, tạ chủ nhân. Thực đoàn ba chữ, không có ở nhiều lời một câu. Nhưng lại làm Dương Nghị Vân thật cao hứng. Bởi vì hắn biết từ giờ trở đi, này Mỹ rắn độc xem như chân chính từ nội tâm thần phục hắn. Vung tay lên bày ra một đạo kết giới, đem Medusa cùng Sa Hồ bà bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn chung quanh bốn phía. Thấy được sở hữu đại yêu xà đều đang nhìn hắn. Bất quá tại hạ một giây, hắn ánh mắt liền âm trầm đi xuống. Bởi vì hắn thấy được hùng nữ ngực cơ hồ sụp đổ đi xuống. Hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, mà Hùng Du Thiên còn lại là ở nữ nhi bên người, ôm nàng tự cấp hắn độ nhập pháp lực. Hiển nhiên hùng nữ thương thực trọng, cũng khó trách trước sau bị hai đại thiên đạo nhị trọng cấp hạ nặng tay, bị thương không thể tránh được. Giữa sân nhiều hai tôn thiên đạo nhị trọng cường giả. Hắn đang nhìn giữa sân đối địch yêu thần, này đó yêu thần cũng đang nhìn hắn. Có chút hiên tĩnh, này những đối địch yêu thần nhưng đều ở đổ mồ hôi. Thần ma nói cung nhị cung chủ thiên đạo nhị trọng cường giả, bị này Dương Nghị Vân cường thế diệt sát, bọn họ không có không sợ. Bao gồm Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ. Tại đây hai huynh đệ trong mắt Dương Nghị Vân này nhân tộc quá hung hãn, càng ngày càng nhìn không thấu. Là cường giả sao? Nhìn không phải, nhưng hiện tại xem hàng thật giá thật. Nhưng là phía trước bị Lăng Khiếu Thiên đánh bay đi ra ngoài là chuyện như thế nào đâu? Hồ đồ! Bất quá mặc kệ như thế nào. Bọn họ biết giờ phút này Dương Nghị Vân tuyệt đối là một đầu hung hãn sát thần, phải cẩn thận thì tốt hơn. Ai cũng chưa động, nhưng ai cũng biết ngay sau đó chém giết sẽ càng thêm thảm thiết. Sát! Dương Nghị Vân phun ra một cái sát tự, đây là cấp thần Mộc Lão Tổ đám người nói. Thần Mộc Lão Tổ chờ đại yêu thắng bại nửa này nửa nọ, có bị thương, cũng có chiếm cứ thượng phong. Dương Nghị Vân lần thứ hai lên sân khấu làm cho bọn họ tinh thần chấn động. Đồng dạng phía trước cho rằng quá Dương Nghị Vân là kẻ lừa đảo chính là một cái tiểu thần chủ, lừa gạt bọn họ, nhưng là hiện tại. Thần Mộc Lão Tổ chờ đại yêu thần lại biết, Dương Nghị Vân là cường giả, thật đánh thật cường giả tiền bối, không có lừa bọn họ. Phía trước một màn, cùng hiện tại hoàn toàn tương phản, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể trở thành trong lòng nghi hoặc, không cần thiết đuổi theo liền, đại gia chỉ cần rõ ràng một chút liền cũng đủ. Dương Nghị Vân phiên tay chi gian diệt sát Lăng Khiếu Thiên đây là sự thật. Đây là cường giả thủ đoạn. Thiên đạo nhị trọng trở tay diệt sát, bọn họ chung không có bất luận kẻ nào có thể làm được, chỉ có Dương Nghị Vân làm được, hắn không phải tiền bối cường này ai là. Nhìn qua Dương Nghị Vân đều có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo cảnh. Cái này làm cho thần ma nói cung vài vị yêu thần thực sợ hãi. Một tiếng sát tự lạc bế, Dương Nghị Vân thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở một người thiên đạo cảnh đại yêu thần bên người. Đông hỗn độn chung thúc dục, nện ở tên này thần ma nói cung trận doanh thiên đạo cảnh đại yêu trên người, đối phương cũng chưa tới phản ứng đã bị oanh kích đi ra ngoài. Ngay sau đó bảy màu long lân hiện lên. Bên này yêu thần kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, trực tiếp bị lăng trì. Sát! Thần Mộc Lão Tổ mấy cái cũng phản ứng lại đây nhằm phía trước từng người đối thủ, chém giết lại lần nữa dựng lên. Nhưng lúc này đây bởi vì Dương Nghị Vân nguyên nhân, thần ma nói cung một phương yêu thần hoảng loạn, ngược lại là bị thần Mộc Lão Tổ những người này chiếm cứ thượng phong. Mà Dương Nghị Vân thân ảnh chút nào không dừng lại, xác thật là xuất hiện ở phía trước chém giết hùng nữ tên kia nhị trọng thiên đạo bên người. Hỗn độn chung vang vọng toàn bộ không gian, hắn ăn vào hùng huyết thời gian là hữu hạn, hiện tại cuồng bạo trạng thái có thể chém giết thiên đạo nhị trọng không uổng lực, nhưng cuồng bạo thời gian trôi qua liền không được. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, bên kia thần ma nói cung đại cung chủ còn ở đâu, kỷ nguyên thánh dược hắn Dương Mỗ Nhân cũng muốn. Có hỗn độn chung cùng bảy màu long lân thêm vào, Dương Mỗ Nhân quả thực là lang nhập Dương đàn đại khai sát giới. Thần ma nói cung trận doanh đại yêu thần một đám chết đi, chỉ có Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ trước tiên thương nghị một phen lui về phía sau tới rồi tế đàn thần quang bên cạnh, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ thần quang tế đàn nơi này. Không cho người quấy rầy lăng thương cùng thời không chuẩn thánh thu kỷ nguyên thánh dược. Vừa lúc Dương Nghị Vân khí thế như hồng, bọn họ nhưng không chuẩn bị đi liều mạng.
Đến nỗi mặt khác thần ma, tự cầu nhiều phúc đi. Kết quả là ở thần mộc lão tổ đám người phối hợp hạ, thần ma nói cung một phương tám đại yêu thần, trong đó bao gồm thần ma nói cung nhị cung chủ cùng tam cung chủ ở trong vòng vài phút ngắn ngủi bị Dương Nghị Vân chém giết hầu như không còn. Đương nhiên mặc kệ là Dương Nghị Vân một người chém giết, thần mộc lão tổ cùng Nam Bắc Nhị Hải hai vị cũng đều lẫn nhau phối hợp diệt sát hai cái, dư lại không thể nghi ngờ đều chết ở Dương Nghị Vân trong tay. Cái này làm cho mọi người đại yêu thần nhìn đến hắn ánh mắt đều không đúng rồi, có kính sợ vô cùng. Chiến đấu sau khi kết thúc Dương Nghị Vân đi tới hùng nữ bên người, kiểm tra, rồi một chút hùng nữ thương thế, đích xác thực trọng, nhưng là hắn biết hùng nữ căn nguyên là máu, chỉ cần máu không khô cạn, thương thế lại nghiêm trọng nàng đều có thể khôi phục lại. Một giọt sinh mệnh chi thủy trực tiếp cho hùng nữ uy đi xuống, tin tưởng thực mau là có thể khôi phục. Đa tạ tiền bối. Hùng Du Thiên nhìn Dương Nghị Vân lại một lần lấy ra thần giọt nước cấp nữ nhi ăn vào, có chút mắt thèm nói lời cảm tạ. Tiền bối. Lúc này thần mộc lão tổ bọn người lại đây. Tự nhiên cũng đều thấy được Dương Nghị Vân cấp hùng nữ thần giọt nước. Mới vừa nói chuyện hết sức, liền nhìn đến hùng nữ sụp đổ ngực lục quang lập lòe, nàng trên người tản mát ra cường đại sinh cơ chi lực, thực mau cư nhiên mở hai mắt. Một chúng đại yêu thần đều ngạc nhiên. Nếu là biết hùng nữ thương thế chính là thiên đạo nhị trọng thần ma bị thương nặng, liền như vậy nháy mắt đều khôi phục. Quá thần kỳ. Một đám đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Dương Nghị Vân, nhưng đều không quên Dương Nghị Vân trên người thần giọt nước. Dương mẫu nhân nhìn xem thần mộc lão tổ chờ đại yêu, nơi nào còn nhìn không ra tới bọn họ đỏ mắt. Trong lòng cười hắc hắc, thời cơ chín muồi, cũng nên cho các ngươi cúng bái anh em là chủ. Ai nha, chư vị đều bị thương. Dương mẫu nhân hóa thành biểu tình đế, biểu đạt quan tâm. Đúng vậy, phía trước chính là bị thần ma nói cung người áp chế, chém giết thảm thiết khẩn. Tiền bối bên kia còn có hai tôn thiên đạo, chúng ta đều có thương tích thế, sợ là khó đối phó. Đúng vậy, còn có thần ma nói cung đại đại cung chủ cũng không phải ở cái kia thần quang trung tình huống như thế nào, kỷ nguyên thánh dược cướp đoạt. Một đám bắt đầu bán thảm, lý do đều là bị thương. Liền kém nói rõ cho chúng ta một giọt thần thủy khôi phục thương thế đi. Dương Nghị Vân há có thể không rõ. Trong lòng mừng rỡ, đây chính là các ngươi yêu cầu, đến lúc đó đừng trách anh em. Lập tức một trận lời nói, nếu mọi người đều là một cái chỉnh thể, Dương mẫu nhân tự nhiên không thể nhìn đại gia bị thương mặc kệ, chờ hạ còn có thần ma nói cung đại cung chủ, còn có bốn cái đại yêu thần chờ chúng ta đối phó, ta một người sợ là ứng phó không tới. Như vậy đi. Mỗi người một giọt thần thủy, trợ giúp đại gia chữa thương, hy vọng có thể giúp chư vị giúp một tay, nếu là có thể cải thiện huyết mạch tốt nhất bất quá. Nói một đống lớn, Dương mẫu nhân rốt cuộc bắt đầu thực thi kế hoạch. Thật đáng buồn chính là này đó đại yêu thần còn không biết sinh mệnh chi thủy có cái áp chế công hiệu, dùng lúc sau liền phải trở thành Dương Nghị Vân người hầu. Một đám nghe được Dương Nghị Vân muốn ban cho bọn họ thần thủy, đều mở miệng kích động cảm tạ. Ở bọn họ xem ra. Dương Nghị Vân thần giọt nước quả thực chính là nghịch thiên chi thần vật, không chỉ có khôi phục thương thế mau, trọng điểm là có thể cải thiện huyết mạch, đây là cơ duyên A, bọn họ vừa rồi chính là ở hùng nữ trên người cảm nhận được kia chờ cường đại sinh cơ lực lượng. Tuyệt đối bọn họ có đại tràn ra. Sinh mệnh chi thủy có rất nhiều, mỗi lần tam tích, vốn dĩ bình thường dưới tình huống phải đợi cách đoạn thời gian mới có thể xuất hiện, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn càn khôn hồ không gian thời gian cùng ngoại giới chính là 1:1000 tỷ lệ. Ở hơn nữa càn khôn hồ cũng thăng cấp lúc sau, vấn đề này đã sớm có thể xem nhẹ bất kể. Muốn nhiều ít hắn đều lấy đến ra tới, trọng điểm là chỉ cần này đó đại yêu thần không dậy nổi lòng nghi ngờ liền thành. Bởi vì sinh mệnh chi thủy bản chất chính là khống chế sinh tử. Nhưng là vấn đề này hiện tại có thể đánh mất rất. Có phía trước Medusa cùng Sa Hồ bà làm mẫu, hơn nữa giờ phút này hùng nữ, dùng sinh mệnh chi thủy đã ở này đó đại yêu thần trong mắt không là vấn đề. Có thể nói Dương Nghị Vân đối với giờ khắc này bố cục từ lúc trước ở yêu thần đạo cung đại điện khi đó liền bắt đầu, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại chính là bởi vì hắn muốn cho sở hữu đại yêu thần không có chút nào hoài nghi, muốn thành công liền một lần thành công. Hiện tại cái này bố cục tới rồi thu hoạch thời khắc. Dương mẫu nhân trong lòng thật đúng là có chút kích động, nhưng hắn nhịn xuống, không thể kiêu ngạo, không thể bị nhìn ra tới, còn muốn biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên tới. Phải cho này đó đại yêu thần một loại ta là vì các ngươi bất cứ giá nào, ta ở cắt thịt a. Kỳ thật đâu. Trải qua một hồi chém giết, này đó đại yêu tự nhiên thấy được thần ma nói cung trận doanh một phương cường thế, bọn họ cùng thần ma nói cung là có chênh lệch,
hơn nữa Dương Nghị Vân lúc này đây thực lực bày ra đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Tuy rằng chém giết thần ma nói cung 8 gã cường giả, nhưng chân chính đại thần vẫn là có 4 cái, tỉ như thần ma nói cung đại cung chủ đến nay còn cũng chưa lộ diệt, mọi người đều biết thần ma nói cung đại cung chủ mới là chân chính cường giả, hắn là thiên đạo tam trọng tồn tại, tránh ở bên kia giành kỳ nguyên thánh dược chung, đại gia giết như vậy nhiều thần ma nói cung người, tất nhiên đã thành bế tắc. Dưới tình huống như vậy, là không muốn làm điểm chuẩn bị. Mà Dương Nghị Vân trên người thần giọt nước ở bọn họ xem ra chính là một loại có thể bảo mệnh thần thủy, không phải có thể cải thiện huyết mạch sao. Kia cường đại sinh cơ, tuyệt đối có thể đối tự thân có bảo mệnh thêm thành. Cho nên một đám đều nhìn về phía Dương Nghị Vân tràn ngập lửa nóng, lúc này cũng không nghĩ Dương Nghị Vân thần giọt nước có thể hay không có cái gì nguy hiểm vấn đề. Gần nhất Dương Nghị Vân bày ra ra mạnh mẽ vô cùng thực lực, ở đại gia trong mắt chính là cường giả chân chính. Bực này tiền bối cường giả không cần thiết tính kế bọn họ đi. Thứ hai đại gia chính là chính mắt thấy Dương Nghị Vân cấp Medusa cùng Sa Hồ bà cùng với hùng nữ đều ăn vào thần giọt nước sau, các nàng thương thế đều ở lấy mắt thường thấy được tốc độ ở khôi phục, càng quan trọng là, mọi người đều cảm nhận được hùng nữ ba cái huyết mạch hơi thở đích xác ở thay đổi. Bực này dụ hoặc không mấy cái đại yêu thần có thể loại kém. Nơi nào lo lắng Dương Nghị Vân thần giọt nước có là tai họa ngầm, đều sợ chính là Dương Nghị Vân không cho bọn họ thần giọt nước. Nhìn đến Dương Nghị Vân thịt đau đáp ứng, một đám vội vàng nói lời cảm tạ, chờ mong Dương Nghị Vân lấy ra tới. Dương Nghị Vân vừa thấy chư đại yêu thần chờ đợi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng thỏa. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vung tay lên trực tiếp xuất hiện hai giọt phân biệt phi hùng du thiên cùng thần mộc lão tổ nói, các ngươi nhị vị trước dùng, đợi chút khả năng phải có xương cứng muốn khẩn, thời gian hữu hạn, muốn mau. Đa tạ tiền bối. Lúc này Hùng Du Thiên cùng thần mộc lão tổ trong lòng đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Không nghĩ nhiều há mồm liền nuốt vào sinh mệnh chi thủy, đi một bên hấp thu. Dương Nghị Vân nhìn hai vị đi đầu đại yêu thần nuốt vào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thành nhiệt làm nghề nguội, kế tiếp phân biệt cho, Hoang Hải Nam Bắc Nhị Hải hai vị, Hồng Liên Phu Nhân, Thạch Giám Đảm Đương, cùng với yêu thần Đạo Cung Nhị Cung Chủ Thiên Hạc cùng Tam Cung Chủ Thoán Thiên Hầu. Đến tận đây sở hữu đại yêu thần đều ăn vào sinh mệnh chi thủy. Dương Nghị Vân trong lòng nhạc nở hoa, thả vô cùng kích động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thủ hạ lại muốn nhiều tám đại thiên đạo cường giả. Rầm rầm, hai tiếng nặng nề vang lên. Ngay sau đó, giống, phân biệt là Hùng Du Thiên cùng thần mộc lão tổ phát ra gào giống thanh. Trong thanh âm có thống khổ, cũng có vui sướng chi ý. Dương Nghị Vân biết này đó bọn họ huyết mạch ở cải thiện kết quả. Theo sau mặt khác đại yêu từng tiếng gào giống trước sau vang lên, tất cả đều tiêu hóa rất sinh mệnh chi thủy. Chúc mừng Thiên Chúa! Sa Hồ bà và Medusa không biết khi nào xuất hiện ở Dương Nghị Vân phía sau, Sa Hồ bà chúc mừng. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, hắn biết Sa Hồ bà chúc mừng là hắn có được tám đại thiên đạo thủ hạ. Sinh mệnh chi thủy chân chính công hiệu. Chỉ có Sa Hồ bà và Medusa cùng với hùng nữ hùng hoan biết. Nhưng là các nàng cũng sẽ không đi cấp thần mộc lão tổ những cái đó đại yêu thần nói, sinh mệnh chi thủy dùng lúc sau các ngươi liền thành Dương Nghị Vân yêu phó loại này lời nói, tương phản tại đây trường thanh thánh nhân đạo tràng loại này nguy hiểm hoàn cảnh chung, hai người nhưng thật ra hy vọng Dương Nghị Vân thủ hạ đại yêu thần càng nhiều càng tốt, nhiều liền ý nghĩa các nàng càng thêm an toàn. Các ngươi thương thế như thế nào? Dương Nghị Vân gật gật đầu nhìn thoáng qua Sa Hồ bà. Hắn phía trước nhìn đến Sa Hồ bà cửu vĩ bị chặt đứt lục vĩ, chỉ còn lại có tam vĩ, đối với hồ tộc tới nói, cái đuôi chính là đạo hạnh tượng trưng, thực hiển nhiên Sa Hồ bà lần này là tu vi tổn hao nhiều. Đến nỗi Medusa đánh giá cũng hảo không đến nơi đó đi. Sa Hồ bà cười khổ nói, tổn thất nguyên khí đánh giá không có 10 vạn năm là khôi phục không được, nhưng Thiên Chúa yên tâm lão thân cảnh giới không rớt, ít nhiều Thiên Chúa ban cho thần thủy thương thế khôi phục một ít, còn nhưng một trận chiến. Không chậm trễ Thiên Chúa việc. Kế tiếp các ngươi hai cái liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, muốn nói xử lý cũng không tới phiên các ngươi, thần ma nói cung trận doanh chân chính cường giả còn không có ra tay, các ngươi hai người cẩn thận một chút. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không làm Sa Hồ bà và Medusa ra tay. Thần mộc lão tổ đám người kỳ thật hắn biết ở phía trước trong chiến đấu, cũng không có suất toàn lực, chân chính buông tay chém giết chỉ có Sa Hồ bà và Medusa cùng với hùng hoan ba cái. Đây cũng là vì cái gì các nàng bị thương nghiêm trọng nhất nguyên nhân. Những người khác có bị thương sao? Có nhưng có thể xem nhẹ bất kể,
cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng rất bất mãn. Cho nên kế tiếp, ha ha, chờ các ngươi hấp thu sinh mệnh chi thủy, đã có thể không phải do các ngươi. Thần quang bên kia kia hai đại yêu thần rất nhiều nguy hiểm, ta cảm giác so với Lăng Khiếu Thiên chút nào không kém. Lúc này cực nhỏ nói chuyện Medusa đối Dương Nghị Vân mở miệng nói chuyện, hơn nữa nhìn thoáng qua nơi xa thần quang nơi. Dương Nghị Vân trong lòng có chút cao hứng, Medusa rốt cuộc chủ động cùng hắn bắt đầu nói chuyện, này Mỹ không giống bất luận cái gì sinh vật Mỹ rắn độc, cao lãnh lệnh người giận sôi. Phi thường khó được cùng hắn chủ động nói chuyện. Dương Mỗ Nhân tự nhận chính mình liền rất cao ngạo, nhưng ở Medusa trước mặt kia còn kém xa lắm, này Mỹ nữ xà, liền tính là ở bị hắn dùng sinh mệnh chi thủy khống chế sinh tử dưới tình huống, như cũng là đối hắn bất hiếu một cố, lạnh lẽo. Nếu không phải bởi vì hắn còn đều tính đối nàng tôn trọng, cũng không có trở thành tôi tớ đối đãi, sợ là Medusa đều sẽ một cái tát chụp chết hắn. Hiện tại hảo, trải qua một hồi sinh tử, tính cứu nàng một mạng lúc sau, này Mỹ nữ xà rốt cuộc có điểm giác ngộ, bắt đầu tiếp thu hắn. Đương nhiên Dương Nghị Vân rõ ràng đây là Medusa đối hắn biểu đạt lòng biết ơn phương thức. Nhếch miệng cười nói ân, bên kia tình huống ta biết, đã sớm ở lưu ý bọn họ, các ngươi hai cái kế tiếp sự đừng động, chỉ lo chiếu cố hảo tự mình là được. Bên kia thần quang trong vòng mới là chân chính cường giả, bất quá chúng ta hiện tại cũng không có gì hảo sợ, sợ không chừng còn sẽ có kinh hỉ chờ chúng ta. Nói chuyện bên trong Dương Mỗ Nhân nheo lại mắt thấy hướng kia một mảnh thật lớn thần quang bao phủ nơi. Medusa trong miệng hai đại cường giả, phía trước chiến đấu hắn liền phát hiện, không nghĩ tới chính là, kia hai cái thoạt nhìn diện mạo giống nhau như đúc đại yêu thần, trực tiếp rút đi tiến vào thần quang trong vòng, cái này làm cho hắn minh bạch, thần ma nói cung trận doanh, hẳn là cũng không phải bền chắc như thép. Mà từ giờ trở đi, hắn bên này ngược lại chân chính biến thành bền chắc như thép, trở thành chân chính một cái chỉnh thể. Sinh mệnh chi thủy tác dụng dưới, thần mộc lão tổ những cái đó đại yêu thần phải nghe hắn chỉ huy. Hiện tại thần quang bên trong không động tĩnh, nói vậy thánh dược thu còn không có đắc thủ, đang đợi thời gian, hơn nữa đã tới rồi thời khắc mấu chốt, nếu không sợ là ở hắn giết Lăng Khiếu Thiên thời điểm, thần ma nói cung đại cung chủ đã sớm ra tới. Ba người khó được ở bên nhau hàn huyên vài câu, bất quá ước chừng 10 phút sau, thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên chờ đại yêu trước sau hoàn thành sinh mệnh chi thủy hấp thu. Một đám nhìn về phía Dương Nghị Vân ánh mắt phức tạp vô cùng. Dương Nghị Vân mang theo ý cười không nói chuyện, cũng nhìn bọn họ. Lúc này một chúng đại yêu thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước nhìn thấy Dương Nghị Vân thời điểm, Dương Nghị Vân chính là cái sơ cấp tiểu thần chủ, nhưng Medusa cùng Sa Hồ bà sẽ xưng hắn là chủ. Hết thảy đều ở thần giọt nước chung. Bọn họ tất cả đều minh bạch, nhưng lại đã chậm. Sinh mệnh chi thủy hoàn toàn dung nhập bọn họ trong thân thể, đã biết từ giờ trở đi bọn họ mệnh liền nắm giữ ở Dương Nghị Vân trong tay. Đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm đều nhất không nổi sát niệm cùng phản niệm. Đây là một loại phát ra từ máu linh hồn thần phục. Hận sao? Rất khó nói rõ ràng. Bởi vì đây là bọn họ chủ động cầu Dương Nghị Vân ban cho bọn họ thần giọt nước. Có thể quái ai? Chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Thật lại nói tiếp, đích xác ăn vào Dương Nghị Vân thần giọt nước sau, bọn họ trên người thương thế hoàn toàn khôi phục, càng quan trọng là huyết mạch đích xác tăng lên. Được đến một lần huyết mạch tiến hóa. Từ nay về sau, bọn họ đại đạo chi lộ nhất định có thể lại tiến thêm một bước. Bất quá giờ khắc này đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm, thật đúng là không biết cấp như thế nào đối mặt. Tâm tình thực sự phức tạp a, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, gạo sống nấu thành cơm, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đầu tiên là thần mộc lão tổ phun ra một ngụm chọc khí, tiến lên một bước đối với Dương Nghị Vân nói, thuộc hạ ngũ hành thần mộc bái kiến chủ nhân. Thần mộc lão tổ sạch sẽ lưu loát hơn nữa lôi kéo phu nhân Hồng Liên cùng nhau quỳ gối ở Dương Nghị Vân trước mặt, hắn là ở đây đại yêu thần trung tu luyện tu vi đều vô cùng xa xăm lão quái vật, chân chính người lão thành tinh cái loại này nhân vật, đối sự thế xem đến chính là tương đối rõ ràng, đối với Dương Nghị Vân ban cho thần giọt nước việc, nói đến cùng vẫn là bọn họ tham nghiệp, trách không được Dương Nghị Vân. Là bọn họ cầu Dương Nghị Vân ban cho, ai biết cư nhiên sẽ có như vậy một đại cái hố ở bên trong. Nếu sự thật vô pháp thay đổi, mạng già đều tới rồi Dương Nghị Vân trong tay, không bằng dứt khoát điểm nhận, có lẽ còn có thể tại Dương Nghị Vân trong lòng lưu một cái ấn tượng tốt. Vì thế lập tức lôi kéo phu nhân thăm viếng, nhưng đừng cuối cùng bị Dương Nghị Vân cấp nhớ thương, phải biết rằng hiện tại nhưng bất đồng phía trước, sinh tử liền ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. Lại nói thần mộc lão tổ rất rõ ràng,
Dương Nghị Vân thủ đoạn thực sự làm hắn bội phục, có lẽ đi theo như vậy một cái chủ nhân cũng là cái không tồi lựa chọn. Bái kiến chủ nhân. Thần Mộc lão tổ cùng Hồng Liên phu nhân thần phục lúc sau, Thần Mộc nói cung nhị cung chủ Thạch Giám đảm đương, tự nhiên cũng đi theo. Dương Nghị Vân nở nụ cười, thân thủ nâng Thần Mộc lão tổ đứng dậy, không có bày ra bất luận cái gì chủ nhân cái giá, cấp đủ mặt mũi, lúc này hắn mới biết được Thần Mộc lão tổ bản thể là ngũ hành thần mộc. Ngay sau đó Hồng Du Thiên sốt ruột, kéo tới yêu thần đạo cung nhị tam cung chủ lễ bái, ván đã đóng thuyền, hắn cũng biết đạo lý này, chỉ là thầm hận lại bị Thần Mộc lão tổ giành trước một bước. Cuối cùng là Hoang Hải Nam Bắc hai vị chuẩn thánh, tuy có không dám, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp đáng nói, Dương Nghị Vân thần giọt nước chính là khống chế bọn họ sinh tử chi thủy, không chấp nhận được bọn họ có bất luận cái gì tâm tư. Ha ha ha, đại gia mau mau xin đứng lên, Dương Mỗ cũng là không có biện pháp, thỉnh chư vị yên tâm, sau này chúng ta chính là người một nhà, không tồn tại chủ tớ quan hệ. Dương Mỗ nhân nói một phen lời hay, nhưng nghe vào chúng yêu thần trong tai, lại là nhịn không được muốn mắng nương, không tồn tại chủ tớ quan hệ. Ngươi còn tiếp nhận rồi chúng ta một đám lễ bái hành lễ a. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Mỗ nhân đạt tới mục đích, thuộc hạ thành công có được 11 danh thiên đạo cấp bậc đại yêu thần cường giả, này đã vượt qua hắn mong muốn. Nhưng kết quả này cũng là tất nhiên, càng là hắn mỗ tính như cũ nỗ lực. Lúc trước thỏ ra nói qua hắn tưởng mở ra luân hồi yêu cầu 9 đại thiên đạo cấp bậc cường giả, mà hiện tại cái này mục tiêu đã vượt mức hoàn thành, cũng không biết thỏ ra theo như lời thiên đạo là cái gì trình tự. Khi đó không biết thiên đạo cảnh giới khái niệm, hiện tại còn lại là biết nguyên lai thiên đạo cảnh cũng phân rất nhiều trình tự tiểu cảnh giới, bất quá với hắn mà nói không sao cả, dù sao thiên đạo cấp bậc cường giả là có cũng đủ. Còn có tìm kiếm càn khôn thần điện thời không pháp thần sự. Hiện tại xem ra, thần ma nói cung trận doanh cái kia kêu thời không chuẩn thánh nhân tộc, rất có khả năng chính là hắn muốn tìm được thời không pháp thần, chẳng qua là hiện tại trở thành thời không chuẩn thánh. Ở càn khôn thần điện thời điểm, Ngọc Lả Lướt cùng thỏ ra đều nói qua, càn khôn thần tôn từng nay liền tiên đoán quá, càn khôn thần điện năm đại pháp thần chung có hai cái có thể thành tựu thiên đạo cảnh giới, thời không pháp thần chính là một trong số đó. Thời không pháp thần đi tới vĩnh hằng thần giới lúc sau, có thể trở thành chuẩn thánh thiên đạo, này cũng không kỳ quái. Nhưng Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ ở thần ma nói cung trận doanh phát hiện một cái kêu thời không nhân tộc. Tuy rằng hiện tại vẫn là chưa thấy qua người, nhưng ở Dương Nghị Vân nghĩ đến 89 phần 10 chính là hắn muốn tìm thời không pháp thần. Bởi vì ở vĩnh hằng thần giới rất ít có nhận lại đây, hơn nữa trọng điểm là người này cũng xưng là thời không danh hào, trùng hợp cũng không như vậy đại. Nếu thật là hắn muốn tìm được người, như vậy còn sẽ cùng hắn có liên hệ sao? Hoặc là nói, còn có thể hay không cùng càn khôn thần điện có niệm tưởng? Thời không pháp thần còn có nhận biết hay không càn khôn thần tôn? Này đó nhưng đều là không biết bao nhiêu, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, rất nhiều chuyện tuy rằng năm tháng sói mòn, cũng sẽ đồng thời đi theo biến mất rớt. Dương Nghị Vân không báo bao lớn hy vọng, là có thể là hy vọng nếu thật là hắn muốn tìm thời không pháp thần, hai bên nhưng đừng là địch. Nếu là địch, vậy thuộc về giết hại lẫn nhau. Này cũng không phải là hắn sở hy vọng. Nhưng là thật muốn là như vậy, hắn cũng sẽ không nương tay, nói đến cùng hắn là càn khôn thần điện chi chủ, càng là càn khôn thần tôn truyền nhân, là thời không pháp thần trên danh nghĩa chủ nhân. Điểm này liền tính là Thương Hải Tăng Điền, cũng là không thể sửa đổi. Hiện tại đâu? Dương Nghị Vân chuẩn bị hắn nhập thần quang bên trong đi, kỷ nguyên thánh dược hắn cũng là tưởng tranh đoạt một chút. Kia còn là liên thiên đạo cường giả đều chảy nước dãi ba thước thánh dược, có thể làm hắn một bước vào thiên đạo chí bảo. Giờ này khắc này Dương Nghị Vân cảm thấy có thể cùng thần ma nói cung đại cung chủ tới một lần đánh giá, bởi vì nhân số thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thần ma nói cung 12 người, bị bọn họ chém giết rất 8 người, hiện tại còn dư lại cũng chính là tứ đại yêu thần. Lấy thần ma nói cung đại cung chủ cầm đầu, tiếp theo là phía trước lui về hai cái thiên đạo nhị trọng tồn tại. Cuối cùng một cái đó là cái kia hư hư thực thực thời không pháp thần thời không chuẩn thánh. Đương nhiên chuẩn thánh là vĩnh hằng thần giới cách gọi. Ở trong lòng hắn vẫn là càn khôn thần điện thời không pháp thần. Thần ma nói cung tuy rằng chỉ còn lại có 4 người, nhưng lại đều là nhất đẳng nhất trờ cường giả. Đặc biệt là thần ma nói cung đại cung chủ. Mọi người đều biết thần ma nói cung vị kia đại cung chủ chính là thiên đạo tam trọng cường giả, càng là bên ngoài thượng vĩnh hằng thần giới công nhận đệ nhất cường giả tồn tại. Chỉ cần thần ma nói cung đại cung chủ một cái, Dương Nghị Vân biết đều khó đối phó.
Thiên đạo tam trọng so với thiên đạo nhị trọng chính là cường đại một trọng, nhưng chính là này một trọng, kia chính là khác nhau một trời một vực. Càng là cao giai cảnh giới liền càng là cảnh giới chênh lệch kém thật lớn, có đôi khi cho dù là một tia cường đại, cũng là có thể muốn mệnh. Dương Nghị Vân không biết chính mình dùng ra hồng hoang chi lực có thể hay không cùng thiên đạo tam trọng cường giả một trận chiến. Cứ việc hắn phía trước chém giết thiên đạo nhị trọng Lăng Khiếu Thiên, nhưng lại là như cũ không biết cùng thiên đạo tam trọng chi gian chênh lệch có bao nhiêu đại. Bởi vì hắn tu vi cảnh giới tuy rằng là một lần hỏa tiễn giống nhau tăng lên tới pháp thần cảnh giới, nhưng như cũ vẫn là sơ giai pháp thần, thực lực bùng nổ, là bởi vì hắn dùng hùng nữ máu, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Còn có chính là trong tay có hỗn độn trung bực này siêu việt thiên đạo cấp bậc chí bảo. Cũng không biết có thể hay không cùng thần ma nói cung đại cung chủ tiến hành một lần chiến đấu. Nhưng lại nói tiếp, nếu bọn họ bên trong có ai cùng thần ma nói cung đại cung chủ một trận chiến, kia chỉ có thể là hắn. Đến nỗi những người khác, Dương Nghị Vân biết ứng đối mặt khác ba người có lẽ đủ lôi đi. Phía trước kia song bào thai huynh đệ đều là thiên đạo nhị trọng, còn có một cái thời không chuẩn thánh chính là tương đối thần bí tồn tại, ngay cả thần mộc lão tổ đều rất ít nghe được quá vị này thời không chuẩn thánh tin tức, không biết hắn ở cái gì trình tự. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Nghị Vân trong lòng minh bạch hắn vẫn là có chút không đế, rốt cuộc đến nay mới thôi cũng chưa gặp qua thần ma nói cung đại cung chủ. Đối với đối phương tin tức cũng biết rất ít, ngẫm lại vẫn là phải hỏi hỏi thần mộc lão tổ cùng hùng du thiên tài hành, liền tính là hắn có chiến đấu thiên đạo tam trọng thực lực, cũng không thể hai mắt một bôi đen đi tiến lên. Nhìn thần mộc lão tổ mở miệng nói, thần mộc đối thần ma nói cung đại cung chủ tình huống các người biết nhiều ít nói cho ta nghe một chút đi. Hồi bẩm trước, chủ nhân, thần ma nói cung đại cung chủ tên là Lăng Thương, chính là thiên đạo tam trọng tồn tại, bản thể cũng là thần ma chi nghiêu, kỳ thật rất nhiều năm qua, đại gia không có thật thật ý nghĩa thượng gặp qua thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương ra tay, cho nên Lăng Thương đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, thật đúng là nói rõ ràng, còn có chính là tính cách thượng, Lăng Thương phi thường trầm ổn, quả thực có thể nói là đa mưu túc trí. Thần mộc lão tổ đem hắn biết giảng thuật ra tới, nhưng Dương Nghị Vân nghe xong cũng không nhiều lắm trợ giúp. Gật gật đầu tiếp tục hỏi, kia hai cái song bào thai huynh đệ đâu? Lúc này thần mộc lão tổ không nói chuyện. Lại là Bắc Hải chuẩn thánh Bắc Ca nói, chủ nhân kia hai cái song bào thai huynh đệ cùng chúng ta giống nhau, đều là đến từ Hoang Hải, ta cùng Huyền Quy từng người trưởng quản Nam Bắc Nhị Hải, mà kia hai cái song bào huynh đệ còn lại là đồ vật Nhị Hải, mặc kệ là địa bàn vẫn là thực lực tu vi đều phải cao chúng ta một đầu, bọn họ một cái kêu Ngạo Tình, một cái kêu Ngạo Vân, đều là thiên đạo nhị trọng tồn tại, bị hắn là Hồng Hoang Giao Long, rất cường đại rất khó chiền. Oanh! Dương Nghị Vân đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi hết sức, lại là một tiếng vô cùng nặng nề thanh âm vang lên đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc sau, là thần quang trong vòng, chủ nhân chúng ta tiến lên đi, thánh dược khả năng muốn xuất thế, nhưng đừng bị Lăng Thương đến đi, một khi bị Lăng Thương đến đi thánh dược, chúng ta sợ là đều sẽ có nguy hiểm. Hùng Du Thiên đầu tiên sốt ruột lên, đi tiến lên, Dương Nghị Vân đôi mắt nhíu lại. Hắn đều cảm nhận được một cổ tử cường đại năng lượng từ bên kia thần quang bên trong bạo phát đi ra ngoài. Hiển nhiên là thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương phá khai rồi bảo hộ thánh dược phong tỏa, lúc này kỷ nguyên thánh dược muốn xuất thế, Hùng Du Thiên nói đúng, kỷ nguyên thánh dược hiện tại không thể làm Lăng Thương đến đi, nếu không một khi Lăng Thương ăn vào kỷ nguyên thánh dược, tu vi thực lực rốt cuộc tăng lên một cái đại trình tự, đến lúc đó bọn họ những người này khả năng sẽ toàn bộ bị giết. Mấu chốt là kỷ nguyên thánh dược a. Một cái kỷ nguyên mới có thể ra một gốc cây thánh dược, Dương Nghị Vân cũng không nghĩ bỏ lỡ. Đổi làm phía trước khả năng hắn không dám đi tưởng, nhưng hiện tại lại là bất đồng, hiện tại hắn bên người chính là ngưng tụ 11 danh thiên đạo cường giả, càng là không bán hai giá hình thức, hơn nữa này đó đại yêu thần nhưng tất cả đều là hắn tôi tớ, hắn một câu mấy ngày này cấp bậc đại yêu thần liền phải đi bán mạng. Có thể đối này đó đại yêu thần thống nhất chỉ huy, thống nhất điều hành. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng phần thắng vẫn phải có. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể đem thần ma nói cung đại cung chủ bám trụ, những người khác luôn có thể đằng ra tới đi cướp lấy thánh dược cơ hội. Nghe được thần quang trong vòng truyền ra tiếng vang, quay đầu xem lại là phát hiện, bảy màu thần quang đã ở đại tác phẩm. Cách xa nhau không xa khoảng cách, Dương Nghị Vân nháy mắt xuất hiện ở thần quang biên quan, đi tới thật lớn ngôi cao thượng. Hắn vừa mới bước vào ngôi cao thời điểm. Ngôi cao thượng tụ mà không tiêu tan thần quang bỗng nhiên quay cuồng lên, tức khắc có một quyền một trường thẳng đến hắn mà đến. Hừ, tìm chết. Dương Nghị Vân hừ lạnh,
trở tay chi gian thúc dục hỗn độn chung. Đông, Tang Thương tiếng chuông vang lên như sấm sét vang vọng cái này không gian. Hỗn độn trung thượng khắc văn lộng lẫy lưu chuyển bùng nổ, lại là ở Dương Nghị Vân thao tác hạ đối với một quyền một trưởng đâm qua đi. Ầm vang, một tiếng nổ vang lúc sau, thần quang quay cuồng mà đi, ngay sau đó hai cái thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt. Đúng là Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ. Dương Nghị Vân đối thiên đạo nhị trọng chính là không có sợ hãi, lúc này khí thế của hắn ở hùng huyết cuồng bạo hạ, như cũ thực thắng. Một bước hắn đi ra ngoài, hỗn độn trung thịch 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 không ngừng vang vọng. Mỗi một tiếng hỗn độn trung vang lên thật lớn, ngôi cao thượng long tụ không tiêu tan thần quang liền phải quay cuồng biến mất một bộ phận. Lăn chắn ta giả chết. Dương Nghị Vân bước chân chút nào không dừng lại, trực tiếp hướng về phía trước tiến lên, hắn mục tiêu là thần quang chỗ sâu trong thánh dược, đối Ngạo Tình Ngạo Vân giữa đường, trực tiếp chính là một tiếng lăn. Khí thế như hồng. Hơn nữa hắn hỗn độn trung từng tiếng thúc dục dưới, hỗn độn trung thượng khắc văn bùng nổ nhưng không đơn giản là đẹp đơn giản như vậy. Thuần dương kim khí, chính là không gì chặn được. Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ sắc mặt đại biến, toàn thân thần quang bùng nổ ngăn cản, nhưng lại là vô cùng cố hết sức, Dương Nghị Vân thúc giục tiếng chuông càng ngày càng sắc bén, bọn họ liên tục lui về phía sau, căn bản là chống đỡ không được. Như thế tình huống làm Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân hai huynh đệ sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ phía trước nhìn đến Dương Nghị Vân chém giết Lăng Khiếu Thiên thời điểm, tuy rằng biết rất mạnh, nhưng ở bọn họ hai huynh đệ liên thủ dưới Dương Nghị Vân hẳn là cường không đến chạy đi đâu. Hơn nữa phía trước Dương Nghị Vân chém giết Lăng Khiếu Thiên là bởi vì Lăng Khiếu Thiên bản thân liền trải qua quá một hồi đại chiến, cho nên nói có thương tích thế, bị Dương Nghị Vân chém giết không kỳ quái. Nhưng tới rồi bọn họ huynh đệ thời điểm, thế mới biết bọn họ vẫn là coi thường Dương Nghị Vân. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bị Dương Nghị Vân bước lui vài trăm thước. Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân biết không có thể ở lui. Ở lui xuống đi chính là kỷ nguyên thánh dược nơi, thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương chính là cho bọn hắn hạ quá lệch, làm cho bọn họ bảo vệ cho, nếu là thủ không được bị Dương Nghị Vân công đi vào, một khi thánh dược có biến, Lăng Thương là tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn họ huynh đệ. Hai huynh đệ liếc nhau, song song gật đầu. Làm ra quyết định. Ngay sau đó Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân trên người thần quang đại tác phẩm, lại là hóa ra bản thể. Ngao! Ngao! Hai tiếng long minh vô cùng lạnh lót, thực bén nhọn, nghe cùng hỗn độn trung tương đương. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai, cư nhiên cùng chính mình hỗn độn trung tương tự, đều có kinh sợ tâm thần công hiệu. Nhìn Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân biến ra bản thể lúc sau, Dương Nghị Vân mày nhăn lại. Lại không nghĩ rằng là hai điều giao long. Một cái kim sắc một cái màu xanh lá. Long minh trung Dương Nghị Vân vốn dĩ xong việc, nhưng ai ngờ đến, Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân hóa ra bản thể sau. Lại là bay vọt dựng lên. Ở giữa không trung huyền phù, chiều cao trăm mét, kinh tiếp theo hai điều giao long giao nhau bay vọt ở bên nhau. Sau đó, Dương Nghị Vân trừng lớn trong mắt. Lại là không nghĩ tới hai điều giao long cư nhiên hợp thể. Thực sự không nghĩ tới thần giới giao long còn có như vậy thiên phú thần thông. Thật sự nhiên hắn mở rộng tầm mắt. Còn có như vậy chơi à? Bất quá thực rõ ràng, Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ hợp thể lúc sau. Hóa thành một cái hoàn toàn mới vật thể tồn tại. Giao long không giác, nhưng lại ở bụng sinh trưởng ra bốn chảo. Rất giống là long chảo, hoặc là nói chính là long chảo. Chỉnh thể lân giáp nhan sắc cũng biến thành thanh kim tương tạp chi sắc. Ngao, huyền phù ở không, hướng về phía Dương Nghị Vân giống giận. Hơi thở thượng Dương Nghị Vân cảm nhận được, rất cường đại, so với thiên đạo nhị trọng cường đại rồi. Cái này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ bước vào thiên đạo tam trọng? Dù sao giờ phút này Ngạo Tình Ngạo Vân vô cùng cường đại, giống như là hắn dùng cuồng bạo hùng huyết trạng thái không sai biệt lắm. Lúc này, Dương Nghị Vân dừng lại. Thần Mộc lão tổ đám người cũng đi tới hắn bên người. Lúc này Dương Nghị Vân ánh mắt dừng ở Hoang Hải Nhị Hải hai vị trên người. Ý tứ đang nói, đồng dạng là Hoang Hải chuẩn thánh bá chủ, Ngạo Tình Ngạo Vân có thể hợp thể, các ngươi liền không có cái gì biểu diễn sao? Nam Bắc Nhị Hải hai vị, hiện tại cũng là Dương Mỗ nhân thủ hạ đại yêu thần, bị Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nhìn qua, nào có không rõ Dương Mỗ nhân là ý gì. Nam Hải Huyền Quy chuẩn thánh cười khổ nói, chủ nhân ta bản thể là Huyền Quy, Bắc Cá bản thể là Cẩm Lý, chúng ta không có biện pháp như là Ngạo Tình Ngạo Vân giống nhau biến thân. Dương Nghị Vân nghe xong, nhưng cũng biết chính mình yêu cầu có điểm cao, không có liền không có đi, không thể hợp thể cũng không cái gọi là, chính là hai điều giao long mà thôi.
chân long hắn đều có, càng đừng nói là giao long. Nhìn sở hữu đại yêu thần, hắn vung tay lên xuất hiện 10 tích hùng nữ hùng hoan cuồng bạo hùng huyết, trừ bỏ hùng hoan không cần, những người khác mỗi người một giọt, ngay sau đó nói, mỗi người một giọt cuồng bạo máu, lực lượng có thể ở nháy mắt đề cao gấp 3, nhưng là thời gian đoạn, tốc chiến tốc thắng, ta yêu cầu các người bắt lấy này hợp thể giao long, ta muốn gặp thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương. Là sở hữu đại yêu thần trả lời, hiện tại nhưng không có gì hoài nghi Dương Nghị Vân, chỉ có phục tùng một cái lộ, liền tính là Dương Nghị Vân làm cho bọn họ phun nọc độc lúc này cũng chỉ có nuốt vào. Huống chi không cái kia tất yếu, nếu Dương Nghị Vân nói có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3 lực lượng, đó chính là gấp 3. Đối hắn nói cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, sôi nổi nuốt vào cuồng bạo hùng huyết. Này đó đại yêu thần chung, chỉ có Hùng Du Thiên cùng Hùng Hoan cha con biết này huyết là chuyện như thế nào. Hùng Du Thiên nội tâm là vô cùng phức tạp, hắn cũng là hiện tại mới biết được hắn nữ nhi Hùng Hoan huyết cư nhiên còn có như vậy nghịch thiên công hiệu. Nhưng cũng không thể nói bất luận cái gì lời nói, một ngụm nuốt vào lúc sau, toàn bộ trong cơ thể tất cả đều năng lượng nổ mạnh, bất quá lại không có đối thân thể có bất luận cái gì thương tổn, ngược lại toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn là Hùng Hoan phụ thân là huyết tộc, lực lượng trực tiếp cường hóa đạt tới gấp 10 lần. Giống. Một tiếng thét dài Hùng Du Thiên cuồng bạo biến thân. Ngay sau đó mỗi một cái đều bắt đầu rồi cuồng bạo trạng thái. Quả nhiên những người khác đều cảm nhận được lực lượng cường đại rồi gấp 3. Đêm này giao long xé nát đi. Dương Nghị Vân híp mắt vương giả giữa không trung còn ở mạo thần quang hiển nhiên còn ở dung hợp giai đoạn ngạo tình ngạo vân đối sở hữu đại yêu thần hạ lệnh. Kỳ thật hai bên chi gian cuồng bạo cùng biến thân đều là ngắn ngủn 10 tức thời gian mà thôi. Ngạo nàng ấm ngạo vân hai huynh đệ tuy rằng biến thân hợp thể cường đại rồi một mảng lớn, nhưng là Dương Nghị Vân cho hắn thủ hạ đại yêu thần cuồng bạo hùng huyết cũng không kém, tất cả đều dùng được. Đương nhiên trong đó hùng hoan là không cần dùng, bản thân chính là nàng máu, hùng hoan cuồng bạo trạng thái sẽ là này đó đại yêu trung hoàn mỹ nhất một người cường đại nhất. Hiện tại là 10 đại yêu thần đối phó một cái hợp thể giao long, liền tính là giao long lại có 3 đầu 6 tay Dương Nghị Vân tin tưởng cũng là có thể đem hắn cấp xé nát. Ở Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng lúc sau, sở hữu đại yêu thần toàn bộ nhằm phía tựa hồ còn ở phía chân trời dung hợp giai đoạn ngạo tình ngạo vân huynh đệ. Từng luồng đại yêu hơi thở một cái so một cái cường đại, ngay lập tức chi gian liền đem giao long cấp vây quanh lên. Sát! Thần mộc lão tổ đi đầu, đôi tay múa may dưới, một cái mộc đằng tỏa sáng rực rỡ, tựa du long giống nhau quất đánh mà đi. Mặt khác đại yêu thần theo sát ở thần mộc lão tổ phía sau vây quanh đi lên. Thần quang đầy trời, bao phủ ngạo tình ngạo vân hợp thể giao long. Mặt sau Dương Nghị Vân không lại đi chú ý, hắn có mục tiêu trước sau ở thần quang chỗ sâu trong, hoặc là nói là thần ma nói cung đại cung chủ, cũng hoặc là kỷ nguyên thánh dược. Lúc này ngạo tình ngạo vân bị thần mộc lão tổ chờ đại yêu thần vây khốn sau liền không có người đi gây khó dễ hắn. Dương Nghị Vân đi bước một đi hướng thần quang chỗ sâu trong. Lúc này thần quang chỗ sâu trong, hoặc là nói là kỷ nguyên thánh dược vị trí nơi, lại là một cảnh tượng khác. Thần ma nói cung đại cung chủ cùng thời không chuẩn thánh hai người, quay chung quanh ở hình tròn tế đàn ở ngoài. Hai người trong tay thần quang hóa thành thật lớn tay bàn tay trình chảo nắm tư thế, kề sát ở tế đàn phía trên, mà tế đàn trong vòng còn lại là thất thải hà quang chói mắt vô cùng, căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì. Này đó là kỷ nguyên thánh dược. Chẳng qua căn bản liền thấy không rõ. Thánh dược vị trí là tế đàn, không tính đại, nhưng lại khắc văn trải rộng, hình thành kết giới, đây là thánh dược bảo hộ trận pháp kết giới, cũng là dược vương điện cường đại nhất trận pháp. Thần ma nói cung đại cung chủ từ phía trước mang theo người liền ở phá trận, đến lúc trước phái ra ngạo tình ngạo vân hai huynh đệ thời điểm, đã hoàn thành phá trận, dư lại đó là tiêu hao rất trận pháp kết giới năng lượng, liền có thể lấy được kỷ nguyên thánh dược. Đã có thể ở vừa rồi trận pháp kết giới rách nát nháy mắt. Kỷ nguyên thánh dược lại là bộc phát ra cường đại khí thế, dục muốn phóng lên cao bay vọt đi ra ngoài. Muốn chạy. Kỷ nguyên thánh dược là tam giới chi nhất bảo dược, là có thần tính cùng linh tính, càng là nghe đồn đạt tới hóa hình đắc đạo cấp bậc thánh dược, tự nhiên có thể cảm nhận được có người muốn bắt hắn. Há có thể ngồi chờ chết. Có linh tính thánh dược muốn chạy, nhưng lại bị thần ma nói đại cung chủ Lăng Thương cùng thời không chuẩn thánh cấp liên thủ áp chế xuống dưới. Tuy rằng bị áp chế, nhưng thánh dược bắn ngược chưa từng có cường đại. Đối với thần ma lão tổ tới nói sao có thể làm thánh dược bay đi. Hắn tiêu phí sức của chín châu hai hổ, tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt,
sắp muốn đạt được thánh dược thời điểm, muốn phi muốn chạy. Khi đó vô luận như thế nào đều không thể làm thánh dược bay đi. Cơ hồ thi triển ra toàn bộ lực lượng, liên thủ thời không chuẩn thánh đem thánh dược áp chế xuống dưới. Áp là áp chế, nhưng thánh dược bắn ngược rất cường đại, hơn nữa thánh dược bắn ngược là mượn dùng tế đàn ra trận pháp lực lượng ở bắn ngược, liền tính là Lăng Thương cùng thời không chuẩn thánh liên thủ áp chế cũng là khó khăn lắm áp chế xuống dưới. Cũng chính là lúc này, Lăng Thương nghe được ngoại giới Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ thét giải thanh, hắn liền biết ngoại giới đã xảy ra chuyện. Quả nhiên Lăng Thương cảm nhận được hắn thần ma nói cùng rất nhiều cao thủ hơi thở biến mất, liền biết là bị người cấp giết, trong lòng thực sốt ruột, nhưng lại không thể rời đi, bởi vì kỷ nguyên thánh dược với hắn mà nói mới là trọng điểm. Thần ma nói cùng trận doanh những người đó, ở Lăng Thương trong lòng tự nhiên là so ra kém thánh dược, nếu là có thể đạt được thánh dược, hắn tu vi chắc chắn sẽ thượng một cái đại trình tự. Thiên đạo chi lực quá khó đi, chẳng sợ có bất luận cái gì có thể tăng lên cơ hội đều là không thể buông tha. Lại lúc sau đó là thánh dược bùng nổ, cũng cảm nhận được Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ hợp thể. Vốn đang nghĩ kêu Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ lại đây hỗ trợ thu thánh dược, nhưng Lăng Thương biết, hiện tại ngoại giới nhân tài là trọng điểm, giờ phút này trăm triệu không thể làm người ngoài quấy rầy hắn. Cấp Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ hạ tử mệnh lệnh, không thể làm bất luận kẻ nào lại đây. Vì thế Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ vận dụng bí pháp hợp thể. Lăng Thương đem chặn lại nhiệm vụ giao cho Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ, nhưng hắn không biết chính là, Dương Nghị Vân đã thu phục Lưỡng Đạo Nói Cung cùng Nam Bắc Nhị Hải sở hữu đại yêu thần, hơn nữa cho này đó đại yêu thần sinh mệnh chi thủy cùng hùng huyết thêm vào, tương đương là 11 cái đại yêu thần đối phó Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ hợp thể, kết quả cơ bản là không hề trì hoãn. Lúc này Dương Nghị Vân một mình tiến vào thần quang chỗ sâu trong, sở đồ tự nhiên cũng là kỷ nguyên thánh dược. Dương Mỗ Nhân tiến đến mưu đoạt thánh dược tự nhiên là có tin tưởng. Có tam đại hắn cho rằng có thể thành công nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tự thân thực lực đại trướng, hơn nữa hỗn độn chung từ từ trí bảo, đối chính mình sức chiến đấu có tin tưởng. Thứ hai, chờ thần Mộc Lão Tổ những cái đó đại yêu thần xử lý Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ sau, trái lại sẽ chi viện hắn, đến lúc đó hắn thắng mặt sẽ lớn hơn nhiều. Thứ ba, đó là thời không chuẩn thánh, nếu thần ma nói cung đại cung chủ bên người thời không chuẩn thánh, thật là hắn muốn tìm càn khôn thần điện thời không pháp thần, có lẽ hắn cho rằng thời không chuẩn thánh sẽ đứng ở hắn một bên, không vì cái gì khác liền chỉ cần là càn khôn thần tôn mặt mũi, hắn tin tưởng thời không pháp thần sẽ không phản bội càn khôn thần tôn. Ở hắn hiểu biết chung càn khôn thần tôn là cái phi thường có cá nhân mị lực người, điểm này lúc trước đi càn khôn thần điện nhìn thấy càn khôn thần điện những người đó liền có thể nhìn ra được tới. Mặc kệ là nhà mình sư phụ trời cao tà vẫn là thỏ ra, ngọc là lướt từ từ, càn khôn thần điện lão nhân, nói lên càn khôn thần tôn thời điểm trong ánh mắt đều là sùng kính lửa nóng thần thái, những người này có thể duy trì hắn, liền bởi vì hắn là càn khôn thần tôn truyền nhân, hắn tin tưởng thời không pháp thần cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên này cái thứ ba nhân tố, hắn cũng không dám bảo đảm. Hết thảy biến số đều rất lớn, đến lúc đó nhìn thấy thời không chuẩn thánh là có thể biết. Lúc này Dương Nghị Vân đi tới thần quang chỗ sâu trong thấy được một cái thượng trăm bình phương tả hữu hình tròn tế đàn, mặt trên bảy màu thần quang chói mắt, hắn thấy được một người lão giả cùng một người bạch y thanh niên, này hai người lấy pháp lực ngưng tụ bàn tay áp chế ở tế đàn trung ương bảy màu thần quang thượng, nhìn qua ở rằng co. Lần này hắn liền minh bạch. Bảy màu thần quang tất nhiên là kỷ nguyên thánh dược, lão giả là thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương, bạch y thanh niên còn lại là thời không chuẩn thánh. Hoặc là nói là hắn muốn tìm thời khắc pháp thần, bởi vì càn khôn hồ có cảm ứng. Cái kia bạch y thanh niên chính là càn khôn thần điện đi ra thời không pháp thần, chẳng qua hiện tại đã trở thành thời không chuẩn thánh. Nhìn đến bạch y nhân, Dương Nghị Vân trong lòng có chút vui sướng. Cuối cùng là tìm được rồi người. Hiện tại liền xem hắn còn có nhận biết hay không càn khôn thần điện. Một bước bước ra Dương Nghị Vân bước lên kỷ nguyên thánh dược tế đàn. Lan. Liền vào giờ phút này lão giả hoặc là nói thần ma nói cung đại cung chủ Lăng đầy tớ cũng không trở về cư nhiên đối hắn chính là một cái lăn tự. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân trên mặt âm trầm đi xuống. Lão bất tử, cư nhiên giống ta. Bị thần ma nói cung đại cung chủ Lăng thương cấp xem thường, Dương Mỗ Nhân sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, cười lạnh lên nói, ha ha, Lăn. Kia muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Đông. Dứt lời chi gian Dương Nghị Vân thúc sục hỗn độn chung. Trực tiếp liền làm. Người cái lão tiểu tử không phải xem không đi ta sao? Hành, ta đây liền dùng thực lực nói chuyện,
nhìn xem cái này lăn tự rốt cuộc là ai nói thích hợp. Hắn có thể một người xông vào thần quang chỗ sâu trong tới, không có điểm tự tin, sao có thể? Hỗn độn trung vang lên tiếng sấm chấn động. Không có chút nào có thừa trực tiếp đối với Lăng Thương mà đi. Người cái lão tiểu tử khinh thường tiểu gia khiến cho ngươi kiến thức. Mà đối với Lăng Thương tới nói, cũng thật là kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu đối Dương Nghị Vân một cái lăn tự giống ra tới, là ở vào trong lòng hoảng loạn, bởi vì đang ở áp chế muốn chạy như bay kỷ nguyên thánh dược, thực không hy vọng có người quấy rầy, cố tình Dương Nghị Vân liền tới rồi. Lăng Thương lời vừa ra khỏi miệng kỳ thật liền biết chính mình sai rồi. Thánh đạo thần vực có thể tiến vào đều là thiên đạo cảnh giới tu vi, một cái tiểu pháp thần sao có thể tới nơi này. Nghe được tiếng chuông vang lên, cảm nhận được kinh sợ thần hồn chi âm nháy mắt, Lăng Thương sắc mặt đại biến. Cái này tiểu pháp thần không chỉ có tu vi cường đại, trong tay càng có trọng bảo. Nghĩ lại hắn một người đến thánh dược nơi, đủ để thuyết minh vấn đề. Thời không đạo huynh đi ngăn lại hắn. Đối với thánh dược Lăng Thương là vạn không dám lơi lỏng, cũng là không thể từ bỏ. Lúc này đã chịu Dương Nghị Vân quấy rầy, hắn chỉ có thể kêu thời không chuẩn thánh đi ngăn cản Dương Nghị Vân, hắn phải nhanh một chút thu thánh dược mới được. Bên người chỉ có thời không chuẩn thánh ở, chỉ có thể làm hắn đi ngăn trở Dương Nghị Vân. Đối với thời không chuẩn thánh Lăng Thương vẫn là thực tín nhiệm điểm, vô số năm qua hai người lẫn nhau chi gian tuy rằng là ích lợi trao đổi quan hệ, nhưng lại cũng lẫn nhau tôn trọng. Thời không chuẩn bị giúp hắn thần ma nói cung luyện đan, hắn trái lại cũng là cung cấp các loại tu luyện tài nguyên cấp thời không chuẩn thánh, làm thời không chuẩn thánh thành tựu thiên đạo cảnh giới tu vi. Cho nên hai người chi gian bảo trì giả tốt đẹp quan hệ, thậm chí còn có thể nói là lẫn nhau cũng vừa là thầy vừa là bạn. Là có thể tin người. Vì cái gì không chính mình ra tay đâu. Vẫn là bởi vì thánh dược. Đương nhiên hắn không thể ra tay trọng điểm là, kỷ nguyên thánh dược giờ phút này là hướng phi muốn chạy tình huống, hơn nữa mượn dùng tế đàn trận pháp lực lượng tận trời chi lực, lực lượng quá cường, hắn một khi buông tay, thời không chuẩn thánh là áp chế không được kỷ nguyên thánh dược. Chỉ có thể làm thời không chuẩn thánh đi chặn lại Dương Nghị Vân, hắn muốn tiếp tục áp chế kỷ nguyên thánh dược, có thể cảm nhận được nếu trận pháp năng lượng thật ở sói mòn, chỉ cần hắn ở kiên trì, tất nhiên có thể đem kỷ nguyên thánh dược thu. Bên kia thời không chuẩn thánh nghe được Lăng Thương mở miệng. Lại là không có do dự, buông lỏng ra đối thánh dược áp chế, trực tiếp lắc mình đi ngăn cản Dương Nghị Vân. Tuy rằng biết hắn buông lỏng tay, Lăng Thương áp lực sẽ lần từng, bất quá đối với thánh dược áp chế vẫn là có thể. Mà hắn nếu không đi ra tay ngăn trở khách không mời mà đến, Lăng Thương ra tay nói, hắn là áp chế không được thánh dược. Cho nên chỉ có thể hắn đi. Là có thể là Lăng Thương không nói, hắn cũng sẽ ra tay. Chỉ chớp mắt thời không chuẩn thánh chắn Dương Nghị Vân trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Thời không chuẩn thánh nhìn đến Dương Nghị Vân một chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới là cá nhân tộc. Hắn tuy rằng là thần ma nói cung trận doanh người, nhưng đối bất luận cái gì sự bất quá hỏi, cũng không có hứng thú biết, không tham dự nói cung cùng nói cung chi gian tranh đấu việc, cho nên căn bản là không biết Dương Nghị Vân tồn tại. Ở toàn bộ vĩnh hằng thần giới nhân tộc đều là rất ít, liền tính là có cũng thiên nhân tộc. Hắn không để ý tới, nhưng giờ phút này nhìn đến Dương Nghị Vân hắn liền cảm giác được quen thuộc hơi thở. Trong lúc nhất thời cũng không động thủ, liền như vậy nhìn, ngay sau đó buột miệng thốt ra, ngươi là nhân tộc, Dương Nghị Vân đâu? Đối với thời không chuẩn thánh nhưng cũng là kinh ngạc. Một thân bạch y thanh niên, tuấn tiếu giống cái tiểu bạch kiểm, trước tiên hắn dừng hỗn độn chung. Bởi vì hắn đồng dạng cũng có cảm ứng. Mà lại trước tiên liền xác nhận cái này thần ma nói cung trận doanh nhân tộc, kêu thời không chuẩn thánh người, chính là hắn cùng Ngọc Lả Lướt muốn tìm được thời không pháp thần. Đương nhiên khi cách xa xăm thời gian, nhân gia hiện tại thực rõ ràng là thiên đạo cảnh giới cấp bậc, hơn nữa Dương Nghị Vân còn cảm giác đối phương ở thiên đạo cảnh tu vi không thấp. Có thể xác định là thời không pháp thần, tự nhiên là bởi vì có Càn Khôn Hồ tồn tại. Thời không pháp thần chính là Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần chi nhất. Ở Càn Khôn Thần Điện đều có ấn ký tồn tại, mà Càn Khôn Hồ nội chính là có Càn Khôn Thần Điện ấn ký, lẫn nhau chi gian đều là có cảm ứng, cho nên Dương Nghị Vân xác định trước mắt cái này bạch y thanh niên chính là hắn cùng Ngọc Lả Lướt muốn tìm thời không pháp thần. Tự nhiên lúc này tạm thời không thể động thủ. Nghe được đối phương hỏi chuyện, Dương Nghị Vân cười cười cũng hỏi, người cũng là nhân tộc. Hai người rõ ràng đều biết đối phương là nhân tộc, còn đều là như vậy vừa hỏi, kỳ thật chính là trong lòng cho chính mình tìm an ủi.
lẽ ra ở vĩnh hằng thần giới có thể gặp được đồng loại đều là một loại đồng hương thấy đồng hương tình cảm, không động thủ tự nhiên là tốt nhất, nhưng cố tình hiện tại muốn đối địch. Như thế vừa hỏi là hòa hoãn, cũng là nghĩ cách tìm được một cái không đánh lên tới lý do. Lúc này chỉ nghe thời không chuẩn thánh mở miệng nói, đạo hữu ngươi đi đi, nếu đều là nhân tộc, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Đình Dương Nghị Vân không chút do dự đánh gãy hắn, giờ phút này thời gian quý giá, hắn nhưng không nghĩ cấp thần ma nói cung đại cung chủ lăng thương thời gian đi thu kỷ nguyên thánh dược. Việc cấp bách, là muốn cho thấy thân phận. Trong lòng vừa động trực tiếp thúc giục càn khôn hồ. Tức khắc càn khôn hồ hơi thở từ trên người tán phát đi ra ngoài. Mà bị Dương Nghị Vân đánh gãy nói chuyện thời không chuẩn thánh vốn đang trong lòng động khí, thầm mắng tiểu tử này không biết tốt xấu, ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi lại không chút khách khí không cho mặt mũi đánh gãy ta nói chuyện. Cũng thế, kế tiếp cũng không cần cho ngươi mặt mũi. Đây là thời không pháp thần trong lòng ý tưởng. Chính là, ngay sau đó hắn lại là cả người đều phát run. Bởi vì hắn cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người xuất hiện một cổ đã lâu hơi thở. Bực này hơi thở hắn lâu lắm đều không có cảm nhận được quá. Ngươi, nhìn Dương Nghị Vân là thời không pháp thần sắc mặt thay đổi thất thường. Ta kêu Dương Nghị Vân, ngươi đâu? Tên thật ta không biết ngươi kêu gì, nhưng ta lại biết, ngươi từng nay là Càn Khôn Thần Điện năm đại pháp thần chi nhất thời không pháp thần. Đương nhiên, hiện tại ngươi là thời không chuẩn thánh, cũng không biết ngươi còn có nhớ hay không Càn Khôn Thần Điện tên này, có phải hay không còn nhớ rõ cố nhân không? Dương Nghị Vân nói chuyện. Vung tay lên bên người tức khắc xuất hiện một người. Không phải Ngọc Lả Lướt lại là ai? Hắn phất tay đem Ngọc Lả Lướt từ Càn Khôn Hồ nội triệu hoán ra tới, bởi vì Ngọc Lả Lướt cùng thời không pháp thần năm đó nhưng đều là tề danh năm đại pháp thần, đều là lão người quen cũng là quan hệ thực tốt đồng bọn. Hiện tại Dương Nghị Vân không có thời gian bị thời không chuẩn thánh chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp thúc giục Càn Khôn Hồ hơi thở, triệu hồi ra Ngọc Lả Lướt, chính là làm thời không chuẩn thánh lựa chọn. Ngươi thời không pháp thần rốt cuộc còn có phải hay không Càn Khôn Thần Điện pháp thần? Nếu là vậy là tốt rồi nói. Đương nhiên nếu hắn nói một cái không tự, kia cũng dễ làm. Bọn họ hai cái đều sẽ có cái lựa chọn. Lả Lướt muội tử, Huyền cùng đại ca. Ngọc Lả Lướt cùng thời không chuẩn thánh đồng thời mở miệng, lệnh người giải thích biểu tình kích động. Dương Nghị Vân nghe được bọn họ lẫn nhau mở miệng, thế mới biết thời không chuẩn thánh tên thật kêu Huyền cùng. Bất quá không biết vì cái gì, trong lòng có điểm toan vị mạo đi lên. Dương mẫu nhân trong lòng toan chính là Ngọc Lả Lướt một tiếng Huyền cùng đại ca kêu thực thân thiết. Nhưng đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, từ thời không chuẩn thánh hoặc là nói Huyền cùng thần sắc ngữ khí tới xem, hắn là thực kích động, này thuyết minh hắn là nhớ tình bạn cũ người, không quên Ngọc Lả Lướt, cũng không quên Càn Khôn Thần Điện. Đây là tốt bắt đầu. Kế tiếp liền xem hắn như thế nào lựa chọn. Giờ này khắc này Ngọc Lả Lướt cùng thời không chuẩn thánh đô thực kích động. Khụ khụ. Nhìn hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ có điểm hỏa hoa bộ dáng, Dương Nghị Vân nhìn không được ho khan lên. Rất muốn nói một câu, đại ca đại tỷ, hiện tại nhưng không có thời gian cho các người bộ dáng này tú a tú, nếu là chờ lăng thương được đến thánh dược, kế tiếp tao ương nhưng chính là ta. Trước mắt cấp bách chính là, hắn muốn xác định thời không chuẩn thánh thái độ, là địch là bạn, chính hắn lựa chọn. Là địch ta liền làm đảo ngươi. Là hữu liền cùng ta cùng nhau, thu thập thần ma nói cung vị này đại cung chủ lăng thương, sau đó giúp ta cướp đoạt thánh dược. Lúc này thời gian là vô cùng quý giá. Không thể chậm trễ đi xuống. Đã sớm nhận được Dương Nghị Vân truyền âm Ngọc Lả Lướt bị Dương Nghị Vân ho khan thanh bừng tỉnh, ngay sau đó vội vàng đối Huyền cùng nói, Huyền cùng đại ca hắn chính là thần tôn truyền nhân. Thời không chuẩn thánh, hoặc là nói Huyền cùng nghe được Ngọc Lả Lướt nói chuyện. Hết thảy đều sáng tỏ. Hắn kỳ thật từ Dương Nghị Vân trên người tản mát ra Càn Khôn Thần Điện hơi thở thời điểm, cũng đã minh bạch, Dương Nghị Vân là người nào. Chính là hắn chủ nhân. Sớm tại năm đó Càn Khôn Thần Tôn liền nói khởi quá truyền nhân việc. Thậm chí có chút càng thêm tân bí sự, hắn so với Ngọc Lả Lướt chờ pháp thần biết đến còn muốn nhiều. Hiện giờ ngày này rốt cuộc đã đến. Đây cũng là hắn chờ đợi như cũ một ngày. Hắn năm đó rời đi Càn Khôn Thần Điện đi vào Vĩnh Hằng Thần Giới, hết thảy kỳ thật đều cũng là vì chờ đợi Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân xuất hiện một ngày, đến lúc đó cũng hảo phụ tá. Nhưng trước mắt, Huyền cùng nhìn Dương Nghị Vân hai tròng mắt trung thần sắc có chút phức tạp. Hắn biết rõ Dương Nghị Vân giờ phút này nhất muốn làm cái gì. Mà Dương Nghị Vân cũng nhìn về phía hắn. Trong sân hơi thở khẩn trương áp lực.
Kẹp ở hai người trung gian ngọc lả lướt là khó nhất ngao một cái, nàng tuy rằng không biết nơi này cụ thể tình huống, khá vậy minh bạch một cái đại khái. Nếu là Huyền cùng lựa chọn cùng Dương Nghị Vân là địch, đó chính là địch nhân, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến, cho nên ngọc lả lướt nội tâm vô cùng dày vò. Ước chừng 10 tức thời gian sau, Huyền cùng lại là đối với Dương Nghị Vân chắp tay ôm quyền khom lưng đã bái đi xuống, khẩu hô càn khôn thần điện Huyền cùng bái kiến thần tôn vô thượng. Hô! Hô! Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Nghị Vân cùng ngọc lả lướt nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, Huyền đồng tâm không thay đổi, vẫn là càn khôn thần điện người. Đây là Dương Nghị Vân giờ phút này nội tâm. Nhưng là, không đợi hắn hoàn toàn thả lỏng lại, liền nghe được Huyền cùng mở miệng nói, Huyền đồng chi nói thần tôn mục tiêu chính là kỷ nguyên thánh dược, khá vậy không dối gạt thần tôn, thuộc hạ tiến đến vĩnh hằng thần giới đã chịu quá thần ma nói cung cung chủ lăng thương ân huệ. Hôm nay lại là không thể giúp thần tôn cũng là không ngăn trở thần tôn, hy vọng thần tôn minh giám. Dứt lời lúc sau Huyền cùng xoay người cũng là đối với nơi xa đang ở áp chế thánh dược lăng thương cúi người hành lễ nói, lăng thương huynh nói vậy ngươi cũng nghe tới rồi chúng ta chi gian nói chuyện, hôm nay lại là không thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng yên tâm, ta cũng sẽ không giúp thần tôn, như thế cũng coi như là các ngươi tương giao một hồi, lại là thỉnh các ngươi chớ trách Huyền cùng. Hai không giúp đỡ. Đây là Huyền cùng lựa chọn tốt nhất. Giúp Dương Nghị Vân hắn thực xin lỗi lăng thương tương giao một hồi, giúp lăng thương chặn lại Dương Nghị Vân, hắn chính là phản bội chính mình trong lòng tín ngưỡng, này càng không thể. Dương Nghị Vân nghe được Huyền cùng nói chuyện, lại là ngây người, bất quá hắn không có chút nào trách cứ Huyền cùng, ngược lại là thực thưởng thức hắn, là cái trọng tình nghĩa người, điểm này giá trị quan cùng hắn Dương mẫu nhân giống nhau, Huyền cùng có thể lựa chọn hay không giúp đỡ với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại là thần ma nói cung lăng thương nghe được Huyền cùng lời nói sau, tức muốn hộc máu nói ta muốn chính là ngươi ngăn lại hắn. Những lời này cơ hồ là cắn răng phùng bài trừ tới giống nhau trầm thấp. Lăng thương huynh, hắn, từ một cái khác góc độ tới giảng là Ngô Chi thiếu chủ, hôm nay lẽ ra muốn cùng thiếu chủ cùng nhau đối phó ngươi cướp lấy thánh dược, nhưng ta không làm như vậy, cũng đã vi phạm đạo tâm, như thế nào còn có thể ngăn lại thiếu chủ. Thỉnh lăng thương huynh lý giải, trận này, ta ai cũng không giúp. Huyền cùng nói, hỗn trướng, không có ta lăng thương, không có ta thần ma nói cung tu luyện tài nguyên ngươi có thể có hôm nay thành tựu. Ngươi có thể tiến giai nói thiên đạo cảnh nhị trọng tu vi. Ngươi hôm nay hết thảy đều là ta cho ngươi, hiện tại ta muốn ngươi ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn quấy rầy ta, như thế liền tính là báo đáp ta lăng thương báo đáp ta thần ma nói cung ân huệ, ta lặp lại lần nữa ngăn lại hắn. Lăng thương tức muốn hộc máu, giống lên lên. Không thể. Huyền cùng sắc mặt cũng khó coi lên, hắn thật là trọng tình trọng nghĩa người, khá vậy không phải cổ hủ người, biết cái gì là đạo nghĩa, cái gì là đại nghĩa. Những năm gần đây thật là bị thần ma nói cung ân huệ, nhưng trái lại hắn cấp thần ma nói cung cũng luyện vô số năm thần đan, làm thần ma nói cung xưng là ba đạo nói cung đứng đầu, càng là làm hắn lăng thương tiến giai tới rồi thiên đạo tam trọng, nói đến cùng là đôi bên cùng có lợi không ai nợ ai, căn bản chưa nói tới ai cho ai ân huệ vấn đề. Chẳng qua hắn Huyền cùng làm người đem nhân tình, như thế mới quyết định, liền tính là Dương Nghị Vân cái này thần ma nói cung truyền nhân xuất hiện, tương đương với hắn thiếu chủ người xuất hiện, hắn cũng vẫn như cũ quyết định hay không giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới lăng thương như thế kiên quyết. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái, không chút do dự nói ra không thể hai chữ, hắn làm ra quyết định bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tả hữu. Thời không, thả cùng là lướt lui ra, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười. Hắn xem như đã nhìn ra, Huyền cùng cái này thời không chuẩn thánh cùng lăng thương đem nghĩa khí, nhưng lăng thương chưa chắc liền minh bạch cái gì là đại nghĩa đạo lý, có lẽ ở lăng thương trong lòng, đối đãi Huyền cùng thẳng đều là mượn sức ích lợi quan hệ. Hắn dù sao là không trách Huyền cùng, liền tính là Huyền cùng không hỗ trợ, hắn cũng cao hứng, ít nhất hiện tại biết vị này đã từng càn khôn thần điện pháp thần, đạo tâm như cũ, vẫn là càn khôn thần điện người, hơn nữa mấu chốt là nhận hắn cái này thần tôn truyền nhân. Như thế vậy là đủ rồi. Lăng thương cùng ngọc lả lướt trốn đến một bên lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp đối với lăng thương ra tay. Lúc này cướp đoạt kỷ nguyên thánh dược với hắn mà nói mới là đại sự. Thịch thịch thịch, hỗn độn chung từng tiếng vang lên, khắc văn lưu chuyển kim quang chói mắt, trực tiếp hướng về lăng thương bao phủ mà đi. Trong nháy mắt hỗn độn chung liền đến lăng đầy tớ đỉnh. Mà giờ phút này lăng thương một bàn tay áp chế thánh dược, một loại khác lại là múa may dựng lên. Bỗng nhiên một chưởng đối với hỗn độn chung đánh ra. Hỗn chướng ngươi dám. Lăng thương trong lòng giận dữ,
lại cho hắn một ít thời gian hắn là có thể thu kỷ nguyên thánh dược, nhưng ai biết Huyền cùng tên hỗn đản này tẫn nhiên ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, mặc kệ. Càng không nghĩ tới cùng Dương Nghị Vân nhận thức. Vẫn là cái gì chó má thiếu chủ. Như thế Dương Nghị Vân thúc giục thần khí đột kích, Lăng Thương áp lực rất lớn. Giống giận một trưởng đối với hỗn độn chung đánh ra. Thật lớn năng lượng ngưng tụ một trưởng đánh vào hỗn độn chung thượng. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau. Hỗn độn chung ngạnh sinh sinh bị Lăng Thương một trưởng chụp bay đi ra ngoài. Dương Nghị Vân trong lòng cũng khiếp sợ Lăng Thương thực lực cường hãn, quả nhiên không hổ là thiên đạo tam trọng cường giả, tùy ý một trưởng liền đem hắn hỗn độn chung cấp chụp trở về. Nhưng là một màn này cũng ở hắn đoán trước bên trong, hắn tự nhiên còn có hậu tay. Này một kích kỳ thật Dương Nghị Vân chính là một cái thử mà thôi. Hắn phải thử một chút, Lăng Thương đối kỷ nguyên thánh dược rốt cuộc có thể hay không buông tay thánh dược. Hoặc là nói muốn nhìn Lăng Thương đối thánh dược chấp niệm có bao nhiêu sâu, hiện tại xem ra, rất sâu rất sâu. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn liền biết kế tiếp nên như thế nào đánh. Chỉ cần Lăng Thương có chấp niệm đối thánh dược không nghĩ buông tay, hắn liền có phỏng chừng, đến lúc đó hắn đánh lên tới tất nhiên chiếm ưu thế. Bất quá đối với Lăng Thương vị này thần ma nói cung đại cung chủ thực lực Dương Nghị Vân thật là kiến thức tới rồi. Cứ việc hắn phía trước chém giết qua thiên đạo nhị trọng Lăng Khiếu Thiên cùng vị này đại cung chủ gần kém một trọng tiểu cảnh giới, nhưng chính là này một tái hiện đang xem tới lại là khác nhau như trời với đất. Phất tay chi gian liền đem hắn hỗn độn chung đánh trở về, không thể không nói như thế thực lực đích xác cường hãn. Nhưng là đây mới là bắt đầu, hơn nữa mục đích của hắn chính là quấy rầy Lăng Thương, ít nhất trước mắt tới nói. Hắn không chiếm được kỷ nguyên thánh dược, Lăng Thương cũng đừng nghĩ được đến, làm thánh dược bay đi lại nói, nếu không nếu là bị Lăng Thương được đến thánh dược ăn vào, chưa chừng bọn họ tất cả mọi người đến chết. Lăng Thương vốn dĩ chính là thiên đạo tam trọng cường giả, được xưng vĩnh hằng thần giới đệ nhất cường đại tồn tại, cũng không thể lại làm hắn được đến thánh dược. Cứ việc không có người hỗ trợ, nhưng giờ phút này quấy nhiễu Lăng Thương áp chế kỷ nguyên thánh dược hắn vẫn là có tin tưởng làm được. Nói thụ hợp nhất. Trong lòng vừa động, Dương Nghị Vân nhẹ giọng mở miệng. Ngay sau đó phía sau ngũ quang thập sắc đại động, 10 đại đạo thụ hợp nhất sau nói thụ hư ảnh hiện lên ở sau người. Về sau chính là cao ước 100 mét đại thụ, nhưng lại so với chi trước kia nhìn qua càng thêm ngưng thật, đây là thực lực tu vi tăng lên biểu hiện. Dương Nghị Vân có thể cảm thụ đến phía trước ăn vào hùng nữ cuồng bạo máu lực lượng thật ở dần dần yếu bớt, thực mau sẽ thực lực thêm vào lực lượng, hắn cần thiết tại đây hùng huyết cuồng bạo lực lượng biến mất phía trước. Hoặc là được đến kỷ nguyên thánh dược, hoặc là ít nhất đánh gãy Lăng Thương làm thánh dược chính mình bay đi. Hắn không chiếm được, Lăng Thương cái này cường đại cũng đừng nghĩ được đến. Thánh dược có linh, bay ra đi lúc sau, ai vận khí tốt tính ai. Đương nhiên Dương Mẫu Nhân trước sau cho rằng hắn vận khí từ trước đến nay là không tồi. Lúc này chuẩn bị toàn lực tiến công Lăng Thương, hắn cũng tưởng toàn lực một trận chiến, đem thực lực của chính mình toàn song phát huy ra tới. Phải thử một chút hắn tiến giai đến sơ cấp pháp thần lúc sau, rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự. 10 đạo pháp thần chi lực, cùng bất luận cái gì một cái pháp thần đều bất đồng. Người khác đều là thiên địa chung 10 đại lực lượng tuyển thứ nhất, hoặc là nói không đến tuyển một loại lực lượng là chủ, nhưng hắn lại là trời sinh cụ bị 10 đại lực lượng thuộc tính căn cơ. Giờ phút này chỉ có chính hắn biết, hắn là 10 đại thuộc tính hội tụ một thân pháp thần. Khả năng trong tam giới cũng tìm không ra hắn như vậy cho rằng cụ bị thập toàn thuộc tính lực lượng pháp thần đến đây đi. Đương nhiên có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không có hắn nhiều như vậy. 10 đại lực lượng hội tụ một thân, nhưng phát huy ra bất luận cái gì thần thông tới, liền xem hắn có thể hay không thi triển ra tới. Dù sao cũng phải tới nói, hắn đạt tới pháp thần cảnh giới, thậm chí còn có được 10 đại thuộc tính hoặc là nói quy tắc lực lượng sơ cấp phiên bản, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Bởi vì hắn tu luyện lúc này đây cơ hồ là vượt cấp giống nhau từ thần chủ cấp bậc đạt tới cấp bậc pháp thần. Không quen thuộc nghiệp vụ là bình thường. Làm tốt biện pháp chính là ở thực tiễn chung trưởng thành. Này thiết luật mặc kệ là tu luyện vẫn là chiến đấu đều thông dụng. Đối này Dương Nghị Vân thật đúng là nóng lòng muốn thử. Trước mắt với hắn mà nói trêu chọc một vị thiên đạo tam trọng cường giả nhìn như nguy hiểm, lại cũng là cái tuyệt hảo rèn luyện cơ hội, bởi vì Lăng Thương trong lòng đối thánh dự có chấp niệm. Không nghĩ đối thánh dược buông tay, như thế đánh lên tới sẽ, Lăng Thương sẽ phân tâm, thực lực sẽ không hoàn toàn bùng nổ, đối Dương Nghị Vân tới nói là phi thường có lợi. Lại đến, đông, thúc dục hỗn độn chung. Dương Nghị Vân trên người hắc ám chiến giáp hiện lên,
trong tay đổ long kiếm nơi tay. Chạm! Này nhất kiếm toàn lực mà ra. Hai bên cách 8 đến 90 mét, kiếm khí bùng nổ dưới, cắt qua không gian cái khe đều xuất hiện. Một đạo 3 mét kiếm khí từ đồ long kiếm thân kiếm trực tiếp chém về phía Lăng Thương. Hừ, tiểu tử tìm chết. Lăng Thương giờ phút này nhất tâm nhị dụng, một bàn tay toàn lực thúc dục thần lực, như cũ áp chế thánh dược, lạnh giọng một tiếng, một loại khác tay lại là đối mặt, Dương Nghị Vân này một đạo kiếm khí không chút hoang mang, búng tay vung lên mà ra. Kỳ thật là kết ấn, một loại thần ma ấn. Ma thần chỉ. Lăng Thương hừ lạnh chung bắn ra, trong tay thần ma quang mang đả tọa, hóa thành một đạo lưu quang, bay đi ra ngoài, thẳng đến Dương Nghị Vân này một đạo kiếm khí. Ầm vang. Một tiếng nặng nề vang. Lăng Thương thần lực hội tụ một lóng tay chi lực cùng Dương Nghị Vân nhất kiếm chạm vào nhau dưới, năng lượng va chạm đâm ra một đóa mây nấm. Lại là ở hai người trung gian vị trí nổ mạnh. Này một kích lại một lần bị Lăng Thương hóa giải. Làm Dương Nghị Vân trong lòng có chút buồn bực, hắn là toàn lực ra tay, mà Lăng Thương còn lại là nhất tâm nhị dụng đứng ở tại chỗ cũng chưa động, một bàn tay còn áp chế kỷ nguyên thánh dược không buông tay, hai bên thủ đoạn thực lực ai cao ai thấp, đã lập phán cao thấp. Nhưng là Dương Nghị Vân cũng không có uể oải, bởi vì hắn chỉ là hắn công kích Lăng Thương thủ đoạn chi nhất. Bảy màu long lân xuất kích. Sớm kiếm khí bị Lăng Thương hóa giải năng lượng tạc nứt nháy mắt. Hắn liền tế ra bảy màu long lân. Bảy màu long lân chính là tổ long lân giáp, uy lực lấy hắn hiện tại tu vi thúc dục sử dụng dưới cũng là vô cùng cường đại, bay ra đi thời điểm vô thanh vô tức, nhưng xuyên qua không gian, sắc bén vô cùng, mặc kệ là uy lực thượng vẫn là tốc độ thượng đều ở trong lòng hắn là tuyệt hảo. Vèo! Bảy màu long lân chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó tái xuất hiện thời điểm trực tiếp xuất hiện ở Lăng Thương mặt bên 1 mét chỗ. Chém về phía Lăng Thương áp chế kỷ nguyên thánh dược một bàn tay. Oanh! Thần ma nhộn nhạo. Lăng Thương một tiếng bạo giống. Nghe được ra tới hắn này một tiếng có nhẹ nhẹ lo âu, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này như thế âm hiểm, trong tay cư nhiên còn có như vậy đánh lén thần khí, nếu không phải hắn toàn thân cảm quan cường đại, tu vi cường đại, lần này chỉ sợ là phải bị hắn chặt đứt một cái cánh tay. Đáng tiếc tiểu tử này không biết thiên đạo tam trọng cường đại. Một tiếng thần ma nhộn nhạo giống ra, Lăng Thương toàn thân là màu đỏ đen thần quang chói mắt bùng nổ, thân thể cao trường tới rồi 3 mét nhiều, đỉnh đầu sinh ra một đôi hai sừng, lại là thần ma chi khu hiện ra. Đây là hắn bản thể hình thái, cũng là cường đại nhất hình thái. Nếu không phải chu hộ thánh dược, Dương Nghị Vân còn bức không ra Lăng Thương thần ma hình thái tới. Toàn thân thần ma khí nhộn nhạo dưới, bộc phát ra một cổ kinh người khí tràng, trực tiếp đem Dương Nghị Vân bảy màu long lân cấp chặn. Chắn thần ma chi khí ở ngoài, chút nào rốt cuộc vào không được nửa tấc, càng đừng nói chặt đứt một cái cánh tay. Lão tiểu tử thật đúng là cường đại a. Dương Nghị Vân thì thầm trong miệng, giờ phút này hắn đã tới rồi Lăng Thương bên người 10 mét trong vòng. Nói thụ ánh sáng, cho ta chạm. Hắn tự nhiên không trông cậy vào bảy màu long lân đánh lén là có thể một chút bắt lấy Lăng Thương, không phải phía trước xuất kiếm vẫn là bảy màu long lân lần này xuất kích, đều là vì giờ phút này này nhất kiếm chi uy. Nói thụ thêm vào mới là hắn giờ phút này toàn cường đại nhất kiếm. Một tiếng bạo giống phía sau 100 mét cao nói thụ hư ảnh ngũ quang thập sắc bùng nổ, toàn thân xa xa không ngừng lưu động ở Dương Nghị Vân trong tay đổ long kiếm thượng. Lúc này Dương Nghị Vân nhất kiếm đối với Lăng Thương đánh xuống thời điểm, đã gần người tới rồi trước người. Mà Lăng Thương giờ khắc này lại là xưa nay chưa từng có cảm nhận được một cổ uy hát yêu ta, trong lòng đại kinh thất sắc, cái này cảm nhận được. Dương Nghị Vân này nhất kiếm uy lực đã viễn siêu thiên đạo nhị trọng thực lực, thẳng bức thiên nói tam trọng, có thể nói có thể muốn hắn mệnh, lại vô dụng cũng có thể muốn hắn nửa điều mạng ra. Lúc này hắn phải có lựa chọn. Nếu có thể đối kỷ nguyên thánh dược không buông tay nói, hắn liền phải thiệt thòi lớn, bởi vì hắn không nắm chắc có thể lập tức Dương Nghị Vân này nhất kiếm. Nhưng nếu là buông tay nói, hắn thật sự là trong lòng không cam lòng, lại cho hắn vài phút thời gian liền vài phút thời gian hắn liền có nắm chắc bắt lấy thánh dược. Nhưng mà đối mặt Dương Nghị Vân này nhất kiếm chi vị, hắn biết không lựa chọn. Kỷ nguyên thánh dược cố nhiên vô cùng quan trọng, nhưng tiền đề là phải có mạng già hưởng dụng. Lăng Thương rất rõ ràng, nếu hắn giờ phút này buông tay, thánh dược liền sẽ bay đi, bực này tam giới tối cao thánh dược có linh tính bay ra đi lúc sau, đã có thể thành không biết. Thật là gian nan lựa chọn. Nhưng mà sống còn, Lăng Thương không đến tuyển, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Quyết đoán buông ra kỷ nguyên thánh dược. Đôi tay múa may toàn thân thần ma khí đả tọa, nghênh thần Dương Nghị Vân này nhất kiếm.
nhưng là Lăng Thương trong lòng lại là lửa giận đốt cháy. Rầm rầm. A. Lăng Thương thét dài, toàn thân hơi thở bạo trướng. Ngạnh sinh sinh gặp phải Dương Nghị Vân này nhất kiếm, kinh thiên động địa. Khí lãng cuồn cuộn, không gian vặn vẹo dựng lên. Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy chính mình thân thể không tự chủ được bay ngược. Nhưng hắn khóe miệng lại là có ý cười, bởi vì hắn thấy được Lăng Thương buông ra đối Kỷ Nguyên Thánh dược áp chế. Mục đích đạt tới. Ta phải không đến, người Lăng Thương cũng đừng nghĩ được đến. Phốc, chính là hắn cũng lùi lại hộc máu. Bởi vì Lăng Thương buông tay thánh dược toàn lực nghênh đón hắn nhất kiếm phản kích, tất nhiên là cái này lão tiểu tử mang theo lửa giận cường đại một kích, vượt quá tưởng tượng cường đại. Cũng may chỉ là hộc máu, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, hắn còn thừa nhận trụ. Lùi về phía sau hơn 30 mễ sau mới dừng lại, Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy, chi gian một đạo bảy màu thần quang phóng lên cao, đúng là Kỷ Nguyên Thánh dược nơi ở. Vèo một chút, so tia chớp còn nhanh, ngay lập tức chi gian liền biến mất. Hắn cũng chưa thấy rõ ràng bay về phía địa phương nào. A, à, giống giống giống, ta thánh dược, tiểu tử ta muốn tê ngươi. Phốc, cơ hồ là ngay lập tức chi gian Kỷ Nguyên Thánh dược liền bay đi ra ngoài, hơn nữa biến mất không thấy tung tích, một chút hơi thở cũng chưa lưu lại. Đây cũng là Kỷ Nguyên Thánh dược thần kỳ chỗ. Chỉ cần thoát đi đi ra ngoài, cũng đừng tưởng có người ở tìm được, trừ phi thánh dược chính mình lựa chọn nó thuộc sở hữu. Cho nên Lăng Thương hộc máu. Đều không phải là loại kém Dương Nghị Vân vừa rồi cường đại nhất kiếm hộc máu, mà là bị Dương Nghị Vân cấp khí. Hắn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, nhiều ít trải qua, thần ma nói cùng người đều bị sát xong rồi, hắn cũng không ra tay, liền canh giữ ở Kỷ Nguyên Thánh dược bên cạnh, có thể nói trả giá rất nhiều, mắt thấy phải được đến thời điểm, ai biết nửa đường sát ra Dương Nghị Vân tiểu tử này. Hiện tại hảo Kỷ Nguyên Thánh dược tiếp theo tế đàn trận pháp lực lượng trực tiếp cắt qua không gian bay đi ra ngoài. Một chút hơi thở đều cảm thụ không đến, không có không có không có. Suốt một cái kỷ nguyên thời gian mới có thể xuất hiện thánh dược, liền như vậy từ trên tay hắn trốn đi, hắn không khí hộc máu mới là lạ. Đều là ngươi, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giờ phút này Lăng Thương hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên chi gian biến mất ở tại chỗ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân toàn thân đều có chút lông tơ đứng chổng ngược. Hắn cư nhiên không có cảm nhận được bất luận cái gì Lăng Thương hơi thở, cảm giác được không ổn, trở tay chính là nhất kiếm chém ra. Bất quá hắn này nhất kiếm chém về phía chính là phía sau, chi giác nói cho hắn, Lăng Thương sẽ xuất hiện ở hắn phía sau. Oanh! Sau đó này nhất kiếm hắn chém xuống không? Ngay sau đó hắn đỉnh đầu lại là một trận năng lượng vặn vẹo. Vân Tử tiểu tâm! Nơi xa truyền đến ngọc lả lướt thanh âm. Dương Nghị Vân nghe được, cũng cảm nhận được. Nhưng không kịp trốn. Không nghĩ tới Lăng Thương xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Lúc này hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nói thụ ánh sáng, hỗn nguyên một hơi, cho ta chết. Giờ phút này Dương Nghị Vân bất cứ giá nào. Trong lúc nguy cấp, có thể sử dụng lực lượng đều phải dùng tới, không thể ở ẩn tàng rồi nếu không thiệt thòi lớn. Mười đại đạo thụ hội tụ mà thành nói thụ hư ảnh, đó là mười đại đạo thụ hợp nhất kết tinh, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Hơn nữa hỗn nguyên một hơi, hắn cũng có tin tưởng ngăn cản được trụ Lăng Thương này một kích. Không thể không nói, cái này lão tiểu tử bạo nộ dưới, ôm hận bùng nổ thực lực đích xác có điểm quỷ dị, vừa rồi một chút biến mất hắn liền không hề có cảm nhận được, này vẫn là ở hắn hết sức chăm chú dưới tình huống. Thực đáng sợ thực lực. Cùng thiên đạo nhị trọng chi gian thật là có rất lớn chênh lệch. Lăng trời xanh nói tam trọng, gần so với nhị trọng nhiều một trọng tu vi mà thôi. Hắn chém giết thiên đạo nhị trọng Lăng Khiếu Thiên nhẹ nhàng, nhưng đối mặt thiên đạo tam trọng Lăng Thương, bùng nổ toàn lực vẫn là thực cố hết sức. Trước mắt hắn cũng chưa thời gian đi ngẩng đầu xem đỉnh đầu, trực tiếp liền thúc giục hư ảnh nói thụ cùng trong cơ thể hỗn nguyên một hơi. Vốn đang nghĩ đem hỗn nguyên một hơi dùng ở thời khắc mấu chốt, cấp Lăng Thương đòn nghiêm trọng, không nghĩ tới ba lượng hạ đã bị cái này lão yêu quái cấp bức ra tới. Song toàn nắm chặt. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng hai tay như thác thiên chi thế siêu đỉnh đầu chém ra, hỗn nguyên cùng nhau xỏ xuyên qua ở hai tay phía trên, phía sau nói thụ ánh sáng đại tác phẩm thêm vào trong người. Mà ở đỉnh đầu 10 mét chỗ, lại là Lăng Thương một trưởng đối với hắn đầu chụp được tới tư thế. Ầm vang. Một tiếng nặng nề, lần này lại là một tiếng sấm rền. Nhưng là lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm toàn bộ thật lớn tế đàn sụp đổ răng rắc sát phết rách một khe lớn. A. À.
Hét thảm một tiếng vang lên, lại là Lăng Thương, hắn bay ngược đi ra ngoài, đâm vào không gian đỉnh chóp vách núi chung. Dương Nghị Vân nửa cái thân mình trầm xuống tiến vào cứng rắn tế đàn mặt đất chung. Bốn phía năng lượng quay cuồng đi ra ngoài. Nơi xa thần Mộc lão tổ chờ 11 cái đại yêu thần, liên thủ trấn áp Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ, đưa bọn họ đánh hợp thể đánh tan, vừa mới chuẩn bị áp lại đây tiến vào thần quang chỗ sâu trong tìm Dương Nghị Vân hết sức, một đạo khí lãng lại là quay cuồng lại đây, đưa bọn họ một đám ném đi trên mặt đất. Hảo cường đại năng lượng dao động. Mau đi xem một chút. Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên chờ đại yêu thần phản ánh lại đây, áp thân bị trọng thương. Bị phong ấn tu vi Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ nhanh chóng tiến vào thần quang chỗ sâu trong. Kỳ thật thần quang ở vừa rồi khí lãng dưới đã bị đuổi tản ra. Thực mau bọn họ liền thấy được khóe miệng đổ máu nửa thanh thân mình ở tế đàn đại địa Dương Nghị Vân. Chủ nhân! Một đám kêu to lên. Vân tử! Ngọc Lả lướt trước tiên tới rồi Dương Nghị Vân bên người, đem hắn từ mặt đất lôi ra tới. Khụ khụ, Lả lướt, ta không có việc gì, mau qua bên kia nhìn xem. Tế đàn bốn phía có thần dược, trong đó liền có cửu trọng niết bàn hoa. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua, toàn bộ tế đàn đều rách nát, phía trước thánh dược vị trí mảnh đất trung tâm một quyền nhưng có 9 cây đại thần dược, cửu trọng niết bàn hoa ở trong đó nhưng đừng bị hủy. Trong tầm mắt nhìn đến thần Mộc lão tổ đám người lại đây, hắn tức khắc tặng khẩu khí, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu phía trên thần quang biến mất không thấy, sơn động lộ ra đỉnh. Lăng Thương bị hắn vừa rồi sử dụng hỗn nguyên một hơi đánh vào sơn động đỉnh chóp vách núi chung. Lúc này thần Mộc lão tổ đám người lại đây, lại là viện quân đã đến, hắn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, hiện tại 12 người đánh một cái Lăng Thương, liền không được bắt không được hắn. Lăng Thương chạy thoát đi ra ngoài, nơi này đã sắp sụp đổ, thỉnh thần tôn cùng ta tới, bên kia là đi ra ngoài truyền tống môn, chúng ta sẽ tiến vào thứ 6 thánh điện. Lúc này thời không chuẩn thánh hoặc là nói huyền cùng đã đi tới nói qua, trong tay hắn có một gốc cây cánh hoa cửu trọng thần dược, hiển nhiên là cửu trọng niết bàn hoa. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua Ngọc Lả Lướt đang xem huyền cùng, hiển nhiên Ngọc Lả Lướt tình huống huyền cùng vị này thời không chuẩn thánh đã hiểu biết, mà Lăng Thương hơi thở đích xác đã không thấy. Lúc này thần Mộc lão tổ đám người lại đây, Dương Nghị Vân nhìn xem cái này không gian đích xác đã bắt đầu đong đưa không ổn định, liền đối với huyền cùng nói, làm phiền ngươi dẫn đường. Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Tế đàn thượng thánh dược bị huyền cùng cấp thu, hắn lại đây nói chuyện làm thần Mộc lão tổ đám người dọa một cú sốc. Vị này không phải thần ma nói cung trận doanh thời không chuẩn thánh sao? Bọn họ đều gặp qua, lẽ ra là địch nhân, nhưng hiện tại xem cư nhiên đối Dương Nghị Vân cung cung kính kính, có chút không nghĩ ra, khá vậy yên tâm xuống dưới, chỉ cần không phải địch nhân liền dễ làm. Thực mau đại gia đi theo huyền cùng đi tới rồi không gian một góc sơn thể trước. Chi gian huyền cùng phất tay một cánh cửa xuất hiện, tức khắc chui đi vào. Đi! Dương Nghị Vân lôi kéo Ngọc Lả Lướt đối mọi người nói một tiếng, đi đầu đi vào. Cả tòa dược phương điện bản thân chính là sơn thể trong vòng cơ sở thượng sáng lập ra tới tiểu không gian, trải qua hắn cùng Lăng Thương cuối cùng một lần đại chiến, đã phá hư chủ đề, nơi này tùy thời khả năng sẽ sụp đổ, hiện tại cần thiết chạy nhanh đi ra ngoài, có cái gì vấn đề đi ra ngoài ở giải quyết. Ngay sau đó Dương Nghị Vân dưới chân một thật, xuất hiện ở một chỗ sơn thể dưới chân, vừa nhấc đầu nhìn đến chính là một tòa 90 độ vuông góc cao ước thượng vạn trượng sơn thể. Phi thường độc đáo một ngọn núi. Chỉnh thể cư nhiên là màu đen, cho người ta một loại dày nặng cảm giác áp bách. Nhìn kỹ đi, cả tòa sơn từ dưới hướng lên trên, mọc đầy từng cây lớn nhỏ phẩm chất không đồng nhất gai ngược. Rất kỳ quái một ngọn núi. Cũng không biết tới rồi địa phương nào. Nhưng là nhìn bầu trời tế hiển nhiên bọn họ vẫn là ở trường thanh thánh đạo. Dưới chân là một cái thật lớn khắc văn đại trận, bọn họ chính là từ nơi này truyền tống mà đến. Trong nháy mắt thần Mộc lão tổ, Hồng Liên phu nhân, Thạch Giám Đảm Đương, Hùng Du Thiên, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Hùng Hoan, Nam Bắc Hoàng Hải Huyền Quy cùng Bắc Cá, Sa Hồ Bà, Medusa tất cả đều đến đông đủ, đương nhiên còn có bắt được Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ. Hơn nữa Huyền cùng cùng Ngọc Lả Lướt. Tất cả mọi người hội tụ ở này tòa tràn ngập cảm giác áp bách chân núi. Dương Nghị Vân lúc này hai mắt chăm chú vào huyền cùng trên người. Huyền cùng vị này thời không chuẩn thánh xem như trở về, cứ việc hắn ở phía trước không có động thủ, nhưng Dương Nghị Vân không trách hắn, người này biết tri ân báo đáp, ngược lại là hắn thưởng thức người. Hắn càng biết, từ giờ trở đi, huyền cùng cùng Lăng Thương chi gian ân oán kết thúc, kế tiếp nếu là gặp phải Lăng Thương hắn hẳn là muốn ra tay. Nếu không vậy không thể nào nói nổi.
Huyền Cùng tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân nhìn qua, lại là tiến lên một bước nói, thần tôn đây là cửu trọng niết bàn hoa, cùng hai cây cộng sinh ở thánh dược bốn phía thần dược, lại cũng là hiếm có thượng phẩm thần dược, vốn dĩ bán thần dược có 9 cây, đáng tiếc vừa rồi đại chiến chung hủy diệt rồi trong đó 6 cây. Nói chuyện trung tướng tam cây thần dược đưa qua. Dương Nghị Vân nhìn Huyền Cùng mắt mở miệng nói, cửu trọng niết bàn hoa cấp là lướt, nàng yêu cầu khôi phục tu vi cảnh giới, mặt khác hai cây ngươi lưu lại đi, ta không cần. Đa tạ thần tôn. Huyền Cùng nhưng thật ra chút nào không khách khí, thu hồi mặt khác hai cây thần dược, nhưng lại đem cửu trọng niết bàn hoa cho Ngọc Lả Lướt. Dương Nghị Vân lôi kéo Ngọc Lả Lướt tay nói, đi tìm một chỗ dùng, nhìn xem có phải hay không có hiệu quả. Ngọc Lả Lướt lúc này cũng không khách khí, nàng hiện tại biết Dương Nghị Vân đám người tới rồi địa phương nào, hơn nữa bên người hội tụ tất cả đều là siêu việt pháp thần thiên đạo cường giả. Nàng cũng tưởng giúp Dương Nghị Vân, nhưng tu vi thực lực không đủ, chỉ biết trở thành Dương Nghị Vân trói buộc, mà hiện tại có cửu trọng niết bàn hoa, đích xác có thể giúp được nàng. Mấy năm nay ở Dương Nghị Vân càn khôn hồ nội thời gian so ngoại giới đại 1000 lần, nàng dốc lòng tu đạo hiểu được, cũng là có điều hiểu được, tại đây chờ thời điểm thật là yêu cầu một cái cơ hội, này cây cửu trọng niết bàn hoa đối nàng tới nói sẽ khởi đến thật lớn tác dụng. Hảo mang theo trong lòng ngọt ngào theo tiếng đi bên kia luyện hóa cửu trọng niết bàn hoa. Bà các người ba cái đi giúp Lả Lướt hộ pháp. Dương Nghị Vân ngay sau đó an bài Medusa, Sa Hồ bà cùng Hùng Hoan ba cái đi cấp Ngọc Lả Lướt hộ pháp. Thuộc hạ lĩnh mệnh, bốn người đi bên kia chân núi. Dương Nghị Vân nhìn Ngọc Lả Lướt bóng dáng, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, cuối cùng là hoàn thành hạng nhất tâm nguyện. Đương nhiên trọng điểm là nếu có thể làm Ngọc Lả Lướt tu vi cảnh giới khôi phục lại mới là viên mãn hoàn thành, bất quá hiện tại xem ra vấn đề hẳn là không lớn. Cửu trọng niết bàn hoa hắn vừa rồi cảm thụ một chút, nội loại đích xác ẩn chứa thật lớn năng lượng, hơn nữa là kỷ nguyên thánh dược cộng sinh thần dược, chỉ ở sau kỷ nguyên thánh dược. Hiện tại chờ kết quả là được. Đến nỗi mặt khác hai cây thần dược, Dương Nghị Vân không muốn, không phải bởi vì hắn chướng mắt, mà là ngượng ngùng, bởi vì là Huyền Cùng thu thập, Huyền Cùng vẫn là càn khôn thần điện người, hắn như cũ còn nhận, cũng tán thành hắn cái này thiếu chủ, tự nhiên liền ngượng ngùng lại muốn. Lần này duy nhất đáng tiếc chính là, kỷ nguyên thánh dược bay đi. Tuy rằng hắn không được đến, nhưng cũng không làm Lăng Thương được đến. Chân chính lại nói tiếp, kỳ thật vẫn là có cơ hội. Vì cái gì đâu? Bởi vì kỷ nguyên thánh dược gần là từ dược phương điện bay đi ra ngoài, đánh giá vẫn là ở trường thanh thánh đạo chung. Hiện tại bọn họ người nhiều, nói không chừng ai vận khí tốt là có thể đụng tới. Còn có một cái là Lăng Thương cái này cường địch cũng chạy thoát. Người này đối Dương Nghị Vân tới nói là cái thật lớn tai họa ngầm, là cái chân chính cường địch, âm thầm báo cho chính mình vẫn là phải cẩn thận điểm mới được. Cùng Lăng Thương một trận chiến xuống dưới, hắn hiện tại tưởng tượng cũng nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lăng Thương ngay từ đầu đối kỷ nguyên thánh dược chấp niệm đại, từ bỏ thánh dược với hắn chém giết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Một trận chiến này xuống dưới, Dương Nghị Vân đối thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. Hỗn độn chung cùng hỗn nguyên một hơi vi vi chí bảo, hơn nữa Hùng Hoan cuồng bạo máu sau, hắn có thể cùng thiên đạo nhị trọng một trận chiến đấu, hơn nữa thực lực có thể đạt tới thiên đạo nhị trọng cao giai nông nỗi. Nhưng là tuyệt đối không phải thiên đạo tam trọng đối thủ. Tu vi thực lực tăng lên thực mau, nhưng như cũ vẫn là không đủ cường đại, cái này làm cho Dương Nghị Vân thực buồn bực. Bất quá mặt khác, hắn kỳ thật đã là cường giả. Bởi vì bên người hội tụ mười mấy danh thiên đạo cảnh cấp bậc, hắn tổng hợp sức chiến đấu lực áp nhiều như vậy thiên đạo. Tương đối nhược, chỉ là ở thiên đạo tam trọng Lăng Thương trước mặt mà nói mà thôi. Liền ở hắn suy nghĩ bay múa thời điểm, thần mộc lão tổ mở miệng nói, chủ nhân hai điều giao long như thế nào xử lý. Dương Nghị Vân lúc này mới hoàn hồn, thấy được bị thần mộc lão tổ đám người bắt lấy Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ. Giờ phút này đã bị phong ấn tu vi trở thành tù nhân. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động trực tiếp chính là hai giọt sinh mệnh chi thủy phi hành Ngạo Tình Ngạo Vân nói, nuốt vào tha các ngươi bất tử, một hồi tạo hóa. Hắn thanh âm thực lãnh, hơi thở tỏa định này hai huynh đệ, nói thật đối với này hai điều giao long thực lực cùng bọn họ hợp thể thiên phú Dương Nghị Vân vẫn là thực coi trọng, nhận lấy bọn họ tại bên người cũng là không thể coi khinh sức chiến đấu, đều là thiên đạo nhị trọng sức chiến đấu bất phàm. Trực tiếp cấp ra sinh mệnh chi thủy ở bọn họ trước mặt, dám nói một cái không tự. Dương Nghị Vân sẽ nháy mắt diệt bọn hắn, hắn hiện tại cũng không phải là lúc trước tu chân tay mơ, sẽ không nhân từ nương tay. Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ vốn dĩ một vị tử lộ một cái,
không nghĩ tới Dương Nghị Vân lại là cấp ra hai giọt cái gì thủy, tuy rằng biết rõ không phải cái gì thứ tốt, nhưng lúc này cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người sát khí, huynh đệ hai liếc nhau không chút do dự nuốt vào Dương Nghị Vân giọt nước. Có thể tu luyện đến cái này cấp bậc, tự nhiên minh bạch sống sót mới là cường giả pháp tắc. Bái kiến chủ nhân. Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ quỳ gối ở Dương Nghị Vân trước mặt. Đến tận đây Vĩnh Hằng Thần Giới tứ hải bá chủ tất cả đều thần phục. Trọng điểm là thần ma nói cung cầm đầu trận doanh cường giả, xem như bị Dương Nghị Vân cấp tan rã. Đương nhiên chạy đi lớn nhất Lăng Thương, xem như một cái thật lớn tai họa ngầm. Nhưng nếu là lại gặp phải kia cũng không nhất định hưu chết về tay ai. Tam đại nói cung như vậy tính toán, nhưng đều tẫn về Dương Nghị Vân dưới trướng. Tất cả đều là thiên đạo cấp bậc đại thần. Chỉnh thể thực lực lập tức bạo trướng. Nhìn quỳ gối ở trước mặt Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ, Dương Nghị Vân nội tâm cảm khái muôn vàn. Ngẫm lại lúc trước, hắn mới tới thần giới bị một tôn thiên thần liền đuổi theo khắp nơi chạy, như chuột chạy qua đường, bao nhiêu lần trải qua sinh tử, khi đó hắn mục tiêu chính là thần vương. Gặp qua 33 thiên hỏa thần vương cùng không gian thần vương cường đại sau, Dương Nghị Vân liền cảm giác thần vương chính là trong thiên địa đại thần. Mà hiện tại, hắn bên người đã hội tụ một 14 danh thiên đạo cấp bậc tồn tại, ngẫm lại thật đúng là tựa như ảo mộng. Từ nay về sau trở lại thần giới hắn cũng không sợ thiên tộc. Hít sâu một hơi nhìn Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ nói, đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân. Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ cũng coi như là nhận mệnh, ăn vào Dương Nghị Vân ban cho giọt nước, vốn dĩ nghĩ sẽ là cái gì nọc độc linh tinh, chính là Dương Nghị Vân muốn khống chế bọn họ huynh đệ. Nguyên bản đều làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng kết quả, kết cục bọn họ là đoán đúng rồi, nhưng là cũng gần là trong đó một cái kết quả. Hơn nữa so với bọn hắn tưởng muốn hảo một vạn lần. Dương Nghị Vân giọt nước không chỉ có không phải nọc độc, tương phản ngược lại là thần thủy. Nuốt vào lúc sau, không chỉ có chữa trị bọn họ thương thế, càng vì quan trọng là cư nhiên làm cho bọn họ huyết mạch đều tăng lên một mảng lớn, đây là vượt quá bọn họ đoán trước. Đương nhiên cuối cùng kết cục là bọn họ phát hiện, Dương Nghị Vân thần thủy khống chế bọn họ. Bất quá tương đối chỗ tốt, kết quả này đã không quan trọng. Bởi vì bọn họ biết thần Mộc lão tổ chờ đại yêu thần cũng cùng bọn họ huynh đệ đều thu một cái đãi ngộ, cuối cùng trong lòng về điểm này oán khí tiêu tán, dư lại ngược lại là trong lòng tràn ngập vui sướng, bởi vì bọn họ huyết mạch tăng lên, liền biểu thị bọn họ tiềm lực tăng lên, biểu thị ở tương lai bọn họ tu vi cảnh giới tất nhiên có thể ở tiến thêm một bước, quản chi là không có bất luận cái gì thiên địa thần vật trợ giúp, bọn họ dựa vào thời gian tu luyện cũng có thể tăng lên cảnh giới tu vi. Bước vào tiếp theo cái trình tự, nghĩ như thế. Đi theo Dương Nghị Vân không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là rất tốt sự. Cũng cho nên Ngạo Tình Ngạo Vân này hai huynh đệ ngược lại trong lòng không có oán hận, một tiếng chủ nhân kêu thực tự nhiên. Dương Nghị Vân làm cho bọn họ đứng dậy lúc sau, hai người quy quy củ củ đứng ở Dương Nghị Vân phía sau. Đối này Dương Nghị Vân thực vừa lòng này hai huynh đệ thái độ. Trung quy là thiên đạo nhị trọng cường giả, cũng coi như là hắn dưới trướng cường đại một nắm. Đương nhiên tu vi đạt tới thiên đạo nhị trọng còn có thần Mộc lão tổ cùng Hùng Hoan. Hiện tại còn muốn hơn nữa một cái huyền cùng, vị này từng nay càn khôn thần điện thời không pháp thần. Tứ đại thiên đạo nhị trọng cường giả. Lẽ ra hắn có thể đem thần ma nói cùng những cái đó bị giết chết đều lưu lại, nhưng Dương Nghị Vân không lưu. Này cũng không phải hắn muốn nhận phục là có thể thu phục, xem là muốn xem cơ duyên. Cũng không phải bất luận cái gì một cái đại yêu thần liền thích hợp. Nhận lấy Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ Dương Nghị Vân tâm tình rất tốt. Chỉ chớp mắt phát hiện bốn phía đại yêu thần đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên này đó đại yêu thần trong mắt có kính sợ thậm chí có chút sợ hãi ý tứ. Điểm này hắn không suy nghĩ cẩn thận, cũng không đi nghĩ nhiều, mà là nhìn thoáng qua đứng dậy ở trước mắt núi cao, nhìn về phía huyền cung. Ở đây duy độc huyền cung là nhân tộc, càng là càn khôn thần điện người, lại nói tiếp huyền cung còn muốn kêu hắn thiếu chủ. Là chân chính trên dưới tầng quan hệ. Nhưng hắn cũng không có lấy thiếu chủ thân phận tự cho mình là, cho huyền cùng ứng có tôn trọng, thậm chí còn bên người đại yêu thần đều là giống nhau, rốt cuộc đều là thiên đạo cấp bậc cường giả, có cường giả tôn nghiêm, hắn không thể thật sự đi lấy chủ nhân tư thái đối mặt bọn họ, làm như vậy không chiếm được chân chính trung tâm. Bất quá Dương Nghị Vân không biết chính là, ở này đó đại yêu thần trong lòng, thật là có vô cùng cường đại đánh sâu vào. Thần Mộc lão tổ này đó đại yêu thần ai cũng không nghĩ tới, Dương Nghị Vân cư nhiên chiến bại thần ma nói cung đại cung chủ Lăng Thương, hơn nữa binh không nhận huyết làm thần bí thời không chuẩn thánh cũng thần phục.
Ở này đó đại yêu thần trong lòng đều nghĩ đến Dương Nghị Vân rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn là bọn họ không biết. Thật sự là đáng sợ. Cho nên đối Dương Nghị Vân liền có chút phức tạp. Như vậy một cái chủ nhân, cũng không biết là phúc hay họa. Nhưng bọn họ đều không có bất luận cái gì lựa chọn. Vì cái gì? Mạng già đều ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. Cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ vĩnh hằng thần giới tam đại nói cung, hiện tại tựa hồ trừ bỏ đào tẩu lăng thương ở ngoài, sở hữu cường giả đều trở thành Dương Nghị Vân dưới trướng. Tất cả đều là thiên đạo cấp bậc. Tam đại nói cung tương đương bị Dương Nghị Vân cấp thống nhất. Điểm này mục tiêu, ở toàn bộ vĩnh hằng thần giới vô số bá chủ nghĩ tới, cũng có chút đích xác đã làm. Nhưng là, không có một cái thành công quá. Ngay cả thần mộc lão tổ chính mình cũng nghĩ tới, vô số lần ở trong đầu ảo tưởng quá hắn có một ngày nhất thống tam giới hình ảnh. Nhưng vô số năm, này, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thần mộc lão tổ tin tưởng cái này ý niệm, lăng thương cùng hùng du thiên đều nghĩ tới. Chỉ tiếc không có ai có thể làm được, nhưng hiện tại bị một nhân tộc cấp làm được. Giờ phút này hùng du thiên ánh mắt xoay lại đây, hai người đối diện, đều là cười khổ. Có lẽ đây là mệnh đi. Dù sao bọn họ biết, từ hôm nay trở đi, vĩnh hằng thần giới muốn thời tiết thay đổi. Đương nhiên bây giờ còn có một cái lăng thương ở. Nếu là Dương Nghị Vân có thể đem lăng thương cấp xử lý, đến lúc đó từ nơi này đi ra ngoài. Vĩnh không bao nhiêu năm, toàn bộ vĩnh hằng thần giới có lẽ liền phải thần phục ở Dương Nghị Vân dưới chân. Hoặc là nói là Dương Nghị Vân sẽ là vĩnh hằng thần giới vương. Dương Nghị Vân cũng không biết thần mộc lão tổ cùng hùng du thiên này đó đại yêu thần trong lòng tưởng cái gì, hắn giờ phút này quan tâm chính là này trước mắt ngọn núi này. Ở hắn nghĩ đến, đào tẩu lăng thương có lẽ đã tiến vào thứ sáu điện, không thể đem cái này tai họa ngầm thả hổ về rừng, cần thiết muốn diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mà trước mắt ngọn núi này, là đi xuống đi đi duy nhất con đường, thoạt nhìn thực không đơn giản. Huyền cùng làm cùng lăng thương pha trộn ở bên nhau cường giả. So sánh với muốn tương đối hiểu biết một ít trường thanh thánh đạo tình huống. Huyền đồng đạo huynh có biết tình huống nơi này? Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là xưng hô một tiếng đạo huynh. Mặc kệ nói như thế nào huyền cùng đều là tu luyện xa xăm tiền bối. Hắn tuy rằng là càn khôn thần điện người thừa kế, là huyền cùng thiếu chủ, khá vậy không chuẩn bị đi lấy thân phận áp người. Huyền cùng vội vàng nói, thiếu chủ kêu ta huyền cùng có thể, đạo huynh hai chữ vạn không dám nhận, quy củ không thể phá. Có nề nếp nói xong, tiếp tục nói, ngọn núi này chính là trường thanh thánh đạo thứ sáu thánh điện, thánh nhân đạo tràng không thể theo lẽ thường tới luận, nói là cung điện không nhất định chính là kiến trúc. Thiếu chủ thỉnh xem này tòa vạn trượng sơn, chính là vạn khí điện, kia liền có khắc văn ghi lại, phía trước ta đi theo lăng thương tiến vào thời điểm liền hiểu biết quá, ngọn núi này hoặc là nói điện dày nặng, có trọng lực quy tắc tồn tại, bay vọt không đi lên, chỉ có thể tay không bỏ lên trên đi. Trên núi mỗi một cây gai ngược 10 điều, đều là một thanh thần khí, căn cứ ghi lại có thánh khí tồn tại trong đó, có duyên giả đến chi, đương nhiên cũng sẽ có mặt khác thần khí tồn tại, nhưng có thể hay không đến liền xem mỗi người cơ duyên. Thánh khí, Dương Nghị Vân kinh ngạc. Huyền cùng giải thích nói, chính là thánh nhân chi thần khí, thiên đạo cấp bậc, xuất từ thánh nhân sở luyện chế, xưng là thánh khí, nhưng cũng có mạnh yếu chi phân, dù sao uy lực là siêu việt tầm thường thần khí. Dương Nghị Vân cái này lý giải, đối với thánh khí hắn thật đúng là không thương tâm, dù sao hắn không thiếu pháp bảo. Nhưng là có thể nhiều đến vài món cũng không phản đối, đang nói thánh khí là thiên đạo cường giả luyện chế pháp khí, trong tay hắn đổ long kiếm tính lên cũng không phải thánh đạo cấp bậc, là không gian thần vương tổ tông chi kiếm, được xưng thời không chi kiếm, hiện tại nghĩ đến tựa hồ cũng là chính là cấp bậc pháp thần. Đương nhiên hắn đối với thánh khí tranh đoạt, cũng liền như vậy hồi sự. Trong lòng nhớ thương chính là lăng thương, cái kia lão yêu quái chính là cái đại tai họa ngầm. Liền hỏi huyền đồng đạo, người đối lăng thương thấy thế nào? Câu này đổi chính là người có vài cái ý tứ ở bên trong, tuy rằng liền ngắn ngủn một câu, nhưng Dương Nghị Vân tin tưởng huyền cùng là có thể nghe hiểu. Quả nhiên hắn lời này một chỗ, huyền cùng sắc mặt biến đổi, lại là ôm quyền nói, thỉnh thần tôn yên tâm, ta với lăng thương ân huệ ở phía trước không ra tay cũng đã không ai nợ ai. Nếu là tái kiến lăng thương thuộc hạ tất nhiên sẽ ra tay. Huyền đồng chi nói Dương Nghị Vân là ở thử hắn, lúc này tự nhiên muốn cho thấy thái độ, hắn phía trước thật là vì còn ân tình, không có động thủ giúp Dương Nghị Vân, nhưng cũng không ngăn trở Dương Nghị Vân. Này kỳ thật ở một mức độ nào đó tới nói, đã là một loại phản bội. Nhưng phía trước huyền cùng có chính hắn ý tưởng.
Càn Khôn thần điện từ thần tôn hợp đạo ngã xuống lúc sau, liền thành năm bè bảy mảng, hắn làm sao không hy vọng Càn Khôn thần tôn truyền nhân sớm một chút xuất hiện, nhưng là, này đương cái này truyền nhân xuất hiện lúc sau, hắn ngược lại có chút không thể nói tới cảm xúc, bất quá Ngọc Lả Lướt xuất hiện nói cho hắn, cái này truyền nhân hẳn là không kém, ít nhất là thông qua Ngọc Lả Lướt khảo nghiệm. Nhưng hắn một quan cũng cần thiết quá. Muốn làm Càn Khôn thần điện chủ nhân, muốn làm hắn huyền cùng thần tôn, sao cần thiết đến có tư cách. Cho nên hắn vừa lúc tới một cái chính đại quang minh khoanh tay đứng nhìn, không đi trợ giúp Dương Nghị Vân đối phó Lăng Thương, khá vậy không trợ giúp Lăng Thương ngăn trở Dương Nghị Vân, chính là muốn nhìn một chút Dương Nghị Vân thủ đoạn bằng. Kết quả phát hiện Dương Nghị Vân bản lĩnh thủ đoạn là vượt qua hắn có liêu, cứ việc nhìn qua chính là một cái sơ cấp pháp thần, nhưng bộc phát ra tới thực lực lại là cư nhiên có thể cùng thiên đạo tam trọng Lăng Thương chiến đấu mấy cái hiệp. Đặc biệt là cuối cùng một kích trực tiếp đem Lăng Thương đánh bay đi ra ngoài, kia cổ lực lượng huyền đồng chi nói không phải Dương Nghị Vân lực lượng hơi thở, là cái gì hơi thở, hắn không biết, nhưng chính là từ Dương Nghị Vân trên người bộc phát ra tới, tưởng hạ tưởng chỉ có thể quy kết đến Càn Khôn thần tôn trên người. Nếu Dương Nghị Vân là thần tôn truyền nhân, như vậy thần tôn tự nhiên sẽ để lại cho hắn bảo mệnh thủ đoạn. Như thế xác nhận là thần tôn truyền nhân không thể nghi ngờ, hắn huyền cùng muốn phụ tá muốn đi theo, đối này hắn phát quá thề. Giờ phút này Dương Nghị Vân như thế vừa hỏi, làm huyền cùng có chút khẩn trương, đây là tân chủ tại hoài nghi hắn trung tâm. Nhưng này cũng trách không được Dương Nghị Vân hoài nghi, ai làm hắn vừa rồi khoanh tay đứng nhìn đâu. Cái này tân thần tôn chính là thần bí khó lường, cư nhiên bên người hội tụ mười mấy danh đại yêu thần, hơn nữa đều là hắn quen thuộc đại yêu thần, đến từ tam đại nói trong cung mặt khác hai đại nói cung toàn bộ cao tầng cùng Hoang Hải Thiên Đạo, hơn nữa vừa rồi thu phục Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ, tương đương là đem vĩnh hằng thần giới bên ngoài thượng cường đại thế lực một lưới bắt hết, tất cả đều lung lạc tới rồi hắn dưới trướng. Tuy rằng không biết Dương Nghị Vân dùng cái gì thủ đoạn, nhưng huyền cùng là thiệt tình bội phục, nhân vật như thế, không hổ là Càn Khôn thần tôn truyền nhân. Càn Khôn thần điện xem ra là có hy vọng một lần nữa quật khởi cùng thần giới. Liên tính là Dương Nghị Vân hiện tại còn không có thành tựu thiên đạo, chỉ cần dựa vào hắn bên người này đó luôn mồm kêu hắn chủ nhân thiên đạo cấp bậc đại yêu thần, hắn đều không thể trêu vào. Huống chi hắn huyền cùng sứ mệnh chính là chờ đợi Càn Khôn thần điện truyền nhân xuất hiện. Lúc này tự nhiên là muốn biểu trung hưng, nhưng đừng bị vị này tân chủ cấp ghi hận thượng. Dương Nghị Vân nghe được huyền cùng có chút sợ hãi lời nói ha ha cười nói, không cần khẩn trương, người phía trước là vì đại nghĩa không có động thủ, ta có thể lý giải, đây cũng là ta thưởng thức người địa phương, yên tâm ta không keo kiệt như vậy, người hiện tại nói cho ta nghe một chút đi Lăng Thương kế tiếp sẽ đi nơi nào, cái này lão yêu nhất định phải diệt trừ, nếu không nhiều đang âm thầm ta quá bị động, nhất định phải tìm được hắn. Đối với huyền cùng tỏ thái độ, Dương Mỗ Nhân rốt cuộc vừa lòng, hắn ngoài miệng nói không để bụng, cũng thật không để bụng sao. Kia mới là giả, ta có thể chịu đựng ngươi một lần, nhưng không đại biểu có thể tha cho ngươi lần thứ hai. Lúc này xem như yên tâm. Huyền cùng được đến Dương Nghị Vân trả lời, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, y thuộc hạ Ngô Kiến Lăng Thương vô cùng có khả năng sẽ thẳng đến thứ 9 thánh điện mà đi. Vì sao? Dương Nghị Vân hỏi. Huyền cùng mở miệng nói, thần ma nói cùng đối trường thanh đạo tràng sớm đã có sở chuẩn bị hơn nữa làm 10 phần công khóa, ta từng nghe Lăng Thương đề qua một câu, toàn bộ trường thanh đạo tràng, kỳ thật có thể tới đến nay, 9 đại thánh điện cũng không có gì chân chính có thể vào thiên đạo cấp bậc cường giả pháp nhãn trí bảo tồn tại. Duy độc liền có kỷ nguyên thánh dược cùng thứ 9 thánh điện thánh nhân dạy bảo mới là chân chính thứ tốt, kỷ nguyên thánh dược liền không nói, thánh nhân dạy bảo nghe nói là thánh nhân ngộ đạo hiểu được, bị gửi với thứ 9 thánh điện chung. Đến tột cùng là cái gì không ai biết, nhưng dựa theo Lăng Thương ngay lúc đó ý tứ, chỉ cần có thể được đến thánh nhân dạy bảo, hắn ngày sau chính là hợp đạo cũng đều có nắm chắc. Cho nên thuộc hạ phỏng đoán, Lăng Thương sẽ thẳng đến thứ 9 thánh điện mà đi, tiến đến tìm kiếm thánh nhân dạy bảo, thần tôn nếu muốn bắt lấy Lăng Thương, cũng cần thiết mau chóng đi thứ 9 thánh điện, nếu không nếu là bị Lăng Thương được đến thánh nhân dạy bảo, sợ là muốn tu vi đại trướng, đến lúc đó phải đối phó hắn đã có thể khó khăn, mấu chốt là hắn sẽ giết ta, giết chúng ta mọi người. Dương Nghị Vân tiếp thượng huyền cùng nói. Đích xác dựa theo huyền cùng nói như vậy nói, thật đúng là có khả năng. Lập tức Dương Nghị Vân nói, Ngạo Tình Ngạo Vân, Thần Mộc Lão Tổ, Hùng Hoan, huyền cùng ngươi chờ tuy rằng nhanh chóng đi trước thứ 9 thánh điện, những người khác lại lần nữa chờ là lướt luyện hóa cửu trọng niết bàn hoa, lúc sau các ngươi đang xem tới. Là thuộc hạ tuân mệnh. Một đám đại yêu thần tất cả đều theo tiếng.
Dương Nghị Vân cái này an bài cũng là vì thời gian cùng an toàn suy xét, mang theo tất cả đều là tu vi thực lực đạt tới thiên đạo nhị trọng cường giả, lưu lại làm Bồi Ngọc Lả Lướt đều là thiên đạo một trọng một chút cùng thiên đạo cảnh giới. Người sau thiên đạo một trọng cùng thiên đạo cảnh giới, hắn biết đối mặt thiên đạo tam trọng Lăng Thương căn bản không phải đối thủ, hắn mang theo năm đại thiên đạo nhị trọng đi vậy là đủ rồi, người nhiều ngược lại không ổn. Hơn nữa thời gian muốn mau. Nhưng là hắn nếu là đi rồi, Ngọc Lả Lướt hắn cũng không yên tâm, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên lưu lại những người khác tốt nhất bất quá. Đi lên núi. Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, bắt đầu trèo lên trước mắt Vạn Trượng Sơn hoặc là nói là Vạn Thánh Điện. Bên người năm đại thiên đạo nhị trọng trực tiếp đuổi kịp, sáu người tay không trèo lên Vạn Trượng Sơn mà đi. Dựa theo huyền cùng cách nói trên núi mọc đầy cục đá mang thứ kỳ thật đều là từng cái thần khí, nhưng yêu cầu cơ duyên mới có thể được đến, ngạnh đi rút là không nhổ ra được. Ngay từ đầu Dương Nghị Vân thử quả nhiên là như thế này, liền tính hắn dùng tới pháp lực đi rút cũng không nhổ ra được một cây cục đá gai ngược, cuối cùng từ bỏ, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, huyền cùng nói qua bước lên đỉnh núi chính là thứ bảy thánh điện, bọn họ mục tiêu hiện tại chính là thẳng đến thứ chín thánh điện mà đi. Nhưng đừng thật sự còn có cái gì thánh nhân dạy bảo bị Lăng Thương cấp đến đi, đến lúc đó bọn họ liền phiền toái lớn. Đồng thời Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng còn ở nhớ thương kỷ nguyên thánh dược, bay ra đi kỷ nguyên thánh dược tất nhiên còn tại đây thánh nhân đạo tràng chung, nhưng lại là không biết có thể hay không tìm được. Nếu là có cơ hội hắn tất nhiên cũng không thể buông tha. Cả tòa Vạn Trượng Sơn trưởng đầy cục đá gai ngược, đi lên thời điểm mượn dùng này đó gai ngược lại là thực phương tiện. Không có gì trở ngại, bất quá cũng không phải nói liền thuận lợi vậy. Càng là hướng lên trên mà đi thời điểm, phong càng lớn, là từng đợt âm lãnh gió lạnh, cũng không biết từ đâu tới đây, nhưng này vẫn là việc nhỏ, trọng điểm là ngọn núi này bao phủ trọng lực. Trên lưng như là có vạn quân chi trọng, ngay từ đầu thời điểm dựa vào tự thân lực lượng có thể kiên trì, nhưng là một phần ba thời điểm, liền đỉnh không được, bắt đầu thúc giục pháp lực mới có thể tiếp tục về phía trước. Chờ đến cuối cùng một phần ba thời điểm, liền tính là thúc giục pháp lực cũng là vô cùng cố hết sức, mỗi hướng về phía trước leo lên một bước, đều như trên người áp thượng một tòa núi lớn giống nhau trầm trọng, vô cùng gian nan. Mắt thấy còn có cuối cùng ngàn trượng thời điểm tất cả mọi người bắt đầu thong thả xuống dưới. Dương Nghị Vân cũng dừng lại há mồm thở dốc, trọng lực như núi, sức gió như đao, mỗi loại đều không thoải mái. Những người khác dừng lại, nhìn đỉnh đầu phía trên, hoàn toàn ảnh dấu ở mây mù bên trong. Mà bọn họ sáu người hiện tại cũng tới rồi mây mù vần quanh địa phương, xem phía dưới đều là nhìn không tới. Dương Nghị Vân nhìn khoảng cách hắn 10 mét ở ngoài huyền cùng hỏi, xác định chúng ta đi lên lúc sau chính là thứ bảy thánh điện. Hẳn là kém không được, ta từng nay xem qua một lần Lăng Thương trong tay bản đồ, ngọn núi này đỉnh phía trên chính là đệ thánh điện. Huyền cùng mở miệng trả lời. Có hay không cái gì nguy hiểm? Dương Nghị Vân hỏi lại. Thần tôn cái này ta thật không biết. Huyền cùng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, nơi này không một thánh điện đi trước tiếp theo điện con đường đều là bất đồng đi. Thật là như thế, có thể quá thần tôn yên tâm Lăng Thương bản đồ ta đều xem qua, biết như thế nào trực tiếp đi đệ thánh điện, kỳ thật Trường Thanh Thánh Đạo chín tòa thánh điện đều là thành lập ở một tòa sơn mạch thượng, đều là một cái tuyến, chẳng qua mỗi một điện kiến tạo đều là dựa theo sơn thế chi đạo kết hợp trận pháp từ tu sửa mà thành, rất là tinh vi, nhưng là đều có quy luật có thể tìm ra. Huyền cùng giải thích, Dương Nghị Vân nhìn xem đỉnh đầu đều bị mây mù bao phủ cái gì cũng thấy không rõ, trong cơ thể thần lực không ngừng ở vận chuyển, hắn biết như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, vẫn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bước lên đỉnh núi mới được, thời gian dài cũng không phải chuyện tốt, trong cơ thể pháp lực tiêu hao ở sói mòn. Tuy rằng trọng lực càng ngày càng nặng, nhưng hắn tin tưởng đối bọn họ mấy cái tới nói, hẳn là không thành vấn đề có thể đi lên. Đương nhiên lại nói tiếp ra hắn ở ngoài. Mặt khác năm cái đều là thiên đạo nhị trọng thực lực cùng tu vi, hắn đều có thể kiên trì những người khác liền càng không cần phải nói. Có một chút Dương Nghị Vân cảm giác rất kỳ quái, chính là cho tới bây giờ bọn họ sáu người chung cư nhiên không có một cái có thể thành công rút ra một kiện thần khí. Phải biết rằng cả tòa trên núi chính là rậm rạp mọc đầy cục đá gai ngược, dùng huyền cùng nói mỗi một cây gai ngược nhưng đều ở trong đó bao vây lấy một kiện thần khí. Nhưng mà bọn họ sáu người không có một cái có vận khí. Hắn đều nếm thử quá rất nhiều, đáng tiếc đều không có dao động quá chẳng sợ một cây gai ngược. Bất quá dựa theo huyền cùng cách nói, nếu có cơ duyên, có thể được đến nơi đây thần khí tán thành, kỳ thật căn bản là không cần dùng sức đi rút ra,
chỉ cần tay đặt ở mặt trên cái gì, thần khí tự nhiên sẽ ra tới. Chỉ tiếc cho tới bây giờ hoàn toàn không có. Bất quá với hắn mà nói không sao cả, bởi vì hắn bản thân liền không kém thần khí, hơn nữa thần khí nhiều chưa chắc là chuyện tốt, mỗi nhiều một kiện thần khí liền ý nghĩa muốn đa phần tán một phần tinh lực. Đến nỗi những người khác, một đám đều là tu vi cường đại hạng người, nhưng thật ra ở phương diện này đều xem đến khai, cơ duyên là yêu cầu cơ hội cùng duyên phận, cưỡng cầu không được. Vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, trong lúc vô tình Dương Nghị Vân khóe mắt tựa hồ thấy được một mạt nhan sắc. Định thần đi xem, liền ở hắn bên người duỗi tay có thể với tới địa phương, có một cây cục đá gai ngược, có như vậy một chút không giống người thường. Cả tòa vạn trượng sơn đều là đen nhánh sắc bao vây mãn thượng cục đá gai ngược đều là một cái nhan sắc, nhưng duy độc này một cây gai ngược có điểm điểm bất đồng. Dương Nghị Vân tại đây căn gai ngược thượng thấy được một mạt màu xanh lục, cư nhiên ở cục đá gai ngược đỉnh chóp mọc ra một cây tiểu thảo, rất nhỏ cái loại này, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể cái loại này, giống như là hạt giống bùn đất mạch nha vừa mới toát ra bùn đất tầng giống nhau, gần là mọc ra một mảnh nho nhỏ lá cây, vẫn là đơn lá cây cái loại này. Chính là như vậy một chút tiểu thảo hấp dẫn hắn trong mắt, nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện, căn bản là nhưng lẫn nhau lưu mà không thấy. Nhưng cố tình hắn lại thấy được. Cả tòa vạn trượng sơn đều là không có một ngọn cỏ, nhưng hắn cố tình thấy được như vậy một gốc cây nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể tiểu thảo, đây là phản tầm thường trạng huống. Sự ra khác thường tất có yêu. Dương Nghị Vân duỗi tay qua đi chộp vào này căn cục đá gai ngược thượng, vốn dĩ hắn còn ảo tưởng nếu là không phải đây là chính mình một phần cơ duyên, sẽ là một kiện thần khí muốn tới chính mình trong tay. Kết quả. Một chút, hai hạ. Vài đi xuống dùng sức đều là không chút sức mẻ, thậm chí còn hắn còn dùng thượng pháp lực. Nhưng đều không hề kết quả. Hô, suy nghĩ nhiều. Dương Nghị Vân trong lòng tự giễu cười. Lúc này nhìn thoáng qua sinh trưởng tại đây căn cục đá gai ngược đỉnh tiểu thảo, hắn quá tay nhẹ nhàng chạm đến mà đi, không có nguyên nhân khác, chính là tưởng nhẹ nhàng sờ một chút này cây có thể sinh trưởng tại đây không có một ngọn cỏ vạn trượng núi đá đầu gai ngược kiên cường sinh mệnh. Này cây nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể tiểu thảo, ở hắn cảm giác chung không có bất luận cái gì năng lượng dao động, cảm giác chính là một gốc cây tầm thường tiểu thảo, chỉ thế mà thôi. Mà khi Dương Nghị Vân đầu ngón tay chạm đến tại đây cây tiểu thảo thảo diệp phía trên sau, lại là cảm thụ một tia ấm áp, hơn nữa có điểm như là khởi tĩnh điện cảm giác, hắn chi gian hơi chút chết lặng một chút. Theo bản năng lùi về tay, nhưng đương hắn lại đi xem thời điểm, lại là phát hiện tiểu thảo không thấy. Tựa hồ vốn dĩ liền cái gì đều không tồn tại giống nhau ảo giác. Nhưng hắn thập phần khẳng định, hắn vừa rồi nhìn đến cùng chạm đến tiểu thảo tuyệt đối không phải ảo giác, là chân thật tồn tại, hắn đầu ngón tay còn giữ dư ôn hòa một tia chết lặng cảm. Nhưng là kia một gốc cây tiểu thảo lại là biến mất không thấy. Hắn mọi nơi xem xét sốt cuộc tìm không thấy. Gặp quỷ, Dương Nghị Vân nói thầm một tiếng, lắc đầu không hề để ý tới, ngẫm lại nơi này là thần giới. Phát hiện một gốc cây kỳ quái tiểu thảo cũng không có gì đại kinh tiểu quái, tiếp đón một tiếng huyền cùng thần mộc lão tổ bọn họ tiếp tục hướng về phía trước mà đi, đem này cây tiểu thảo tình cờ gặp gỡ ngay sau đó ném tại sau đầu. Chỉ là Dương Nghị Vân không biết chính là, hắn lúc này đây chính là được đến chân chính đại cơ duyên. Không có nhìn đến Dương Nghị Vân đầu tóc thượng không biết khi nào xuất hiện một gốc cây tiểu thảo, ngẫu nhiên lập lòe một chút nhàn nhạt vầng sáng, nhưng cái này vầng sáng không phải màu xanh lục mà là bảy màu chi sắc. Chỉ là giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn không tới mà thôi, này cây tiểu thảo ở Dương Nghị Vân trên đầu, giống như là trong lúc vô ý một mảnh trong gió lá rụng rơi xuống hắn trên đầu mà thôi. Chân chính đại cơ duyên rơi xuống Dương Mỗ Nhân trên đầu, nhưng hắn giờ phút này không biết gì. Cũng không biết quá khứ bao lâu, ở phía trước nhất dẫn đường thần mộc lão tổ đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân chúng ta đến đỉnh núi. Sáu người trước sau vô cùng gian nan rốt cuộc bước lên đỉnh núi. Dương Nghị Vân cảm giác đi qua mấy trăm năm lâu mới lên tới đỉnh núi, thật sự là đã trải qua một hồi mài giũa. Cũng may lên đây, nhưng là đi lên lúc sau một thân nhẹ nhàng. Đối Dương Nghị Vân tới nói đây cũng là một hồi tu hành, trọng lực dưới hắn kỳ thật vẫn luôn ở kiên trì vận chuyển rèn luyện thân thể, nếu không phải hắn thân thể cường đại, thật đúng là không nhất định có thể kiên trì bò lên tới. Lúc này đi lên lúc sau Dương Nghị Vân chuyện thứ nhất chính là khoanh chân xuống dưới vận chuyển càn khôn đạo chủng công tu luyện. Hắn sẽ không sai quá mỗi một cái tu luyện cơ hội. Lần này bò lên trên vạn trượng sơn rất có chỗ tốt. Bên người thần mộc lão tổ mấy người nhìn đến Dương Nghị Vân trước tiên khoanh chân xuống dưới tiến vào tu luyện trạng thái,
bọn họ mấy cái hai mặt nhìn nhau, đánh tâm nhãn bắt đầu bội phục. Hiện tại mọi người đều biết Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới kỳ thật lúc trước chính là sơ cấp thần chủ cấp bậc, nhưng bọn họ đều bị lừa, nhưng cũng tin, bất quá đối bọn họ tới nói là ván đã đóng thuyền cục diện, liền tính là biết rõ Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới phía dưới, hiện tại cũng chịu phục. Không nói cái khác, lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn liền từ nhỏ thần chủ cấp bậc bước vào sơ cấp pháp thần cảnh giới. Đây là bọn họ mọi người tại đây trường thanh thánh đạo nhìn đến chính mắt thấy, cứ việc không biết Dương Nghị Vân là như thế nào tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng lại là hàng thật giá thật, vứt bỏ thần giọt nước khống chế, chỉ cần liền hắn tốc độ tu luyện mọi người đều chịu phục, lúc này nhìn đến Dương Nghị Vân bò lên tới trước tiên tiến vào tu luyện trạng thái, mà không có đi tu luyện, tất cả mọi người ở trong lòng đối cái này chủ nhân sinh ra kính nể. Nhân gia như vậy nỗ lực, trở thành bọn họ đại gia chủ nhân là thực bình thường. Thực tự giác đại gia ở nghỉ ngơi thời điểm vần quanh ở Dương Nghị Vân bốn phía giúp hắn hộ pháp. Liền như vậy ngồi xuống chính là 3 tháng. Nhưng điểm này thời gian đối mọi người ở đây nhân viên tới nói, chính là cái này đôi mắt đánh cái ngủ gật đều không ngừng thời gian. Dương Nghị Vân một hồi tu luyện xuống dưới, hoàn toàn củng cố sơ cấp pháp thần cảnh giới, tu vi cảnh giới lại có tinh tiến, tâm tình rất tốt, lúc này mới xem bốn phía hoàn cảnh, lại là phát hiện có một chỗ phá bị rừng trúc. Hơn nữa nhìn qua là vừa bị phá hủy giống nhau. Đây là thứ 7 thánh điện, hiển nhiên mới vừa bị phá hủy rơi xuống, chúng ta yêu cầu nhanh hơn tốc độ đi trước thứ 9 thánh điện. Lúc này Huyền cùng mở miệng. Dương Nghị Vân nói, ý của ngươi là Lăng Thương đã trước chúng ta một bước mà đi. Thần tôn không có gì bất ngờ xảy ra phá hư thứ 7 thánh điện người chính là Lăng Thương Huyền cùng nói. Đáng chết lão yêu quái, khả năng đã có điều đạt được, đi thôi, đích xác chúng ta yêu cầu đuổi thời gian. Nhưng đừng thật sự làm hắn giành trước một bước được đến thánh nhân dạy bảo, đến lúc đó hắn nếu là bước vào thiên đạo 4 trọng cảnh giới, chúng ta những người này thêm lên cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Nghị Vân cũng sốt ruột. Kế tiếp 6 người vội vàng vọt vào đệ rừng trúc. Tiến vào rừng trúc hậu quả nhiên phát hiện bên trong từng có khổng lồ năng lượng hơi thở, thực hiển nhiên là Lăng Thương được đến cái gì. Cũng may không có gì nguy hiểm, bọn họ trực tiếp vọt qua đi. Đến thứ 8 điện thời điểm. Lại là một chỗ lò lửa lớn giống nhau kiến trúc. Huyền cùng nói thứ 8 thánh điện chính là thánh đan thánh điện, đồng dạng bọn họ cái gì đều không có phát hiện, liền tính là có, cũng bị Lăng Thương giành trước giống nhau cầm đi. Ra thứ 8 điện bọn họ thấy được một đỉnh núi đỉnh là một tòa cung điện. Huyền cùng nói nơi nào chính là thứ 9 thánh điện, cũng là cuối cùng một tòa thánh điện, gọi là thánh nhân điện, thánh nhân dạy bảo liền ở trong đó. Mạc danh Dương Nghị Vân nội tâm có chút bực bội. Hắn sợ Lăng Thương từ thứ 8 điện được đến cái gì thánh đan, cũng đừng làm cho lão bất tử tu vi tiến giai một lần, đối bọn họ đều là phiền toái. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là thứ 9 thánh điện thánh nhân dạy bảo, vạn không thể làm Lăng Thương được đến. Huyền cùng mấy người tựa hồ cảm nhận được Dương Nghị Vân lo âu, an ủi nói, thần tôn yên tâm, thứ 9 thánh điện là cuối cùng một tòa thánh điện, chân chính trung tâm chi điện, tất nhiên có cường đại bảo hộ, liền tính là Lăng Thương giành trước chúng ta một bước. Hắn cũng đừng nghĩ đi vào, chúng ta vẫn là có cơ hội. Chỉ hy vọng như thế đi. Dương Nghị Vân miễn cưỡng cười cười. 6 người bay nhanh mà đi, hy vọng có thể tới ngăn lại Lăng Thương. Oanh! Liền ở bọn họ nói chuyện hết sức, một tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ thiên địa. Đại gia liếc nhau, đều biết thanh âm ngọn nguồn là từ thứ 9 thánh điện truyền đến. Đi! Dương Nghị Vân một bước bước vào hóa thành tia chớp giống nhau xông lên đỉnh núi. Một ngọn núi môn xuất hiện ở tầm nhìn, nhưng có thể nhìn đến cũng đã đừng phá hư. Xuyên qua sơn môn 6 người tiến vào một cái đại viện. Nửa cái sân bóng rổ như vậy đại. Nơi xa là một tòa cổ xưa cung điện, không tính cao lớn, nhìn qua là dùng thạch mộc kết hợp kiến tạo mà thành. Trong viện có thảm thực vật cây cối, có một ít hoa cỏ từ từ, chợt vừa thấy là lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn lại là không giống bình thường. Từ từ. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng muốn cái thứ nhất vọt vào sân thần mộc lão tổ. Chủ nhân làm sao vậy? Thần mộc lão tổ nghi hoặc, trong tầm mắt 100 mét ở ngoài chính là đại điện, nếu Lăng Thương trước bọn họ một bước, giờ phút này tất nhiên đã vọt vào đại điện, lúc này chủ nhân lại kêu đình. Đừng hoảng loạn, nếu không sẽ có hại, cái này trong viện hết thảy đều không giống bình thường, một thảo một mộc một hoa một thạch bố cục nhưng đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo, tưởng đi vào đại điện, sợ là không đơn giản như vậy. Nếu quả ta không đoán sai nói, Lăng Thương cái kia lão yêu quái, chưa chừng đều là không có tiến vào đại điện, đại gia hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng mới là.
Dương Nghị Vân đứng ở sơn môn khẩu, một bên nhìn toàn bộ sân bố cục nói chuyện bằng. Hắn không chỉ là nhìn ra tới toàn bộ trong sân bố cục thành liệt có vấn đề, mấu chốt là hắn cảm nhận được có không gì sánh kịp năng lượng chất chứa trong đó, luồng năng lượng này làm hắn đều vô cùng tim đập nhanh. Vừa rồi tiếng vang chỉ có một thanh âm vang lên khởi, hiện tại nghĩ đến là Lăng Thương phá hư sơn môn thanh âm. Kế tiếp có hai cái kết quả. Thứ nhất, Lăng Thương tránh ở âm thầm, chờ bọn họ xông vào. Thứ hai, Lăng Thương xông vào trong sân trận pháp chung có lẽ bị nhốt, lại có lẽ đã chết. Dương Nghị Vân rất muốn làm Lăng Thương chết, nhưng hắn biết tuyệt đối không dễ dàng chết như vậy. Dưới loại tình huống này, tự nhiên muốn phi thường tiểu tâm mới là, nhưng đừng tới rồi cuối cùng thời điểm lật thuyền trong mương. Không tồi, mọi người đều cẩn thận, nếu không có nhìn lầm nói, chính xác sân trận pháp bố cục thượng hô cửu thiên, hạ tiếp cửu u, một thảo một mộc một hoa một thạch nhưng đều là nhất thế giới, chúng ta hiện tại nhìn như không có gì. Nhưng nếu xúc động một cái điểm, đều có khả năng xúc động một tòa cường đại cổ xưa đại trận. Nơi này chính là thánh nhân đạo tràng trung tâm nơi, nếu là nơi này không phòng ngự, đó là tuyệt đối không có khả năng, một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục, những lời này Lăng Thương lúc trước đối ta cũng nói chuyện, cho nên ta tin tưởng thần tôn suy đoán không sai, Lăng Thương tất nhiên chưa đi đến nhập viện lạc đại trận chung, chúng ta nếu là tùy tiện đi vào, lâm vào trong đó, đến lúc đó Lăng Thương xuất hiện chúng ta đều sẽ xong đời. Huyền Cùng ánh mắt lập lòe tinh quang nói chuyện. Dương Nghị Vân đối với Huyền Cùng nói vẫn là tín nhiệm, hắn cũng nhìn ra một ít cửa nhỏ nói. Đích xác toàn bộ trong sân hoa hoa thảo thảo thạch mộc cục đá đều không đơn giản, an không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, không giống bình thường, muốn tiến vào thứ 9 thánh điện chung, toàn bộ sân liền như vậy hơn 100 mễ khoảng cách đó là khảo nghiệm, đương nhiên toàn bộ khảo nghiệm khủng bố muốn người chết. Bọn họ những người này tuy rằng cũng là thiên đạo cấp bậc, nhưng bọn họ lang bạt cái này thánh nhân đạo tràng, chính là chân chính viễn cổ thời đại đại thánh người, thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Lưu lại cái trận pháp gì đó khảo nghiệm, này có thể đơn giản. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ, cẩn thận cảm thụ một chút bốn phía không gian, nhìn thoáng qua Huyền Cùng, người sau đối hắn gật gật đầu. Ngay sau đó hắn hướng tới đại viện một góc hô, Lăng Thương thân là thần ma nói cung cung chủ, hà tất giấu đầu lòi đuôi, ngươi không phải hận ta sao? Ta tới. Có dám ra tới một trận chiến? Từ bước vào sơn môn một khắc khởi, hắn liền ở cảm thụ được bốn phía thiên địa hoàn cảnh hơi thở, chỉ có góc nơi nào có chút người bất đồng, nhưng hắn không xác định. Nếu Lăng Thương chưa tiến vào đại điện, ở hắn nghĩ đến chính là ảnh giấu đi, cho nên hắn cảm nhận được bên kia không thích hợp, ở không xác định dưới tình huống, ánh mắt dò hỏi Huyền Cùng, người sau gật đầu, còn lại là ý kiến cùng hắn giống nhau. Bọn họ hai cái sở dĩ có thể cảm nhận được là bởi vì đều có được không gian lực lượng trong người. Hắn là 10 đạo pháp thần, 10 đại thuộc tính chu thiên lực lượng đều hội tụ một thân, đối trong thiên địa lực lượng tương đối mẫn cảm, mà Huyền Cùng liền càng không cần phải nói, nhân ra sớm tại Càn Khôn thần điện thời điểm liền được xưng là thời không pháp thần, hiện tại tới rồi vĩnh hằng thần giới tiến giai vì thiên đạo lúc sau, càng là được xưng thời không chuẩn thánh, thời không chính là không gian tiến hóa phiên bản, đối trong không khí hơi thở càng thêm nhạy bén. Tự nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Trải qua hắn như vậy giống một giọng nói, nếu là Lăng Thương thật sự giấu ở góc hẳn là sẽ xuất hiện. Kỳ thật hắn cũng liền tính là phát hiện góc bên kia có vấn đề, cũng là không xác định, cũng chính là gào to một chút. Chính là không nghĩ tới ngay sau đó, thật đúng là có thu hoạch xuất hiện. Trong tầm mắt ánh mắt vị trí nơi, không gian dao động nhộn nhạo, một bóng người dần dần hiện hóa ra tới. Không phải Lăng Thương là ai? Kẻ thù gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Lăng già nua mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử bổn tọa nói chuyện muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Dứt lời lúc sau lại là ánh mắt dừng ở Huyền Cùng trên người, gần từng chữ, Huyền Cùng ngươi thật sự muốn cùng ta là địch. Lão yêu quái cản rỡ cái gì? Hôm nay tiểu gia còn liền nói cho ngươi, chính là ngươi ngày chết. Dương Nghị Vân nhìn không được mắng. Huyền giống như trên trước một bước nhìn nơi xa Lăng Thương nói, ta năm đó gặp ngươi thời điểm liền đối với ngươi nói qua, ta đến từ các ngươi vĩnh hằng thần giới thần linh trong miệng nguyền rủa nơi ở ngoài, mà ta có ta chính mình tín ngưỡng, ta nơi nói cung xưng là Càn Khôn thần điện, hiện tại. Nói nơi này thời điểm Huyền Cùng dừng một chút nhìn Dương Nghị Vân nói, hắn đó là Càn Khôn thần điện chi chủ, cũng chính là ta thiếu chủ, ở phía trước chiến đấu, ta không có giúp ta thiếu chủ chiến đấu, chính là bởi vì nhớ quốc tình. Vô số năm qua người ta chi gian đôi bên cùng có lợi, ai cũng không nợ ai. Lăng Thương về tình về lý nói thật ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nếu là có thể, ngươi.
quy thuận nhà ta thiếu chủ đi, đối mặt chúng ta 6 người ngươi tuy là thiên đạo tam trọng, nhưng ngươi phía trước bị thương, không thắng được khả năng, ngươi nếu nguyện ý quy thuận, ta cầu thiếu chủ đối với ngươi võng khai một mặt chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào. Dương Nghị Vân nghe Huyền cùng nói chuyện, trong lòng tức khắc vui vẻ, hắn không nghĩ tới Huyền ở Trung Nhiên sẽ mời chào Lăng Thương, nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới mời chào Lăng Thương, hoặc là thu phục Lăng Thương, bởi vì hắn không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng là có thể thu phục Lăng Thương nói, kia cũng là chuyện tốt, rốt cuộc Lăng Thương chính là thiên đạo tam trọng cường giả. Vừa định nói thời điểm, Lăng Thương lại là cuồng tiếu lên, ha ha ha. Nằm mơ đi, nho nhỏ nhân tộc mà thôi, ở khai thiên tích địa thời đại, nhân tộc chính là con kiến mà thôi, vạn vật đàn trong tộc ngươi nhân tộc tính cái rắm. Muốn cho ta Lăng Thương thần phục quy thuận một nhân tộc. Ngươi đầu không hư đi, bổn tọa hôm nay cũng nói cho ngươi, ngươi chờ ai cũng đừng nghĩ tồn tại. Nhất đáng chết chính là ngươi Huyền cùng, vô số tuế nguyệt gần nhất ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại ở mấu chốt thời không phản bội ta, dẫn tới kỷ nguyên thánh dược bay đi, bổn tọa hôm nay khiến cho các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Lăng Thương dứt lời lại là thét dài một tiếng, giống. Oanh! Phía sau một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân mấy người sắc mặt biến đổi, lại là phát hiện sơn môn tự động đóng cửa. Mà Lăng Thương còn lại là biến thân thành 3 mét rất cao thần ma chi thân, chỉ thấy trong tay hắn một phen xuất hiện một viên màu đỏ đậm đan dược, một ngụm nuốt vào. Giống giống giống. Từng tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Lại là toàn thân hơi thở không ngừng bò lên. Không tốt, này lão yêu ăn vào cái gì đan dược hơi thở đại chướng thần mộc lão tổ trầm giọng nói chuyện. Không cần phải nói, đại gia kỳ thật đều thấy được một màn này. Hiển nhiên Lăng Thương trong tay đan dược là 89 phần 10 là đến từ phía trước thánh đan điện. Không trong chốc lát Lăng Thương dừng lại. Nhưng lúc này hắn hơi thở lại là trường một mảng lớn. Dương Nghị Vân còn lại là đột nhiên cảm nhận được có loại quen thuộc hơi thở. Suy nghĩ nửa ngày tổng kết liền hai chữ, cuồng bạo. Đúng vậy, cùng hắn dùng hùng hoan cuồng bạo máu thực tương tự. Ngón tay một phen, năm tích cuồng bạo hùng huyết xuất hiện. Mỗi người một giọt ăn vào chiến đấu, nếu không đường lui, liền xử lý hắn. Dương Nghị Vân nói chuyện chính mình cũng ăn vào một giọt. Ở đây chỉ có hùng hoan cái này hùng huyết chủ nhân là không cần dùng, mặt khác đều ăn vào. Phía trước thần mộc lão tổ mấy cái liền dùng quá tự nhiên biết lực lượng có thể nháy mắt tăng lên gấp 3, tuy rằng công hiệu thời gian chỉ có nửa cái thời khắc, nhưng đã rất dài rất cường đại. Một đám tất cả đều lực lượng bò lên. Đối mặt Lăng Thương hơi thở bò lên. Cũng coi như là có điểm tự tin. Lăng Thương nếu không đoán sai ngươi ăn vào đan dược là trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng thánh đan đi. Lại là không biết có thể có bao nhiêu lâu thời gian đâu. Dương Nghị Vân tưởng lời nói khách sáo. Nhưng đối diện Lăng Thương lại là trong lòng lộp bộp một chút. Chờ ngươi đã chết liền biết dứt lời nổi giận gầm lên một tiếng lại là nhảy mà đến. Cùng thời gian lại thấy Lăng Thương trong tay thần quang chợt lóe, xuất hiện một kiện thần khí, cái này thần khí có chút kỳ quái. Như là một phen dù, mặt trên mẫn văn đền bù, có bát giác, mỗi một góc thượng đều có một cái tiểu lục lạc. Thậm chí cổ quái. Huyền cùng nhanh chóng nói, thần tôn đợi lát nữa cẩn thận, là thánh khí, Lăng Thương trước kia căn bản là không có thần khí, thoạt nhìn này đem dạng xòe ô thần khí, thực tà tính, hẳn là từ phía trước mỗi một điện được đến. Cùng nhau thượng, đều tiểu tâm một ít, đặc biệt là sân bên trong một hoa một thảo đừng đụng tới. Dương Nghị Vân dặn dò. Trong tay hắn hỗn độn chung xuất hiện, một bước bước ra sau lưng nói thụ hư ảnh hiện lên. Ngao! Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ lại một lần hợp thể. Thần mộc lão tổ một đôi cánh tay hóa thành dây mây, hai chân thượng mọc ra đằng căn cắm dễ tiến vào cứng rắn sơn môn cục đá chung. Hùng hoan cuồng bạo lúc sau hóa thành nửa người nửa hùng trạng thái. Huyền cùng lại là trong tay xuất hiện một cái la bàn giống nhau pháp khí, thần quang đại tác phẩm dựng lên. Sáu người chuẩn bị ổn thỏa. Giờ phút này Lăng Thương cũng tới rồi bọn họ 10 mét chỗ. Bát phương thí thần dù, khai. Một tiếng bạo giống từ Lăng Thương trong miệng truyền ra, trong tay dù chuyển động dựng lên. Đinh linh linh. Đầu tuyển là từng tiếng lục lạc tiếng động vang lên. Ngay sau đó lại là 8 đạo thần quang từ dù xuất hiện, hóa thành 8 phi thiên thần nữ giống nhau tuyệt thế nữ tử, một đám ăn mặc bại lộ vô cùng, đối với muốn bọn họ bay tới, tiếng cười cùng vang tiếng chuông hỗn hợp ở bên nhau. Hình thành nào đó có ma lực lực lượng. Thẳng vào tâm thần, làm nhân tâm thần đại chấn. Dương Nghị Vân trong tay cảm nhận được đôi mắt đều có chút không mở ra được,
nhưng lại ở ngay lúc này trong tay hỗn độn chung lại là kim quang đại tác, tự động huyền phù dựng lên phát ra một tiếng chuông. Đông! Hỗn độn chung vang, nhiễu loạn tâm thần ma âm tiêu tán. Thật là lợi hại ma dù. Dương Nghị Vân há mồm thở dốc, lòng còn sợ hãi, nếu là không phải hỗn độn chung tự động vang lên, lần này sở hữu khả năng đều phải có hại. Hỗn độn chung vang lên lần này, không riêng gì Dương Nghị Vân cảnh giác, những người khác cũng là nghĩ lại mà sợ. Tất cả đều có phòng bị. Một đám nhìn về phía Lăng Thương thời điểm đều kiêng kỵ lên. Hoặc là nói đều kiêng kỵ Lăng Thương trong tay kia đem dù. Không hề nghi ngờ là một phen có ma lực dù. Tự nhiên làm cho bọn họ mọi người ở bất chi bất giác chung nói. Lúc này bốn phía tám thần nữ như cũ tồn tại, vẫn là vần quanh bọn họ nhẹ nhàng khởi vũ. Ở mọi người xem ra này không phải thần nữ đây là ma nữ. Vây hợp chém giết. Dương Nghị Vân hạ lệnh. Nháy mắt mọi người hướng về Lăng Thương nhào qua đi. Nhưng mà làm đại gia kỳ quái chính là, Lăng Thương cái này lão yêu cư nhiên chút nào không tránh né, liền đứng ở tại chỗ, như vậy chính là đang đợi bọn họ lại đây giống nhau. Chết! Thần Mộc lão tổ đầu tiên không nhìn xuống một kích cây đằng quất đánh hướng Lăng Thương, hắn cắm rễ ở sơn môn khẩu bậc thang, bản thân là thần thụ thân thể, cánh tay hóa thành cây mây trực tiếp quất đánh hướng Lăng Thương. Đối thần Mộc lão tổ tới sở, hắn dù sao không thiệt thòi được. Dương Nghị Vân cùng những người khác cũng đồng thời vọt qua đi. Nhưng là, Dương Nghị Vân tổng cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Oanh! Thần Mộc lão tổ một kích hung hăng quất đánh ở Lăng Thương trên người. Một tiếng nổ vang lúc sau. Ở ánh mắt mọi người chung, Lăng Thương trực tiếp bị thần Mộc lão tổ này một kích đem thân thể cấp trừ bạo. Sao có thể? Có cổ quái. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Có vấn đề, mau lui về phía sau. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng. Ở hắn thực hiện chung bị thần Mộc lão tổ quất đánh dập nát Lăng Thương, lại là hóa thành một gốc cây đen như mực thảm thực vật. Thực rõ ràng này không phải Lăng Thương chân thân, đây là thủ thuật che mắt, nhưng là trên mặt đất mạo hắc khí thảm thực vật là thật sự. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, nguyên nhân là, này thứ 9 thánh điện toàn bộ sân chính là một tòa đại trận, sở hữu hoa cỏ cây cối đều là u nhất hoa nhất thế giới bố cục. Hiện tại thần Mộc lão tổ một kích quất đánh toái chính là cái này trong sân thảm thực vật, rất có khả năng là Lăng Thương cố ý vì này, vì chính là dẫn phát cái gì trận pháp. Sau đó lão yêu thành công. Còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là cảm giác thật không tốt. Vội vàng hạ lệnh lui về phía sau, mọi người đều thối lui đến sơn môn đi, ở hắn nghĩ đến chỉ cần không bước vào trong sân phạm vi hẳn là liền sẽ không có việc gì. Đáng tiếc phản ứng chậm một bước. Lui về phía sau hết sức toàn bộ đại viện hoàn cảnh đều đã đại biến. Bốn phía hoàn cảnh ở ngay lập tức chi gian biến thành trời đất tối tăm. Nháy mắt công phu đại gia phát hiện bọn họ xuất hiện địa phương cư nhiên thành tối tăm thế giới, vô biên vô hạn tối tăm, một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Trung Quy vẫn là nói. Không đợi đại gia định thần công phu, liền nghe được thần Mộc lão tổ hét thảm một tiếng. Dương Nghị Vân vội vàng nhìn lại. Lại là phát hiện thần Mộc lão tổ hư không tiêu thất. Này đó không riêng gì hắn, tất cả mọi người khẩn trương. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, thần Mộc lão tổ liền biến mất. Như thế quỷ dị. Thần tôn xem ra chúng ta là xúc động cái gì trận pháp, nơi này thực rõ ràng là ảo giác thế giới, rất cao minh ảo giác thế giới, cần thiết nếu muốn biện pháp phá rớt, nếu không chúng ta sẽ bị Lăng Thương từng cái đánh bại. Huyền cùng đứng ở bên người vẫn là bốn phía nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, ngươi nhìn ra cái gì không có? Có biện pháp nào không phá trận? Huyền cùng lắc đầu nói, nơi này quá mức cổ quái, hư hư thật thật giả giả, bực này không bàn mà hợp ý nhau đại đạo dung nhập thiên địa trận pháp, một chốc một lát nhìn không ra cái gì tới. Hiện tại xem ra Lăng Thương nhất định là nắm giữ này thứ 9 thánh điện đại trận tình huống, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tình huống đối chúng ta phi thường bất lợi. Các ngươi mấy cái cảnh giới, ta tới thử xem. Dương Nghị Vân cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng lúc này hắn cần thiết chấn định, hắn nếu là một loạn, những người khác càng hoảng thần. Hắn vẫn là có điểm khinh địch, ai có thể nghĩ đến Lăng Thương cái này lão yêu quái cư nhiên có thánh đan có thánh khí, hơn nữa nhìn qua chính như Huyền cùng lời nói, tựa hồ đối thứ 9 thánh điện cái này sân trận pháp bố cục thực hiểu biết, kế tiếp nếu là không phá trận, bọn họ mấy cái đích xác sẽ bị Lăng Thương cấp từng cái đánh bại. Rất nguy hiểm. Hắn trong lòng có điểm sốt ruột. Nhưng lý trí nói cho hắn không thể cấp không thể loạn, càng là tự loạn đầu trận tuyến, liền càng là không có biện pháp.
hết thảy đều là ảo giác ảo cảnh, là trận pháp kết hợp thể, biết về biết, cần phải phá vỡ, đó chính là mặt khác một chuyện. Đương nhiên trận pháp chỉ đạo Dương Nghị Vân vẫn là có điều hiểu biết, nói đến cùng vẫn là thiên địa nơi, chỉ là có người đem bất đồng thiên địa năng lượng hội tụ ở bên nhau sinh ra phản ứng hóa học hiệu quả. Như thế nào phá đâu? Trong đầu nhanh chóng tự hỏi một chút, hắn có chủ ý, nghĩ đến một cái biện pháp, quyết định thử một lần. Biện pháp này cũng đơn giản, đó chính là thúc dục hỗn độn chung, bất quá lại muốn lấy hỗn nguyên một hơi là chủ, bởi vì hỗn nguyên một hơi là siêu việt thiên đạo cấp bậc lực lượng, nếu hỗn nguyên một hơi lực lượng đều không thể phá cái này trận pháp, kia hắn liền thực sự không chiêu. Các ngươi bốn cái cho ta hộ pháp, xuất hiện bất luận cái gì sự vật đều cho ta ngăn trở, đừng quấy rầy đến ta, ta thử xem phá cái này hoàn cảnh. Dương Nghị Vân mở miệng đối Huyền Cùng cùng Hùng Hoan cùng với hợp thể lúc sau hóa thành thật lớn giao long ngạo tình ngạo vân dặn dò. Là, người sau bốn cái, thành phẩm tự, đem Dương Nghị Vân vần quanh ở bên trong. Lăng Thương nếu có thể tính kế, tự nhiên kế tiếp sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng, khẳng định sẽ lại ra tay. Quả nhiên Dương Nghị Vân công đạo vừa ra. Bốn phía lại là từng đoàn hắc khí trống rỗng xuất hiện, không nhiều không ít vừa lúc tám đạo hắc khí. Lại là ngưng tụ thành một đám thần nữ, như cũ là quyến rũ vô cùng hình thái, phát ra từng tiếng làm người mặt đỏ tai hồng tiếng cười, hướng về bọn họ đi tới. Rầm rầm, Huyền Cùng bốn cái không chút do dự đối với tám thần nữ ra tay. Nặng nề chung công kích ở tám thần nữ trên người công kích cư nhiên chút nào không hiệu quả. Cạc 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 cạc, tiếng cười như cũ thẳng vào tâm thần. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được Huyền Cùng bốn cái trên người tản mát ra nóng này. Hắn biết thời gian không nhiều lắm, bọn họ bốn cái kiên trì không được bao lâu có lẽ liền sẽ nói, đừng nói Huyền Cùng bốn người, chính là hắn nghe này đó thần nữ hoặc là nói yêu nữ ma nữ tiếng cười cũng là đạo tâm không xong. Chiếu như vậy đi xuống, đến bọn họ đạo tâm không xong thời khắc, khả năng chính là âm thầm Lăng Thương đối bọn họ xuống tay thời điểm. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân không dám lại trì hoãn, trong tay hỗn độn chung bỗng nhiên thúc giục, điều động hỗn nguyên một hơi. Sau lưng nói thụ thần quang cũng thêm vào ở hỗn độn trung thượng. Bạo giống một tiếng, đem hỗn độn trung ném phía chân trời nói, hỗn độn khai thiên. Thịch 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 thịch. Hắn một hơi thúc dục chín thanh hỗn độn trung. Du dương tiếng chuông một tiếng so với một thanh âm vang lên lượng, nhộn nhạo ở toàn bộ thiên địa chi gian, khắc văn lưu chuyển bùng nổ, vạn trượng kim quang nổ bắn ra đi ra ngoài. Toàn bộ tối tăm thiên địa chi gian càng ngày càng sáng. Hỗn độn trung bùng nổ chói mắt kim quang thuần dương chí cương, cắt qua toàn bộ thiên địa. Răng rắc, một tiếng nặng nề lúc sau, lại là phía chân trời như là nứt ra rồi một lỗ hổng. Ngay sau đó mọi người thấy được phía chân trời phía trên là một phen thật lớn dù che đậy, nhưng là giờ phút này lại là xuất hiện một cái thật lớn vết rách. Đi! Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt liền xông ra ngoài. Ngay sau đó bốn người tất cả đều đi ra ngoài. Lại vừa thấy bọn họ như cũ đang ở thứ 9 thánh điện trong đại viện, chẳng qua giờ phút này toàn bộ sân đều là một mảnh hỗn độn, mà cách đó không xa Lăng Thương khóe miệng có huyết hai mắt đỏ bừng trừng mắt bọn họ. Giết hắn! Dương Nghị Vân hừ lạnh hạ lệnh. Ở Lăng Thương trong mắt, Dương Nghị Vân cư nhiên không biết sống chết động mai rùa đen chính mình chạy ra tới, này không phải tìm chết sao? Nếu muốn tìm cái chết, vậy vừa lúc thành toàn hắn. Đích xác Dương Nghị Vân trong tay cổ chung cũng không biết kiểu gì trí bảo, cho dù là hắn toàn lực thúc giục bát phương thí thần dù công kích, vài lần thế nhưng đều không có lay động, này kỳ thật làm Lăng Thương nội tâm thực buồn bực, nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Dương Nghị Vân chính mình ra tới. Đương nhiên hắn cũng nhìn đến Dương Nghị Vân làm hùng nữ đi tìm những người khác, thực rõ ràng là một loại bảo hộ, chính là ở Lăng Thương xem ra là không sao cả, hắn tuy rằng không có giết chết thần mộc lão tổ, Huyền Cùng cùng ngạo tình ngạo vân hai huynh đệ. Đương nhiên trung quy là thiên đạo nhị trọng cường giả, muốn một kích chém giết bọn họ là không hiện thực, nhưng tuyệt đối đã bị thương nặng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ ở chiến đấu. Trước mắt liền dư lại một cái Dương Nghị Vân cùng bên người hùng nữ, nhưng Dương Nghị Vân còn làm hùng nữ chiếu cố bị thương nặng Huyền Cùng bốn người, chính tùy hắn ý nguyện. Ở Lăng Thương trong mắt những người này đều đối hắn tạo thành không được thương tổn, duy độc liền Dương Nghị Vân tiểu tử này, trên người có kia hắn khó có thể nắm lấy cường đại lực lượng. Làm hắn nhất kiêng kỵ. Ngay từ đầu hắn liền tính kế thẳng đến trước sau bị thương nặng thần mộc lão tổ, Huyền Cùng cùng ngạo tình ngạo vân bốn người, chính là vì nhược hóa Dương Nghị Vân bên người lực lượng, cũng hảo tập trung tinh lực đối phó Dương Nghị Vân. Hiện tại mục đích xem như đạt tới.
Nếu Dương Nghị Vân trên người đã không có khủng bố lực lượng bùng nổ, hắn thật đúng là không đem Dương Nghị Vân đặt ở trong mắt. Đương nhiên Lăng Thương cũng trước sau cho rằng Dương Nghị Vân cái loại này khủng bố lực lượng không phải tùy ý là có thể vận dụng. Điểm này thật là bị Lăng Thương cấp đoán được, lại là Dương Nghị Vân trên người làm Lăng Thương kiêng kỵ chính là hỗn nguyên một hơi, có thể di động dùng hỗn nguyên một hơi tiêu hao thần hồn chi lực phi thường đại, Dương Nghị Vân đích xác không dùng được vài lần. Trước sau hai lần thúc giục hỗn nguyên một hơi, đã làm hắn tâm thần không xong, lúc này thật đúng là không dùng được lần thứ ba, nếu là mạnh mẽ ở tới một lần, hắn sợ Lăng Thương còn không có xử lý, chính hắn đầu tiên liền phải nằm sấp xuống. Kế tiếp chiến đấu, Dương Nghị Vân chuẩn bị mạo hiểm thử xem chính mình trong cơ thể 10 đại đạo thụ chi lực, nối liền toàn thân hắn là có thể tác động chu thiên 10 đạo thuộc tính chi lực, lấy này tới cùng Lăng Thương đấu một trận. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là không có biện pháp sự, hắn biết không có thể luôn là bị động bị đánh, tránh ở hỗn độn trung nội cũng không phải kế lâu dài, thời gian dài, hắn ở hỗn độn trung nội cũng là muốn đã chịu ảnh hưởng. Lăng Thương có bát phương thí thần dù, xúc động 8 loại thiên địa chi lực, mà hắn còn lại là thân cư 10 đạo. Tương sinh tương khắc đồng thời, còn có thể nhiều gia trí âm trí dương hai đại lực lượng đi áp chế hắn, phần thắng cũng không phải không có, lại nói hỗn độn chung nơi tay, hắn có thể bảo mệnh. Vì vậy Dương Nghị Vân quyết định một trận chiến. Nhắm mắt nháy mắt 10 đạo chi lực xỏ xuyên qua toàn thân, cùng quanh mình thiên địa chi lực lẫn nhau hô ứng lên. Hắn biết Lăng Thương có bát phương thí thần dù nhưng không hề tiếng động xuất hiện ở hắn bốn phía bất luận cái gì địa phương cho hắn nhất sắc bén một kích. Tương đương mạo hiểm. Cũng tương đương nguy hiểm, nhưng hắn còn lựa chọn một trận chiến, đánh cuộc một phen, đánh cuộc chính là hắn 10 đạo ưu thế, có thể ở trước tiên cảm giác đến Lăng Thương ra tay. Do đó phản kích trở về. Giờ này khắc này hắn tuy rằng là nhắm mắt lại, xem lại trước sở chỉ có đối quanh mình thiên địa hết thảy rõ ràng mẫn cảm vô cùng. Lấy hắn vì trung tâm, phạm vi cây số trong vòng hết thảy tất cả đều hiện ra ở trong óc, có chút cùng loại thần thức, nhưng hắn biết cái này so thần thức cao giai nhiều. Bởi vì phạm vi vạn mét trong vòng tất cả đều là lực lượng nguyên tố, hắn tâm động chi gian là có thể điều động này đó lực lượng, ước chừng 10 loại thiên địa chi lực cùng trong thân thể hắn 10 đại đạo thụ chi lực tương hô ứng, hắn chính là trung tâm. Bốn phía thiên địa hết thảy lực lượng chính là thiên quân vạn mã. Giờ phút này hắn chính là loại này vô cùng rõ ràng cảm giác. Lăng Thương động, 100 mét ở ngoài biến mất. Kéo chính là không gian chi lực cùng ngũ hành chi lực đạt thành nào đó cân bằng đem hắn hết thảy che giấu biến mất, như là dung nhập trong nước biển giống nhau. Thật là không giống bình thường. Nhưng ở Dương Nghị Vân cảm giác chung, Lăng Thương thân ảnh rõ ràng hiện ra. Trong thân thể hắn đồng thời điều động 10 đại đạo thụ chi lực thời điểm, với quanh mình vạn mét phạm vi thiên địa chi lực hình thành cảm ứng lúc sau, hắn liền hình thành một cái đại đạo lĩnh vực. Đây là trước kia liền từng có. Có thể trước cái loại này là hắn ngoại phóng nói thụ lực lượng mới có thể hình thành lĩnh vực, mà hiện tại cái này hiển nhiên càng thêm tự nhiên, phạm vi càng quảng, uy lực tự nhiên muốn lớn hơn nữa. Đây là tu vi cảnh giới tăng lên mang đến chỗ tốt. Về sau tất nhiên còn sẽ tăng cường. Đặc biệt là cảm nhận được quanh mình thiên địa trung thiên địa chi lực, trước kia còn không cảm thấy, lúc này lại là cảm nhận được 10 đạo thuộc tính lực lượng cái gì đều dùng, đều phi thường nùng liệt. Này đó lực lượng hắn có cảm giác lấy tự thân vì môi giới tùy thời nhưng dùng. Tức khắc làm hắn trong lòng đại định không ít. Lăng Thương mượn dùng trong tay thánh khí có thể làm được làm chính mình hóa thành sương mù thái giống nhau, do đó đạt tới che giấu tốc độ hơi thở ẩn nấp từ từ đỉnh. Như vậy hắn có phải hay không đồng dạng có thể? Dương Nghị Vân trong óc toát ra cái này ý niệm lúc sau liền rất mãnh liệt. Nghĩ đến liền thử xem, vạn nhất có thể đâu. 10 đạo pháp thần cái này xưng hô tuy rằng là chính hắn sách phong, khá vậy không phải không căn cứ, cũng không phải nói không. Vừa định đem chính mình thân thể dung nhập chu ở thiên địa lực lượng hết sức, Dương Nghị Vân lại là phát hiện một chút bất đồng. Chuẩn xác mà nói là cảm giác tới rồi một cổ khổng lồ vô cùng năng lượng. Hắn giờ phút này trạng thái vô cùng khắc sâu trong lòng, một chút liền cảm nhận được ở hắn sau đầu tóc chung có năng lượng dao động, hơn nữa vô cùng khổng lồ. Cẩn thận quan sát một chút, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ở trên tóc nhìn đến một gốc cây tiểu thảo. Thấy thế nào này cây tiểu thảo đều như là hắn ở trèo lên vạn trượng sơn thời điểm, ở cục đá gai ngược thượng nhìn đến kia một gốc cây tiểu thảo, chính là lúc ấy kia một gốc cây tiểu thảo xác thật quỷ dị biến mất không thấy. Lúc ấy trong lòng đều buồn bực, chính mình có phải hay không hoa mắt. Sự thật chứng minh hắn cũng không phải là hoa mắt. Kia một gốc cây tiểu thảo thật là biến mất. Nhưng hiện tại phát hiện,
Trên tóc này một gốc cây tiểu thảo tuyệt đối chính là lúc ấy biến mất kia một gốc cây. Mạc Danh giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng có chút kích động. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Một cái làm hắn tim đập ra tốc khả năng. Có thể hay không là. Hắn tạm thời không dám xác định, yêu cầu nghiên cứu một chút mới biết được. Nhưng là lúc này Lăng Thương công kích hắn phát hiện đã đến. Hắn không có thời gian đi nghiên cứu này một gốc cây tiểu thảo. Trong lòng nghĩ vẫn là trước đem trước mắt tránh thoát đang nói đi. Ở Lăng Thương đối với hắn công kích hết sức, Dương Nghị Vân thúc giục nói thụ cùng quanh mình thiên địa đối ứng, trong lòng nghĩ làm hết sức dung nhập thiên địa. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy cả người một trận, hắn liền phát hiện chính mình thân thể tình uyển chuyển nhẹ nhàng lên, lại là quả thực hóa thành sương mù hình thái, dung nhập vào bốn phía thiên địa chi lực chung. Ầm vang! Cũng chính là như vậy trong nháy mắt Lăng Thương công kích đạt tới. Nhưng lại đánh hụt. Dương Nghị Vân cảm giác thân thể của mình không hề có bị thương, Lăng Thương công kích trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, giống như là xuyên qua sương mù, một kích đánh vào không khí. Ngay sau đó Lăng Thương thân hình hiện hóa ra tới, hắn là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, vội vàng mọi nơi xem xét, lại là không thấy Dương Nghị Vân thân ảnh. Quá quỷ dị, hắn một kích đánh tiếp tiểu tử này liền trống rỗng biến mất không thấy. Không cần Dương Nghị Vân hạ lệnh, kỳ thật mấy cái đại yêu thần đều nghẹn một bụng sống, ngay lập tức chi gian tất cả đều nhằm phía Lăng Thương. Giờ phút này Lăng Thương, khóe miệng lưu trữ vết máu, nội tâm là không bình tĩnh, hắn biết thứ 9 thánh điện trong đại viện trận pháp bố cục, nương trong tay bát phương thí thần dù đem Dương Nghị Vân đám người cấp dẫn tới trận pháp bên trong, nguyên bản cho rằng lần này nói như thế nào đều phải đem này mấy cái ra hỏa vây lên, sau đó từng cái chém giết, ai biết không bao lâu cư nhiên đã bị bọn họ vọt ra. Đối này hắn thực sự nội tâm khiếp sợ, không có người so với hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, trong tay hắn bát phương thí thần dù có bao nhiêu cường đại, nhưng ngẫm lại vừa rồi hơi thở, kia cổ lực lượng làm hắn đều hãi hùng khiếp vía, chính là phía trước làm hắn bị thương kia cổ lực lượng. Giờ phút này Lăng Thương nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm ánh mắt tràn ngập phức tạp. Tiểu tử này quả thực chính là hắn khắc tinh, thật sự tưởng không rõ hắn như thế nào sẽ có được kia trở cường đại lực lượng. Hai lần có hại đều là ở kia chờ lực lượng thượng. Nhưng là lần này bất đồng, lần này hắn cảm giác có chút áp chế không được Dương Nghị Vân, hoặc là nói kia tiểu tử trên người kia cổ lực lượng hắn cảm giác như cũ không có biện pháp khiêng được. Đối này, Lăng Thương đạo tâm hỗn độn, lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có một trận chiến. Bằng không còn có thể như thế nào. Hắn đã ở kỷ nguyên thánh dược thua trận một ván, này cuối cùng một ván tổng không thể còn thua đi. Thứ 9 thánh điện là thánh nhân dạy bảo, là thành thánh lớn nhất bảo tàng, quản chi trả giá lại đại giới hắn cũng không thể từ bỏ. Đang ngẫm lại phía trước được đến thánh đan cùng trong tay bát phương thí thần dù này hai đại sát khí ở, hắn cũng không thấy đến liền sẽ thua. Chủ yếu là ở trong lòng hắn kiêng kỵ Dương Nghị Vân trên người nào đó cường đại vô cùng lực lượng, lần đầu ở ngoài, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào, ở đây thiên đạo cường giả chung, trừ bỏ Dương Nghị Vân cái này quỷ dị nhân tộc tiểu tử. Hắn đều quen thuộc, chỉ có hắn một người là thiên đạo tam trọng tu vi. Chân chính chém giết, hắn có nắm chắc xử lý mấy ngày này nói nhị trọng. Chỉ bằng nuốt vào cuồng bạo thánh đan, cũng đủ làm thực lực của hắn tăng lên tới vô hạn tiếp cận thiên đạo bốn trọng nông nỗi. Duy nhất khuyết điểm là thời gian chỉ có một canh giờ, nhưng nghĩ đến so với Dương Nghị Vân đám người dùng cuồng bạo máu muốn thời gian trường, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ hơi thở mạnh yếu do đó suy đoán ra thời gian tới. Tiếp theo đó là trong tay bát phương thí thần dù, cái này thánh khí chính là trường thanh thánh nhân thánh khí, trong đó uy lực gần thể hiện rồi hạng nhất mà thôi, sự thật chứng minh uy lực vô cùng, chỉ tiếc toàn bộ thứ 9 thánh điện trong sân trận pháp bị Dương Nghị Vân trên người kia cổ cường đại lực lượng tất cả đều tách ra, nếu không hắn sẽ càng có ưu thế. Nhưng hiện tại cũng là sẽ không sợ hãi hắn, cơ hội không tin kia tiểu tử có thể cuồn cuộn không ngừng thi triển kia chờ mạnh mẽ lực lượng. Nghĩ đến đây Lăng Thương cũng nảy sinh ác độc. Nổi giận gầm lên một tiếng trong tay bát phương thí thần dù chuyển động lên, lại là trầm thấp một tiếng, thời không. Bát phương thí thần dù thần quang đại tác phẩm, giây tiếp theo lại là nháy mắt biến mất không thấy. Giờ phút này Dương Nghị Vân mấy cái tiến lên, nhưng mà vồ hụt, bọn họ trơ mắt nhìn Lăng Thương biến mất ở tại chỗ. Không hảo, oanh, a phốc, lại là huyền cùng kêu thảm thiết một tiếng phun ra một ngụm lão huyết bay ngược đi ra ngoài. Chỉ thấy Lăng Thương trực tiếp xuất hiện ở Huyền Cùng bên người vung tay lên trung bát phương thí thần dù hung hăng đối với Huyền Cùng đánh. Ở Lăng Thương trong lòng đại hận chính là Huyền Cùng, hận hắn cư nhiên phản bội,
làm hắn sai mất đổi tay kỷ nguyên thánh dược. Đông! Dương Nghị Vân trước tiên thúc giục hỗn độn chung qua đi. Đáng tiếc lăng thương trong tay bát phương thí thần dù chuyển động dưới có một chút biến mất. Ngay sau đó xuất hiện lại là trực tiếp tới rồi Ngạo Tình Ngạo Vân lượng huynh đệ trên không. Chết đi! Oanh! Lại là lôi đình một kích. Ngao ngao! Hợp thể dưới Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ kêu thảm thiết, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt bị đánh tan hợp thể trạng thái, hai người đều sụi lơ ở trên mặt đất, hiển nhiên là mất đi sức chiến đấu. Hùng Hoan! Dương Nghị Vân trước tiên tới rồi Hùng Hoan bên người. Đông! Thúc giục hỗn độn chung, đem hai người bao phủ ở bên trong. Ầm vang! Ngay lập tức hỗn độn chung bị một kích. Phát ra một tiếng nổ vang. Nguy hiểm thật! Dương Nghị Vân trong lòng ám đạo, nếu không phải hắn thúc giục hỗn độn chung đem hắn cùng Hùng Hoan bao phủ ở bên trong hình thành phòng ngự, đánh giá Hùng Hoan cũng khó thoát lăng thương tập kích. Hắn trong lòng kinh hãi, lão yêu trong tay dù đích xác có môn đạo. Ở cảm giác chung hắn đều cảm nhận được tám đại thuộc tính thiên địa chi lực. Phía trước còn không có cảm giác đến, nhưng theo lăng thương vài lần thúc giục trong tay hắn thánh khí, Dương Nghị Vân liền cảm nhận được, 10 đại thiên địa thuộc tính chung, trừ bỏ không có chí âm chí dương hai loại hơi thở ngoại, dư giả tất cả đều có. Này thật đúng là làm giật mình vô cùng. Hắn thân cư 10 đại thiên địa thuộc tính lực lượng là bởi vì hắn bẩm sinh thể chất, sinh ra đã có sẵn, không nghĩ tới một phen dâng lên chung cư nhiên có thể tồn tại 8 đại thiên địa thuộc tính lực lượng. Trách không được có thể ở nháy mắt mất đi bóng dáng, giây tiếp theo xuất hiện ở người khác phía sau trực tiếp đánh lén, loại tình huống này hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Dương Nghị Vân trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại là đối lăng thương trong tay kia đem dù có hứng thú. Hắn một thân thuộc tính, liền lại thiếu một phen thích hợp hắn pháp khí. Hiện tại xem ra có. Đương nhiên hắn cũng biết lăng thương khó đối phó, nhưng hắn có hỗn độn chung nơi tay, lại là bất giác hắn xuất quỷ nhập thần đánh lén. Hắn đồng dạng có bực này năng lực, chẳng qua còn chưa từng thử qua. Vung lên đối chu thiên lực lượng thao tác, hắn dám nói đệ nhị, thế giới này sợ là không ai dám nói đệ nhị. 10 đại thuộc tính lực lượng, tu thành 10 đạo pháp thần, ngay từ đầu hắn không biết như thế nào sử dụng lực lượng của chính mình, nhưng là hiện tại hắn tựa hồ có phương hướng. Hắn từ lăng thương thúc giục thánh khí, hoặc là nói mượn dùng thánh khí chiến đấu đột nhiên liền ngộ ra như thế nào đi sử dụng chính mình một thân 10 đạo lực lượng. Người lăng thương thật là lợi hại, nương trong tay thánh khí đánh lén quả thực khó lòng phòng bị, nhưng nói đến cùng là ngoại lực, mà ta còn lại là tự thân lực lượng, hơn nữa so ngươi còn nhiều hai loại thuộc tính. Dương Nghị Vân nghĩ thông suốt này đó sau, trong lòng có so đo, đối bên người Hùng Hoan nói, đợi chút ngươi đi ra ngoài cứu người, phòng ngừa lăng thương tập kích bọn họ mấy cái, mặt khác sự đừng động. Tốt Vân đại ca! Giờ phút này Hùng Hoan hoàn toàn là cuồng bạo trạng thái, thân cao mã đại lưng hùm vai gấu. Nhưng là ngay từ đầu nói chuyện lại là có thể ngọt người chết cái loại này, làm Dương Nghị Vân nhìn xem nó giữ tợn mặt liền ở trong lòng thẳng trừ trừ. Cũng may hắn nói cái gì hùng nữ đều là hoàn toàn phục tùng, điểm này so những người khác đều hảo. Hai người nói chuyện chung, lăng thương lại một lần xuất hiện ở một khác tầng công kích hỗn độn chung. Oanh! Chấn động rất lớn, nhưng lại lấy hỗn độn chung không có biện pháp. Lúc này đây công kích lúc sau, Dương Nghị Vân nháy mắt mở ra hỗn độn chung. Đối với Hùng Hoan nói, đi. Hùng Hoan nháy mắt đi ra ngoài, thẳng đến Huyền Cùng bên người, bắt đầu dựa theo Dương Nghị Vân phân phó đem mấy cái bị thương tất cả đều đưa tới cùng nhau bảo vệ lại tới, cũng không thể làm lăng thương hạ sát thủ. Mà Dương Nghị Vân giờ khắc này còn lại là trong lòng vừa động đem hỗn độn chung thu nhỏ lại, thu hồi lòng bàn tay, đồng thời hắn nhắm lại hai mắt, tâm thần ý niệm chìm vào tới rồi đạo chủng thần hạch trong vòng, nháy mắt điều động 10 đạo đại thụ chi lực. Lần này có thể hay không thành, hắn cũng không biết, nhưng hắn cần thiết làm như vậy, đi nếm thử một lần, nếu không bị lăng thương như vậy đánh tiếp, bọn họ mấy cái phi thường bị động. 10 đạo hợp lực, vì Ngô sử dụng. Thổ lộ một tiếng, tức khắc hắn toàn thân bùng nổ 10 đạo thuộc tính lực lượng hơi thở. Mà giờ phút này lăng thương cũng xuất hiện ở trước mặt hắn một kích mà đến, mang theo cười lạnh. Lăng thương trong lòng lạnh nửa thanh, biết có quỷ dị, nhưng hắn tưởng bất đồng là chuyện như thế nào. Hắn có thể thúc giục thánh khí xuyên qua không gian vô thanh vô tức công kích, đây là bởi vì trong tay thánh khí có 8 đại thuộc tính, thúc giục lúc sau các loại lực lượng hình thành đại cân bằng, che giấu hơi thở từ từ đều làm được đỉnh nông nỗi. Nhưng là hiện tại Dương Nghị Vân biến mất không thấy, hắn đồng dạng không có cảm thụ không gian có dao động, không có bất luận cái gì hơi thở nhộn nhạo.
tựa hồ cùng tình huống của hắn cùng loại. Này nhưng không ổn a. Nhưng là Dương Nghị Vân hơi thở thân ảnh thật là biến mất. Tức khắc Lăng Thương liền tưởng lui về phía sau, hắn sẽ không đem chính mình lâm vào không biết hoàn cảnh. Nhưng mà chính là này trong nháy mắt, Lăng Thương cảm nhận được nguy cơ. Ầm vang. Trước mắt thần quang đại tác phẩm, kinh tiếp theo một cổ mạnh mẽ truyền đến, lấy sét đánh chi thế va chạm ở hắn ngực. Phốc. Một ngụm lão phun ra, Lăng Thương thân thể bay ngược mấy chục mét. Bay ngược trong quá trình, trong tầm mắt quả nhiên thấy được là Dương Nghị Vân tiểu tử này thân ảnh xuất hiện. Lúc này Dương Nghị Vân lại là trong lòng mừng như điên, hắn suy đoán đều là đúng, 10 đại đạo thụ chi lực hiện tại chính là hắn lớn nhất dựa vào, đây là chính hắn đã tu luyện lực lượng, đây mới là hắn căn bản. Không ngừng đi nghiên cứu tự thân lực lượng mới là lớn nhất bảo tàng. Hắn nhớ tới trước kia lão nhân tổng treo ở bên miệng một câu, nói cái gì tu sĩ tự thân bản thân chính là tu luyện bảo khố. Liền xem có thể hay không khai quật ra tới, một khi khai quật ra tới muốn so bất luận cái gì pháp khí đều cường đại. Hiện tại xem ra lại đây là không sai. Hắn đem 10 đại đạo thụ chi lực hợp nhất, hộ ứng thiên địa, sở sinh ra hiệu quả quả nhiên là vượt mức bình thường. Lực lượng thuộc tính từ trước đến nay đều là thiên biến vạn hóa tồn tại, liền như hóa học dược tề giống nhau, bất đồng thuộc tính lực lượng lẫn nhau ở bên nhau sẽ sinh ra bất đồng kết quả. Hắn có được chính xác tam giới đều độc nhất vô nhị thể chất. Có được thiên địa chi gian 10 đại thuộc tính chi lực, như thế ưu thế là độc nhất vô nhị tồn tại. Vừa rồi mạo hiểm thử một lần, hắn thật là đem thân thể của mình như là xương mù hóa giống nhau, với quanh mình thiên địa năng lượng dung hợp ở cùng nhau, sở hữu có thể biến mất không thấy. Đây là một lần nghịch thiên thay đổi. Có thể thiết tưởng, hắn ở quá trình chiến đấu chung hắn có thể xương mù hóa thân thể, làm công kích của địch nhân thất bại, đây là kiểu gì nghịch thiên kỹ năng. Lăng Thương phía trước là mượn dùng thánh khí, mà hắn hoàn toàn là dựa vào tự thân lực lượng, giữa hai bên không có bất luận cái gì có thể so tính. Nói hắn là giờ phút này thành tựu bất tử chi thân đều là không quá. Dương Nghị Vân há có thể không cao hứng. Đương nhiên hắn cũng biết đối 10 đại đạo thụ chi lực còn cần chậm rãi ma hợp, chậm rãi khai quật, cũng không có tự đại nói liền cho rằng hiện tại vô địch nông nỗi. Bởi vì hắn biết núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Tu sĩ luyện khí tu đạo, khí mới là mấu chốt, hết thảy khí đều là lực lượng, nhưng lực lượng cũng có cao thấp trình tự, chính như hắn hiện tại lực lượng chính là lực lượng trình tự, nhiều lắm xem như lực lượng đỉnh, nhưng hắn biết lực lượng phía trên còn có quy tắc chi lực, còn có hỗn nguyên một hơi từ từ, thế gian tu đạo vô ngăn tẫn, lực lượng trình tự liền vô ngăn tẫn. Hắn kiêu ngạo nhưng không có tự đại tự mãn. Này một kích tuy rằng rốt cuộc ở Lăng Thương trên người tìm về một lần thể diện, trong lòng sảng một chút. Nhưng lại cũng biết muốn chiến bại Lăng Thương là không dễ dàng, rốt cuộc lão yêu quái là thiên đạo tam trọng cường giả. Hắn là pháp thần không phải thiên đạo, càng không phải thiên đạo tam trọng quy tắc ngạo khí thần linh, vô pháp biết được thiên đạo quy tắc cường giả còn có cái gì thủ đoạn tồn tại. Cho nên hắn không hề có thả lòng. Hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng, hắn đối mặt chính là được xưng vĩnh hằng thần giới đệ nhất cường giả thần ma nói cung Lăng Thương, hiện tại huống chi cái này lão yêu trong tay có được thánh khí. Còn ở phía trước ăn vào tăng lên thực lực thánh đan. Tuy rằng hắn cũng dùng hùng hoan cuồng bạo máu, nhưng thời gian liên tục không dài, chỉ có nửa canh giờ, lúc này thời gian đều mau tới rồi. Lúc này Lăng Thương khoảng cách hắn 30 mét ở ngoài, lại là không có lại đi tránh né, mà là ánh mắt như hung thú giống nhau nhìn chằm chằm hắn, nhìn trong chốc lát mở miệng trầm thấp mở miệng nói, tiểu tử không thể không nói ngươi là bổn tọa cuộc đời gặp qua nhất quỷ dị người, có thể lấy pháp thần chi cảnh chiến thiên đạo quy tắc. Người đương thuộc thần giới cái thứ nhất. Nhưng, kế tiếp khiến cho trò chơi kết thúc đi, bổn tọa nói qua muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nói đến liền phải làm được, ngươi. Trung quy tu vi kém một chút, nếu ngươi có thể bước vào thiên đạo chi cảnh, có lẽ còn có thể chân chính ý nghĩa thượng đối bổn tọa tạo thành uy hát yêu ta. Nhưng hiện tại tới nói, bổn tọa tuy rằng không biết trên người của ngươi vì cái gì có được thiên địa 10 đại thuộc tính lực lượng, nhưng nói đến cùng trung quy là lực lượng. Đương nhiên lực lượng của ngươi cùng mặt khác pháp thần bất đồng, rất cường đại thực quỷ dị, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi. Ngươi không đến thiên đạo căn bản là sẽ không lý giải cái gì là thiên đạo, cái gì là thiên đạo quy tắc áo nghĩa lực lượng, trước sau giết ta thần ma nói cùng người, hư ta chuyện tốt, hôm nay ngươi ta chi gian là vô pháp thiện. Lăng Thương nói nơi này dừng một chút nhìn Dương Nghị Vân tiếp tục nói, bổn tọa biết trên người của ngươi có một cổ muốn so thiên đạo quy tắc còn lực lượng cường đại tồn tại, quả thật làm bổn tọa thực kiêng kỵ. Nhưng ngươi phải biết rằng thế gian bất luận cái gì lực lượng cường đại, đối với một cái đức không xứng vị người tới nói,
nắm giữ ở trong tay chưa chắc là chuyện tốt, không phải nói có thể vận dụng là có thể vận dụng. Bổn tọa cho ngươi cơ hội, hiện tại, đem trên người của ngươi kia cổ lực lượng dùng đến đi, nếu không ngươi liền không cơ hội. Lăng Thương nói xong, toàn thân hơi thở cường đại phát ra, trong tay bát phương thí thần dù thần quang lóng lánh dựng lên, tùy thời có khả năng ra tay. Này một phen lời nói Dương Nghị Vân nghe ra tới, lão yêu quái kiêng kỵ vẫn là trên người hắn hỗn nguyên một hơi, đích xác hỗn nguyên một hơi chính là siêu việt thiên đạo trình tự lực lượng, Lăng Thương hai lần ăn mệt đều là ở hắn thi triển hỗn nguyên một hơi thượng, kiêng kỵ là bình thường. Này sẽ cái này lão yêu nói như thế ra tới đơn giản là tưởng thử hắn, rốt cuộc còn có thể hay không thi triển hỗn nguyên một hơi. Giảng thật hắn thật đúng là không dám dễ dàng sử dụng hỗn nguyên một hơi, bởi vì hai lần sử dụng hỗn nguyên một hơi đều làm hắn thần hồn tiêu hao phi thường đại. Nhưng là ở Lăng Thương trước mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Cười lạnh nói, lão yêu quái ngươi có thể tới thử xem, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, ha ha, ai bầm thây ai còn không nhất định, đích xác tiểu gia ta ở ngươi trước mặt là cái tiểu pháp thần, nhưng là ngươi có thể thử xem tiểu gia ta cái này tiểu pháp thần có thể hay không muốn ngươi mệnh. Dương Nghị Vân nói chuyện tràn ngập tự tin bá đạo, đối mặt Lăng Thương khí thế thượng chút nào không yếu thế, hắn chính là muốn cho cái này lão yêu kiêng kỵ, đối hắn nắm lấy không ra. Bất quá hắn cũng thừa nhận Lăng Thương lời nói ngữ là đúng, bình thường tới nói hắn đích xác không phải đối thủ. Đặc biệt là ở không thể sử dụng hỗn nguyên một hơi dưới tình huống, hắn đối mặt Lăng Thương không hề có bất luận cái gì thắng mặt. Giờ phút này hắn cảm nhận được, Lăng Thương cái này lão yêu quái cư nhiên đem quanh mình thiên địa đều phong ấn lên, hắn cảm thụ không đến thiên địa chung 10 đại thuộc tính lực lượng. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhìn về phía Lăng Thương trong tay thánh khí dù, lúc này hắn phản ứng lại đây. Lão yêu ở vừa rồi nói chuyện thời điểm lại làm sao không phải kéo dài thời gian, cố ý biểu hiện ra đối chính mình trên người hỗn nguyên một hơi lực lượng kiêng kỵ, chính là âm thầm phong tỏa quanh mình thiên địa. Ha ha ha, tiểu tử cùng bổn tọa đấu ngươi ở tu luyện mấy trăm vạn năm đi, làm trò cho rằng bổn tọa ăn hai lần mệt liền không chuẩn bị sao. Ha ha, phong tỏa thiên địa tiểu tử ngươi liền tính thúc giục kia chờ cường đại lực lượng bổn tọa cũng muốn làm ngươi trở thành bản thượng thịt cá, hiện tại chịu chết đi ha ha ha. Lăng Thương đắc ý cười to. Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, quả nhiên là lão yêu quái a, đa mưu túc trí, bất quá. Tiểu gia ta cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, người nói đúng sao, thánh dược. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân duỗi tay ở sau đầu một chảo, một gốc cây tiểu thảo xuất hiện ở trong tay, nhưng hắn đôi mắt tỏa ánh sáng, hướng này cây tiểu thảo kêu thánh dược, ngay sau đó ở Lăng Thương kinh ngạc chung một ngụm đem này cây tiểu thảo nuốt vào trong miệng. Ngươi nuốt chính là kỷ nguyên thánh dược. Lăng Thương mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng, hắn vừa rồi chính là chính tai nghe được Dương Nghị Vân cầm một gốc cây tiểu thảo kêu thánh dược. Sao có thể? Ngày đó rõ ràng nhìn đến thánh dược bay đi ra ngoài, đã sớm không thấy tung tích, sao có thể sẽ tại đây tiểu tử trong tay? Lăng Thương cứ việc một vạn cái cảm thấy không có khả năng, nhưng là trực giác nói cho hắn. Cái này là phi thường dự cảm bất hảo. Dương Nghị Vân tiểu tử này từ lúc bắt đầu liền vô cùng cổ quái, ai biết có phải hay không thật sự. Mạc Danh trong lòng có chút bực bội. Trong lòng một cái kính lại nói, đây là giả, chuyện này không có khả năng. Chính là trên thực tế, Dương Mẫu Nhân lại là nhếch miệng nói, hắc hắc, này còn chính là kỷ nguyên thánh dược ngươi đoán đúng rồi, không phải hy vọng ta bước vào thiên đạo cảnh sao. Vậy như ngươi mong muốn. Dương Nghị Vân một ngụm nuốt vào tiểu thảo mới đầu hắn tự nhiên không biết là thánh dược. Đã có thể ở hắn phóng xuất ra 10 đại đạo thụ chi lực, cảm giác chu thiên thời điểm, phát hiện trên tóc tiểu thảo có bất đồng. Ở hắn cảm giác chung này cây tiểu thảo ẩn chứa khổng lồ vô cùng năng lượng, cho nên hắn trước tiên trong đầu liền nghĩ đến chính là kỷ nguyên thánh dược. Kỷ nguyên thánh dược là thông linh thánh dược, chạy đi sau bám vào cục đá gai ngược thượng, hóa thành một gốc cây tiểu ngọn cỏ không chút nào kỳ quái, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cư nhiên sẽ chạy đến tóc của hắn đi lên. Nếu không phải vừa rồi cảm giác thiên đạo hắn thật đúng là phát hiện không được vẫn luôn giấu ở trên tóc tiểu thảo. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế, chính là lúc ấy mới vạn trượng sơn kia một gốc cây tiểu thảo, lúc ấy hắn ở cục đá gai ngược thượng nhìn đến tiểu thảo đi chạm đến, kết quả nháy mắt liền biến mất không thấy, vô tung vô ảnh, cũng không quá để ý, hiện tại mới biết được là chạy tới hắn trên tóc. Cũng chỉ có thông linh thánh dược mới có nội liếm hết thảy hơi thở, ngụy trang thành một gốc cây cỏ dại bản lĩnh. Có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến chính mình trên tóc đi. Từ một cái khác góc độ đi xem, cũng là này cây thánh dược lựa chọn hắn. Đương nhiên đem một gốc cây tiểu thảo trở thành thánh dược,
đừng nói là Lăng Thương không tin, hắn cũng là không tin. Nhưng vừa rồi cảm giác lại là chân thật, tiểu thảo trung chất chứa khổng lồ năng lượng, là hắn chưa bao giờ có ở bất luận cái gì thần dược trung cảm nhận được quá, hơn nữa một gốc cây nho nhỏ cỏ dại trung chất chứa như thế khổng lồ năng lượng, này bản thân liền không bình thường. Cho nên Dương Nghị Vân kết luận chạy đến hắn trên tóc đi tiểu thảo chính là kỷ nguyên thánh dược. Đương nhiên chân chính có phải hay không thánh dược còn cần nghiệm chứng quá mới biết được.